tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 381, trẫm họ tần. Rốt cục sắp xuất thế, tần quân cố nén kích động lẩm bẩm nói, để ám lãng bên cạnh không khỏi kinh ngạc, xuất thế, chẳng lẽ bên trong thiên ngoại chi thạch cất giấu thứ gì đó, ngay cả tần đế nhân vật như vậy đều bị hấp dẫn tới, có thể thấy được khối thiên ngoại chi thạch này cũng không phải là bên trong hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn thấy đám người hướng cự thanh dũng mãnh lao tới, Tần quân ném câu nói tiếp theo liền dẫn Na Tra dạo bước mà đi, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như dự định cùng trẫm đi, đợi lát nữa sau khi kết thúc liền theo trẫm, ám lãng cứ thế tại nguyên chỗ, về phần thiên ngoại chi thạch đã không phải là sự tình hắn có thế trộn rộn, hắn hiện tại trong đầu đầy xoắn suýt đến cùng muốn hay không cùng tần quân đi, hắn là một một người có giả tâm, chưa từng đem thâm viên môn xem như kết cục, mà là đem thâm viên môn xem như bàn đạp trên cường giả chi lộ của mình nếu như bái nhập tần quân làm thủ hạ hắn có lẽ sẽ có cơ hội tiếp xúc với người so với nam cung liệt thiên mạnh hơn mà lại mạnh không chỉ nhất sau nửa điểm cùng lúc đó hồ ngọc trí bay tới trên không cự khanh còn có dạ nguyệt thần tông tạ lai hắc sát tông chu minh nguyệt cùng với địa bản cường giả nhân bản thiên tài khác tu sĩ không có danh tiếng chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng tất cả mọi người đều khẩn trương mà phấn khởi nhìn qua thiên ngoại chi thạch dưới đáy hố thả mắt nhìn đi nói ít cũng có hơn ngàn tên tu sĩ, ở dưới đáy hố, thiên ngoại chi thạch đang tản phát ra cường quang, nhìn kỹ, nó vậy mà lại đang hấp thu nguyệt quang, cái đạo quang hoa đến từ mặt trăng kia như là đại trụ rơi xuống người nó, xuyên thấu qua tầng mây, nếu là đứng đằng xa nhìn lại, tuyệt đối hùng vĩ, nó đang hấp thu nguyệt hoa sao, làm sao có thể, tạ lai cả kinh kêu lên, hồ ngọc trí nhíu chặt mày ngài cũng một mực không có giảng ra, phàm là người tu vị cao đều có thế chú ý tới điểm dị tượng này có thể hấp thu thiên địa tinh hoa cho nên khối thiên thạch này nhất định có linh tính tốt tiếp xuống người không phận sự có thể tản đi hồ ngọc trí bỗng nhiên mở miệng nói âm thanh vẫn như cũ lành lạnh như vậy không giống với lần đầu đến làm cho lòng người ngứa hiện tại nàng lại làm cho người nổi nóng chu minh nguyệt không có bận tâm thân phận ngũ hùng chi chủ của nàng mà là lung lay ngọc tiêu cười nói hồ phong chủ không khỏi quá bá đạo a hắn mới mở miệng phản bác hồ ngọc trí những người còn lại cũng đi theo phụ họa hồ phong chủ, ngươi chớ quá mức, hừ. Nếu là tông chủ chúng ta tới, ngươi còn dám nói thế sao, ngũ hùng chi chủ vậy mà lại ra hạng người như ngươi, ai nói không phải đâu, thời điểm bình thiên yêu tôn tập kích chính đạo, bắc tuyết phong có thể nói là xuất lực ít nhất, chật chật, nghe nói thời điểm ngũ hùng cùng bình thiên yêu tôn quyết chiến, hồ ngọc trí chính là người chạy nhanh nhất, tu sĩ các tông các phái tiếng nghị luận càng phát ra khó nghe, để hồ ngọc trí sắc mặt cũng càng phát ra âm trầm, hừ. Hồ Ngọc Trí hừ lạnh một tiếng, Kim Tiên cảnh uy áp đột nhiên bạo phát, tất cả mọi người cảm giác được thân phụ vạn cân lực lượng, thân thể không bị khống chế rơi xuống, cho dù là tu vị chân tiên cảnh Chu Minh Nguyệt cũng là như thế, chân tiên cảnh cùng kim tiên cảnh tuy nói chỉ kém một cái đại cảnh giới, nhưng thực lực lại vô cùng cách xa, không có pháp bảo nghịch thiên hoặc là thần thông, tu sĩ chân tiên cảnh là không thể nào chiến thắng tu sĩ kim tiên cảnh, bổn tọa để cho các ngươi rời đi, các ngươi liền phải rời đi, nếu không chết Hồ Ngọc Trí liếc nhìn tất cả tu sĩ lạnh giọng cười nói, trên khuôn mặt lãnh diễm tràn đầy sát ý, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt, đối mặt với nàng cường thế, tất cả mọi người đều bắt đầu trầm mặt, tuyệt vô hối sờ hướng chui kiếm bên hông mình, tuy rằng Hồ Ngọc Trí rất mạnh, nhưng hắn cũng không muốn lùi bước, con đường kiếm khách, chỉ có tiến lên, không có lui lại, nếu là bại, sẽ vĩnh vô chỉ cảnh, đương nhiên đây chỉ là kiếm đạo của tuyệt vô hối, hắn không cho phép mình e ngại bất luận kẻ nào nếu không kiếm đạo sẽ có tâm ma trở ngại, còn lại chính là nhân bản địa bản cường giả đều không có ý tứ lui bước, bọn hắn tới lâu như vậy, làm sao có thể đem thiên ngoại chi thạch chấp tay nhường người, trong lúc nhất thời, bầu không khí bên trong cự thanh liền trở nên tràn ngập mùi thuốc súng, không khí yên lặng đến đáng sợ, Hồ Ngọc Trí đôi mắt đẹp không khỏi nheo lại, không có nghĩ tới những người này lại bị lợi ích làm cho choáng ván đầu óc, chật chật, tranh cái gì tranh, đó là đồ vật của trẫm, các ngươi không muốn sống sao. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trơ tức vang lên đánh vỡ bầu không khí yên lặng, cả kinh hơn ngàn tên tu sĩ cùng nhau quay đầu nhìn lại, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp tần quân cùng na tra đứng tại phía trên mây mù nhìn xuống bọn hắn, hai người trên mặt đều viết đầy vẻ kinh thường, là hắn, tuyệt vô hối trừng to mắt, luôn luôn bình tĩnh hắn thời điểm nhìn thấy tần quân trong nháy mắt liền thất thố, hắn không khỏi xuất hiện hình ảnh ban đầu ở tử vong cốc cùng tần quân gặp nhau, lúc ấy hắn không có nhận ra quân thanh công tử chính là tần quân, còn nói quân thanh công tử so với tần quân mạnh hơn nhiều, thậm chí mời hắn tề tụ bên trong nam vực thánh tuyển tỷ thí một phen, mỗi lần nghĩ tới đây, hắn liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, những tu sĩ còn lại thì nhíu mày nhìn về phía tần quân, rõ ràng đều không nhận ra thân phận của tần quân. Hồ Ngọc Trí cùng một đám thiên tiên cảnh cường giả trở lên đều mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn qua Na Tra, tần quân tuy rằng tu vị thấp, nhưng phát ra khí thế duy ngã độc tôn cực mạnh bên cạnh na tra càng là mạnh mẽ dựa vào tu vị tản mát ra uy áp làm người ta kinh ngạc run rẩy các ngươi là ai hồ ngọc trí trầm giọng hỏi trong nội tâm nàng hiện ra tâm tình bất an tất cả tu sĩ khiếp sợ nhìn qua tần quân hai người lúc này dám nhảy ra là muốn tìm chết sao duy chỉ có ám lãng mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn qua tần quân trở thành tiêu điểm trẫm tên các ngươi chưa nghe nói qua sao trẫm họ tần Tần quân nhìn xuống tất cả mọi người cười lạnh nói, cái eo muốn thẳng, đầu muốn nâng lên, ánh mắt muốn tuyệt đối khinh miệt, giờ phút này nếu không cực hạn trang bức, đơn giản không bằng cầm thú. Tần, cái chữ này phản phất như có ma lực, làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Ngươi là tần đế, dạ nguyệt thần tông tạ lai hoảng sợ kêu lên, trong nháy mắt gây nên xôn xao, toàn bộ cự khanh phản phất như vỡ tổ sôi trào lên. Ông trời ơi! Tần đế sao lại tới đây? Thật hay giả? truyền ngôn tần đế tuổi rất trẻ còn vô cùng tuấn mỹ xem ra là thật thiếu niên bên cạnh hắn chẳng lẽ là thiên bản thập cường ti ta đang nằm mơ sao các tu sĩ phản ứng vô cùng kích động so với lúc trước hồ ngọc trí đến còn muốn lớn hơn so với tần đế bắt tuyết phong phong chủ thật tính không được cái gì hồ ngọc trí sắc mặt cũng bá một chút âm trầm đúng lúc này thiên ngoại chi thạch đáy hố bắt đầu vỡ vụn dẫn tới tất cả mọi người bao quát cả tần quân ở bên trong chú mục nhìn lại chỉ thấy bên ngoài thiên ngoại chi thạch như là vỏ trứng vỡ vụn, hà quan chói mắt từ đó toát ra, làm cho không người nào có thể thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. Hừ, một tiếng hừ nhẹ làm cho tâm thần người ta chấn động từ trong thiên ngoại chi thạch truyền ra, mỗi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Tần quân nghe được huyết mạch sôi sục, mặt mũi tràn đầy kích động, nữ thần sắp xuất thế, tất cả mọi người trừng to mắt, trong thiên ngoại chi thạch cất giấu một nữ tử. Tiếng hừ nhẹ ban nảy không thể nghi ngờ là âm thanh của nữ tử, để bọn hắn không khỏi cho là mình nghe nhầm. Lúc này, một cái ngọc thủ đẹp đến mức tận cùng từ bên trong hà quan duỗi ra, nhìn thấy bàn tay ngọc này, ngoại trừ tần quân bên ngoài ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trong thiên ngoại chi thạch thật có một nữ tử, chẳng lẽ là nhân tộc thiên ngoại. Cái truyền thuyết này thế nhưng là một mực trong cổ tịch nhân tộc lưu truyền, lại thêm truyền thuyết tu vị đạt tới mức cao thâm liền có thể phá toái hư không lưu truyền rộng rãi, cho nên phần lớn người đều không nghi ngờ thiên ngoại còn có tu sĩ mà thiên ngoại tu sĩ cũng có một cái xưng hô khác cái kia chính là thần tiên các ngươi phản ứng quá kích động ta vẫn là thức đêm tăng ca viết ra đi tất cả mọi người chăm chú nhìn ngọc thủ toát ra bên trong hà quan phía trên thiên ngoại chi thạch nếu là thường ngày một khi nam nhân nhìn thấy cánh tay này nói không chừng sẽ cầm giữ không được mình nhưng giờ phút này tất cả mọi người tâm lý đều không khỏi bốc lên hơi lạnh thiên ngoại nhân cái thân phận này đủ để cho dưới bầu trời này tất cả mọi người sợ hãi Ngọc thủ tiếp tục duỗi đi lên, dưới ngọc thủ là tay áo trắng hồng như là sen, ngay sau đó một trương khuôn mặt khuynh thành xinh đẹp đến mức tận cùng từ bên trong hà quan toát ra, lông mi thật dài ở dưới ánh trăng rung lên một cái, da trắng nõn nà bóng loáng, phản phất như vô cùng mịn màng, một đầu tóc đen nhánh dài như thác nước tán ở trên vai, thân thể chậm rãi đi ra, một thân áo trắng tinh khiết vô hạ tung bay theo gió, môi anh đào hơi trương hợp, đôi mắt đẹp nhìn về phía bầu trời đêm bên trong mang theo vẻ mê mang khiến cho nàng càng làm cho trái tim mọi người rung động, tỉnh, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn qua thường Nga xuất thế, nhất là Nam Tu, căn bản không dời nổi ánh mắt, dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, khiến cho giữa thiên địa hết thảy phong cảnh mỹ hảo đều trở nên ảm đạm phai mờ, tần quân con mắt cũng thẳng, liền ngay cả na tra vị vạn năm sử nam này cũng là như thế, nữ thần ánh trăng đẹp không cách nào hình dung, phản phất như trân bảo hoàng mỹ nhất thế gian, hồ ngọc trí thấy đôi mắt khiếp lại, luôn luôn xinh đẹp nàng cũng không nhịn được ghen ghét với dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành của thường nga thường nga chính là thần nữ mà nàng chỉ là phàm nữ truy cầu thành tiên chi đạo hai người vô luận dung mạo hay vẫn là khí chất đều không thể đánh đồng liền ngay cả tu sĩ khác cũng nhịn không được cảm thán ở trước mặt nữ tử này hồ ngọc trí tựa hồ trở nên bình thường vô cùng so sánh vĩnh viễn là đáng sợ nhất nó có thể khiến cho người ta thỏa mãn cũng có thể khiến người ta tuyệt vọng nàng chính là tà vật nhất định phải trừ khử hồ ngọc trí quát khẽ một tiếng vừa dứt lời liền hướng thường nga phất tay mà đi từng đạo từng đạo băng tiễn bỗng dưng ngưng tụ mà ra thấy để tần quân thầm mắng số nữ nhân tìm đường chết a à, ngay cả thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu cũng không biết liền dám ra tay thường nga thế nhưng là thái ất kim tiên cảnh cường giả dễ dàng đùa chơi chết nàng đối mặt với từng đạo từng đạo băng tiễn tập kích thường nga tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần mê mang liếc nhìn chung quanh để tần quân không khỏi vì nàng mướt mồ hôi. Đương! 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 Ngay tại thời điểm băng tiễn sắp bắn trúng nàng, thì nàng quanh thân bỗng nhiên xuất hiện một đạo lồng ánh sáng nguyệt hoa, đem băng tiễn của Hồ Ngọc Trí cản lại. Một màn này thấy để tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây chính là công kích của Hồ Ngọc Trí A, liền nhẹ nhàng như vậy bị ngăn lại. Ti, nàng này đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ nàng là thần nữ từ thiên ngoại hạ xuống? Hảo lợi hại, thật đẹp. Chớ bị sắc đẹp của nàng mê hoặc tâm trí, những ngày qua nàng không biết đã giết bao nhiêu người, thần nữ từ trên trời rơi xuống, thiên hạ tất loạn a, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhất là nhóm nữ tu, ngữ khí chanh chua đến cực điểm, thường nga khí chất thuộc về loại hình đạm mạc, phản phất như không dính khói lửa nhân gian, cho dù nàng xem ra có chút mê mang, nhưng sắc mặt lại cho người ta một loại lãnh ý tránh xa người ngàn dặm, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hồ Ngọc Trí, khẽ nói, đạo hữu ta và ngươi không có thù a à. một câu này để hồ ngọc trí như rơi vào hầm băng chỉ cảm thấy sát cơ khủng bố phô thiên cái địa đánh tới khiến cho nàng tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ bên trong cùng phong sóng biển hai cái băng sơn mỹ nhân đụng vào nhau ai so với ai lạnh hơn tần quân trong lòng tương đối thường nga thuộc về loại lãnh đạm không có cảm tình kia mà hồ ngọc trí lãnh ngạo thì giống cao cao tại thượng lại thêm hồ ngọc trí khí tràn không bằng thường nga cho nên hai người không có chút khả năng nào có thể so sánh Hồ Ngọc Trí vừa muốn mở miệng, Thường Nga bỗng nhiên nhô ra tay trái, nhẹ nhàng một chiêu, Hồ Ngọc Trí chỉ cảm thấy một cổ lực lượng không thể kháng cự hướng về phía nàng đánh tới, để cho nàng căn bản là không cách nào phản kháng, làm cho Hồ Ngọc Trí hoảng sợ nhất là nàng phát hiện mình không cách nào điều động được pháp lực thể nội, quanh thân phản phất như bị một tầng lực lượng vô hình trói buộc, để cho nàng khó chịu đến cực điểm. 3. Hồ Ngọc Trí rơi vào trong tay Thường Nga, Thường Nga một tay bóp lấy cổ của nàng đưa nàng nâng lên trên không trung, trên dung nhan tuyệt thế bình tĩnh đạm mạc đến đáng sợ, chỉ nghe nàng khẽ nói, ngươi vì sao đối với ta sát ý đậm như vậy, nữ thần thật là khí phách, tần quân thấy vui lòng phục tùng, hắn đối với Thường Nga đổi mới nhận thức, nữ thần ánh trăng nguyên lai không phải bình hoa, nàng là mạnh thật sự, chỉ bất quá không có cơ hội xuất thủ, nếu như nàng không mạnh, chỉ sợ ở thiên đình tự thân cũng khó đảm bảo, bệ hạ cẩn thận, nàng tu vị đã đạt tới thái ức kim tiên cảnh, mà lại tự hồ có thế lấy ánh trăng làm lực lượng. Na tra trầm giọng nói, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ tới chuyến này lại gặp được cường giả thái ức kim tiên cảnh. Hắn đến Nam Vực trước đó, rõ ràng nghe nói Nam Vực không có bao nhiêu thái ức kim tiên cảnh cường giả, vậy mà làm sao vừa theo tần quân về sau, thái ức kim tiên liền liên tiếp chạy ra, đám tu sĩ còn lại thì nhìn đến trận tròn mắt, Hồ Ngọc Trí ở trước mặt nữ nhân này không hề có lực hoàng thủ. Đúng lúc này, Tần Quân bỗng nhiên cười nói: "Thường Nga, trẫm ở chỗ này, trẫm mang ngươi về nhà." "Thường Nga, cái tên này thật là dễ nghe, nàng là ai?" Chẳng lẽ là? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Thường Nga một tay giơ Hồ Ngọc Trí, chỉ gặp Thường Nga quay đầu nhìn về phía Tần Quân, trong đôi mắt đẹp lạnh nhạt tựa hồ xuất hiện một điểm ánh sáng, nàng nói khẽ: "Không nghĩ tới bệ hạ vậy mà tự mình đến tiếp ta." "Hoa" tần đế cùng nữ thần này quen biết, chẳng lẽ tên thần nữ này cũng là tìm tới ném bái tần đế. Tần đế bản lĩnh tuyển nhận cường giả nghịch thiên đã sớm đổi danh, nhưng để bọn hắn tận mắt nhìn thấy một tên thần nữ so với Hồ Ngọc Trí còn mạnh hơn bái nhập tần quân, vẫn như cũ để bọn hắn khó có thể tin được, liền ngay cả na tra cũng mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía tần quân. Má nó, trách không được tần quân thật xa đuổi tới, nguyên lai hắn đã sớm biết trong thiên ngoại chi thạch cất giấu một tên tuyệt thế mỹ nữ. Nếu là Tần Quân biết được Na Tra trong lòng Nghĩ Pháp, khẳng định sẽ đến mắng hắn, trẫm nhưng không phải là vì mỹ nữ mà đến, chỉ là coi trọng tu vị mạnh mẽ của Thường Nga mà thôi. Đương nhiên lý do này ngay cả chính hắn đều không tin, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, Thường Nga tiện tay vung lên, đem hồ ngọc trí ném bay ra ngoài, sau đó nhanh chóng hướng Tần Quân bay tới, đi đến trước mặt hắn, đứng tại trên mây mù công lưng hành lễ, nói khẽ: "Gặp qua bệ hạ." nhìn qua nàng trương khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành này tần quân tâm bất tranh khí liền cùng loạn lên liền ngay cả na tra đều có thể nghe được tiếng tim đập của hắn kinh ngạc nhìn về phía hắn đối mặt với bình thiên yêu tôn tần quân đều không khẩn trương như vậy làm sao vừa đối mặt với thường nga lại khẩn trương lên thật tình không biết tần quân không phải khẩn trương mà là hưng phấn vì sao hưng phấn vậy thì không cần nói cũng biết vì tìm ngươi trẫm thế nhưng là bay mấy ngày a à? tần quân cười nói hai người trò chuyện vui vẻ để tu sĩ còn lại nhìn phát ngốc bọn hắn thật nhận biết tuyệt vô hối ám lãng đều là sắc mặt phức tạp nhìn qua tần quân thường nga thực lực bọn hắn rõ như ban ngày tận mắt thấy tần quân thu phục cường giả cấp bậc dạng này trong lòng bọn họ cảm giác rất khó chịu dù sao tần quân tựa hồ so với bọn hắn trẻ hơn rất nhiều bên trong đồng bối bọn hắn được vinh dự là tuyệt thế thiên tài mặt ngàn năm khó gặp nhưng ở trước mặt tần quân những vinh diệu này liền ảm đạm vô quan không đáng giá được nhắc tới. Bệ hạ, những người này xử lý như thế nào? Na tra quét nhìn tu sĩ phía dưới hỏi, lại có người không biết sống chết hướng đáy hố bay đi, muốn nhặt thiên ngoại chi thạch toái phiến. Tần quân sờ lên cầm bắt đầu suy tư, muốn hay không giết hết bọn hắn, thôi, không cần tạo sát nghiệp. Tần quân lắc đầu thở dài, không có cách, ai bảo hắn thiện lương như vậy, nếu là để người khác biết được trong lòng hắn tự luyến, khẳng định sẽ nôn hắn một bãi nước bọt, người bị ngươi hố chết còn thiếu sao na tra biểu môi hắn nhưng không thèm để ý cái gì sát nghiệt ngược lại là thường nga trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng không giống với na tra là thiên tướng chuyên môn trảm yêu trừ ma thường nga chính là là nữ thần đại biểu cho hòa bình trung thu đêm trăng sáng vọng nguyệt nhớ cố hương nàng chính là yêu ma vì nhân tộc an toàn chúng ta nhất định phải đưa nàng diệt trừ đúng lúc này hồ ngọc trí âm thanh bỗng nhiên lần nữa vang lên nàng nói để tần quân nghe được triệt để im lặng có thể hay không đừng tự tìm chết như vậy trẫm đều buông tha ngươi ngươi còn muốn liều mạng hướng họng súng đụng lên tần quân bụng mỉa mai không thôi cũng không biết hồ ngọc trí là như thế nào bò lên trên phong chủ chi vị chẳng lẽ lại là dựa vào cái giao dịch gì đó thường nga cũng đầy mặt hàng sương nhìn về phía hồ ngọc trí nữ thần lực nhẫn nại cũng là có hạn trước bị hồ ngọc trí tập kích đã buông tha cho nàng một lần vậy mà cái bà nương này còn dây dưa không nghỉ thường nga thế nhưng là thần tiên trong thần thoại thượng cổ cha là một trong ngũ đế niên đại đó mười cái thái dương cháy nướng đại địa đếm không hết yêu thú tứ ngược hoa hạ đại địa thường nga dù sao cũng là người đi qua tẩy lễ nàng nếu là nổi giận đối phương tuyệt đối không có kết cục tốt tỷ như trư bác giới từ thiên bồng nguyên soái biến thành trư yêu sống không bằng chết hừ vậy các ngươi ngược lại là tới giết ta thường nga vung tay áo hừ lạnh nói bóng lưng uyển chuyển thấy để tần quân miệng đắng lưỡi khô na tra không khỏi hướng tần quân hỏi cần ta xuất thủ không, lấy thực lực của hắn, một chiêu có thể miễu sát tất cả mọi người ở đây." "Không cần." Thường Nga thay thế Tần Quân trả lời, thái độ bá khí làm cho Tần Quân không khỏi khóe miệng co giật một cái, xem ra vị nữ thần này không tốt chinh phục a, à, người không muốn chết mau chóng rời đi. Tần Quân trầm giọng quát, nơi này tu sĩ nhiều như vậy, hắn cũng không thể để Thường Nga lạm sát kẻ vô tội, lưu một số người sống, chờ tin tức truyền ra, cũng có thế để người ta biết không phải hắn bá đạo mà là hồ ngọc trí kỹ thuật tìm đường chết đã đột phá mát cấp người muốn tìm chết trời đều ngăn không được lời vừa nói ra lập tức liền có rất nhiều tu sĩ chạy trối chết mọi người không phải người ngu hồ ngọc trí rõ ràng không phải là đối thủ của thường nga lưu lại chỉ sẽ trở thành pháo hôi cho hồ ngọc trí thường nga minh bạch ý tứ của tần quân cũng không có lập tức xuất thủ mà là lẳng lặng nhìn qua hồ ngọc trí cho dù không có mở miệng bốn mắt nhìn nhau hồ ngọc trí cũng là áp lực tăng gấp bội trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh tâm lý bắt đầu hối hận mình tại sao lại bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc ám lãng còn không mau đến đây muốn chết phải không tần quân nhìn xuống ám lãng phía dưới bờ hố khẽ quát đem ám lãng vẫn còn trong rung động tỉnh lại sau đó hắn vô ý thức hướng tần quân bay tới vừa bay ra mấy mét hắn liền ngây ngẩn cả người đáng giận ta làm sao lại nghe lời của hắn a à? ám lãng trong lòng mắng nếu hắn hiện tại đến bên cạnh tần quân chẳng phải là tương đương với ném bái hắn, nhưng bản thân hắn cũng có chút tâm động, lại thêm thường Nga cùng Hồ Ngọc Trí đại chiến buông xuống, hắn đành phải cắn răng hướng tần quân bay đi, con mắt không dám cùng tần quân đối mặt, trong lòng nổi giận xấu hổ, tuyệt vô hối không khỏi nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ tới ám lãng sẽ đầu nhập vào tần quân, ngày sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, tuyệt vô hối nhìn chầm chầm tần quân thì thào một câu, sau đó liền xoay người hóa thành một đạo hắc quan biến mất tại đường chân trời. Tần quân không có chú ý tới hắn rời đi, dù sao tuyệt vô hối cũng không có phát động nhiệm vụ, về sau có rất nhiều cơ hội lôi kéo, đi đến bên người tần quân, ám lãng cắn răng nói, ní đã như vậy, ngày sau ta phụng ngươi làm đế, tham kiến bệ hạ, ám lãng nửa quỳ tại bên trên mây mù quát, khàn cả giọng, phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân, hắn biết hôm nay qua đi, toàn bộ ma đạo đều sẽ mắng hắn, nhưng thì tính sao, nhìn thấy thường Nga biểu hiện ra thực lực, còn có na tra tôn thiên bản thập cường này, cái khỏa tâm hướng tới cường giả chi lộ kia xúc động căn bản đè nén không được, đinh. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, chinh phục thiên tài. Thu hoạch được một lần thần ma triệu hoáng, một lần thần ma phó bản, hệ thống nhắc nhở âm đúng hạn mà tới, để tần quân mừng thầm không thôi. Ám lãng tuy rằng tại bên trong ma đạo chỉ tính là thiên tài thứ sáu, nhưng nhân bản bài danh lại là đệ nhất, còn lại năm tên thiên tài kia đều đã hơn trăm tuổi, đợi một đoạn thời gian, ám lãng thế tất sẽ vượt qua bọn họ, rất tốt. Trẫm ngày sau sẽ để cho ngươi đem trọn thâm viên môn cái dẫm tại dưới chân. Tần quân một tay nâng lên ám lãng cười nói, một câu nói làm cho ám lãng nhiệt huyết sôi trào. Thâm nguyên môn chính là nơi ám lãng thành danh, tuy rằng hắn không phải tại thâm viên môn sinh trưởng, nhưng một mực đem thâm viên môn môn chủ xem như mục tiêu, nghe được tần quân câu nói này, hắn đột nhiên cảm giác được thâm viên môn lại như thế nào. Hiện tại ai đoán không ra tần quân mục tiêu là tại bên trên Thánh Triều. Cùng lúc đó, Thường Nga bắt đầu hướng Hồ Ngọc Trí bay đi. Đối mặt với Thường Nga tới gần, Hồ Ngọc Trí rất muốn chạy trốn, nhưng lại ngượng nghịu mặt mũi. Ở đây còn có mấy trăm tên tu sĩ tặc tâm bất tử đứng đó. Nếu là truyền đi, nàng thân là phong chủ Bắc Tuyết Phong vậy mà lại bị người dọa đến mức chạy trốn. Bắc Tuyết Phong mặt mũi liền đặt ở nơi nào, ngươi coi thật muốn. Hồ Ngọc Trí mở miệng uy hiếp nói, lời còn chưa nói hết, thường nga liền tốc biến đến trước mặt nàng ba âm thanh một tác xé rách hết thảy ồn ào náo động trong màn đêm hồ ngọc trí thân thể xoay tròn lấy hướng phía dưới rơi xuống quanh một tiếng nện ở trong vách hố bụi đất tung bay thấy để tần quân na tra ám lãng trừng to mắt nữ thần thật hung hãn thường nga nâng tay phải lên từng đạo từng đạo nguyệt hoa từ trên trời giáng xuống rơi vào trong lòng bàn tay nàng tựa như vòi rồng tản ra cường quang chói mắt áo trắng bay phất phới nét mặt của nàng vô cùng lạnh lùng. Ta chính là thần, ngươi sao dám dùng yêu ma nói xấu ta. Thường Nga âm thanh tràn ngập lạnh lùng, vừa dứt lời, nàng liền phất tay, nguyệt hoa hình thành vòi rồng vậy mà rời khỏi tay, rơi xuống, ầm ầm. Cường quan tuế hiện, đem trọn cái cự khanh bao phủ, sóng gió cùng bạo thổi đến tầng quân cùng ám lãng trên không trung lung lay sắp đổ, phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, để da đầu hắn tê dại, đại địa kịch liệt lay động, cùng phong thổi lên để bầu trời đêm càng thêm tối tăm ảm đạm, hết thảy giống như mạc thế đột kích, lực lượng thái ức kim tiên cảnh khủng bố như vậy, cho dù thường Nga chỉ là thái ức kim tiên cảnh nhất tầng, nhưng mượn nhờ nguyệt hoa chi lực, nàng biểu hiện ra lực phá hoại tuyệt đối là kinh thiên động địa, liền ngay cả Na Tra cũng hiếp mắt nhìn qua bóng lưng thường Nga, trong miệng lẩm bẩm nói, thật mạnh, thường Nga trong thần thoại sống trên mặt trăng, chưa từng cùng người chiến đấu, nhưng ở trên mặt trăng, là cô tịch bực nào, vô số năm tu luyện, thường Nga bản thân cũng có tu vị cực mạnh, ai ia. Thường Nga không phải là bình hoa A, tần quân tự lẩm bẩm, trong lòng rất là may mắn, lại nhìn lại nữ thần có thực lực cũng không nhiều, về sau nên thật tốt đối đãi không thể quá ngã ngớn. Đối với thường Nga dạng nữ thần này, tần quân vẫn là có tự mình hiểu lấy, dựa vào thủ đoạn là không có ích lợi gì, mà lại lần đầu tiên nhìn thấy thường Nga, tần quân liền quyết định tôn trọng đối đãi nàng, về phần cảm tình nha, liền thuận theo tự nhiên, dù sao nàng cũng ở bên cạnh hắn, làm bạn thổ lộ thường là rung động lòng người nhất, khụ khụ, tần quân lắc lắc đầu, làm sao đột nhiên liền tao, thật lâu sau đó, cường quan tiêu tán, tần quân ba người rốt cục cũng có thể thấy rõ tràn cảnh phía dưới, lập tức cả kinh tần quân cùng ám lãng đồng tử thích chặt, chỉ gặp cự khanh đường kính nguyên bản ngàn mét đã mở rộng đến vài dặm, phản phất như toàn bộ thảo nguyên đều bị oanh sập vài trăm mét, bụi khói lượng lờ, hàng phong gào thét mà qua, trở thành âm thanh duy nhất dưới bầu trời đêm phóng nhãn thả đi căn bản không nhìn thấy thi thể cũng không nhìn thấy thảo nguyên đầu cuối chỉ có thể nhìn thấy bùn đất bị lật ra toàn bộ hình ảnh cực kỳ có lực trùng kích tần quân không khỏi nuốt nước miếng lần trước quyết đấu với bình thiên yêu tôn song phương đều đưa lực lượng tập trung tạo thành phá hư không có lớn như vậy để hắn càng thêm rõ ràng nhận thức đến sự cường đại của thái ất kim tiên cảnh đi thôi nên hồi phủ Tần quân dùng thần thức hướng phía dưới quét tới, xác định không còn ai sống sót sau đó liền cười nói. Thường Nga quay người nhẹ nhàng bay tới phía trên mây mù, phản phất như đây hết thảy không phải nàng gây nên. Giờ phút này ám lãng vẫn còn trong kinh ngạc, lực phá hoại khủng bố bực này, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Na Tra nhanh chóng thôi động mây mù hướng về bình thiên chi địa bay đi, một nhóm bốn người rất nhanh liền biến mất ở điểm cuối cùng trên bầu trời đêm. Chuyện tối nay chắc chắn sẽ oanh động chính ma lưỡng đạo, bởi vì một trong chính đạo ngũ hùng bắc tuyết phong phong chủ tán thân tại hỏa tận nguyên trên đường phi hành tần quân bắt đầu để hệ thống tiến hành thần ma triệu hoán đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma nghe hệ thống nhắc nhở âm mỹ diệu vân lên tần quân tâm lý tràn ngập cảm khái vừa rồi hẳn là nên để thường nga lưu lại thủ đoạn hồ ngọc trí có thế mang đến cho hắn bao nhiêu điểm kinh nghiệm tuy nhiên nếu là lưu hồ ngọc trí một hơi nói không chừng sẽ đem tần quân kéo đến chung cùng Kim tiên cảnh thủ đoạn há lại là hóa hư cảnh có thế tưởng tượng, tục ngữ nói, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, có hàng Nga tiên tử tương trợ, trẫm đoán chừng mấy ngày nay đều ngủ không yên giấc a, à. đang chờ đợi bên trong quá trình hệ thống triệu hoán, tần quân liền nhàm chán hướng thường Nga bắt chuyện, thường Nga đứng tại đằng sau ba người, nàng khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, đa tạ bệ hạ khích lệ, khóe miệng nàng có chút nhếch lên, nhưng nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện, rất dễ để cho người ta một loại cảm giác tránh xa người ngàn dặm. Nhưng tần quân thế nhưng là da mặt so với trường thành còn dày hơn, không những không biết xấu hổ, mà là bắt đầu tự mình tìm đề tài. Hằng Nga tiên tử tại sao lại là từ trên trời giáng xuống, còn giấu kín ở bên trong thiên ngoại chi thạch, bởi vì ta nguyên bổn đang ở trên cung trăng. Thường Nga giải thích nói, ta bỗng nhiên cảm ứng được, ta ở nhân gian có một đoạn duyên phận, thế là liền xuống tới, từ lần đầu tiên gặp mặt nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi là vị hữu duyên nhân kia cho nên ta sẽ phụ tá ngươi tần quân không khỏi nheo mắt lại không nghĩ tới thiên ngoại quả nhiên còn có tồn tại cao hơn lần nữa liên tưởng đến thượng của thánh đình bị diệt chẳng lẽ lại là những vị thần tiên bên ngoài kia gây nên ý của ngươi là ngươi biết trẫm là đế hoàng tần quân tiếp tục hỏi chẳng lẽ như là thần thoại hoa hạ thần tiên có thể tại thiên ngoại sử dụng thiên lý nhãn nhìn mọi việc trên thế gian nếu quả thật như hắn suy nghĩ tần quân liền không nhịn được trùng mình, phản phất như tự mình làm hết thảy đều bị người theo dõi, ta không biết, nhưng ngươi tự xưng trẫm. Thường Nga lắc đầu nói, để tần quân như trút được gánh nặng, mẹ nó, tự mình dọa mình mới là đáng sợ nhất, nếu là thật sự có thần tiên chú ý tới hắn, nói không chừng sẽ nhìn trộn đến tồn tại của thần thoại hệ thống, tốt là không có khủng bố như vậy, dù sao chỉ riêng Nam vực liền so ới trái đất lớn hơn rất nhiều, chớ nói chi là toàn bộ thế giới, đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến ngưu đầu mã diện đang muốn cùng thường nga tiếp tục trèo kéo tần quân liền bị hệ thống nhắc nhở âm cắt ngang ngưu đầu mã diện thảo có hắc bạch vô thường còn muốn ngưu đầu mã diện làm cái gì tần quân trong lòng bạo thô nói hắn cố nén tức giận ở trong lòng quát đem ngưu đầu mã diện thuộc tính liệt biểu triệu Hoáng đi ra không có cách nào tại bên trong các bản bản thần thoại cố sự ngưu đầu mã diện đều là đồ ăn như vậy bệ hạ thế nào na tra quan tâm hỏi hắn nhìn thấy tần quân sắc mặt bá một chút khó nhìn lên, còn tưởng rằng hắn tao ngộ biến cố gì đó. Tần quân lắc đầu, ánh mắt chầm chầm nhìn lên thuộc tính liệt biểu trước mặt chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Ngưu đầu mã diện, đến từ truyền thuyết dân gian, thân phận, quỷ thần, tu vi, thiên tiên cảnh nhất tầng công pháp, câu hồn, thần thông, âm dương động pháp, nhập mộng câu hồn, độ trung thành, 97, mắt trị số 100, đồ ăn bức, mới thiên tiên cảnh nhất tầng tần quân trong lòng thất vọng bất tri bất giác thiên tiên cảnh trong mắt hắn đã tính không được cái gì nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại lại nhịn không được hỏi ngư đầu mã diện như thế nào lại là thiên tiên cảnh trong mắt hắn ngư đầu mã diện cùng hắc bạch vô thường địa vị không sai biệt lắm tu vị cũng cần phải kém không nhiều mới đúng ngư đầu mã diện tại địa phủ chức vị so với hắc bạch vô thường cao hơn chỉ vì về sau phạm tội mới bị điều đến diêm la vương làm thủ hạ nhưng vẫn như cũ so với hắc bạch vô thường cao hơn nhất giai, tu vị càng là như vậy. Hệ thống đơn giản giải thích một câu, tần quân cũng lười truy cứu, dù sao đều là diễn viên quần chúng, tuy nhiên ngưu đầu mã diện cũng đi ra, lại thêm hắc bạch vô thường tương trợ, cố gắng cũng có thể tạo ra thế lực ở âm phủ, trưởng khống âm dương lưỡng giới, nghe đều bá khí, về sau giết địch, liền có thể nói, các ngươi coi như xuống dưới âm tàu địa phủ, cũng trốn không thoát lòng bàn tay trẫm ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Tần quân biểu lộ rốt cục bác khai vân vụ, nhếch miệng nở nụ cười. Na tra không khỏi ác hàng, minh bạch vị chủ nhân này khẳng định lại muốn hố người. Ám lãng thì một mực đang quan sát tần quân, phát hiện hắn hỉ nộ vô thường, làm cho không người nào có thể phỏng đoán được ý nghĩ trong lòng hắn. Không hổ là thiên cổ đế hoàng. Ám lãng trong lòng cảm thán, nếu để cho tần quân biết mình trong lúc vô hình lắp một cái bức, hắn khẳng định phải chết cười. Thường Nga cũng một mực chú ý đến tần quân, trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ bình thản như vậy, để cho người ta đoán không ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Mặt trăng lặng mặt trời mọc, hôm sau trời vừa sáng, một đạo tin tức liền oanh động toàn bộ nam vực nhân tộc, trên trời rơi xuống thần nữ, bắt tuyết phong hồ ngọc trí bị giết, tần đế xuất hiện tại biên cảnh chính ma lưỡng đạo, chủ đạo diệt sát chính đạo ngũ hùng chi chủ. Phàm là người nghe được những tin tức này phản ứng đầu tiên đều là không thể tin được, làm sao có thể tần đế không phải là tại bình thiên chi địa sao, trên trời rơi xuống thần nữ. Thần nữ? Ngươi đang nói đùa cái gì vậy, là ta chưa tỉnh ngủ, hay vẫn là ngươi đang nằm mơ? Đây không phải là kéo con bê sao, ông trời ơi. Tình nhân trong mộng của ta bị giết. Là ai làm, tại sao lại là tần đế, ma đạo cửu tôn, chính đạo ngũ hùng đều đang nghị luận việc này, tin tức như là vòi rồng hướng tất cả thành trì, hoàng triều lan tràn đi, thậm chí còn truyền vào tận trong thánh triều. Hồ Ngọc Trí chính là Bắc Tuyết Phong chi chủ, Bắc Tuyết Phong thế nhưng là một trong chính đạo ngũ hùng, nàng lại bị giết, tần đế quả nhiên là gan to bằng trời, không hề cố kỵ. Các loại lời đồng đại bắt đầu phát tán, thậm chí có người tuyên bố tần đế muốn muốn lật đổ sự thống trị của thánh triều, làm nam vực chi chủ, khiến cho tần quân ở vào bên trong nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận. Một bên khác, tần quân bọn người thì toàn lực phi hành, trong vòng hai ngày liền trở lại thủ sát thành trở lại phủ thành chủ đắc kỷ du phượng hoàng hoàng phong đại vương viên hồng các loại tất cả mọi người vừa cảm ứng được khí tức của hắn liền phi tới tiếp đón đến trẫm cùng các ngươi giới thiệu một chút nàng gọi là thường nga chính là hần nữ từ thiên ngoại tới tần quân cười vì mọi người giới thiệu một chút đám người tuy rằng khiếp sợ nhưng cũng không có mở miệng từng cái tựa hồ có khó khăn khó nói Tin tức hoặc lời đồng tốc độ so với người phi hành còn muốn nhanh hơn, tại thời điểm tần quân bốn người còn chưa trở về, thì Bình Thiên Chi Địa đã nhận được tin tức, tại thời điểm vô số người đang tán thưởng tần đế uy vũ, thì trong thủ sát thành người lại cao hứng không nổi, tần quân nhìn ra bọn hắn không thích hợp, không khỏi nhíu mày hỏi, đã phát sinh sự tình gì, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẫn là không ai dám mở miệng, lúc này, đắc kỷ mới cắn răng đứng ra nói, tiểu ly bị phụ vương nàng mang đi. Cái gì? Tần quân trừng to mắt, tức giận nói, các ngươi nhiều người như vậy đều ngăn không được sao? Ánh mắt liếc nhìn Hoàng Phong Đại Vương, Viên Hồng, Hàng Long La Hán, Lôi Chấn Tử, Kim Giác, Ngân Giác, Hồng Hài Nhi, Lý Nguyên Bá tất cả mọi người một vòng, để không người nào dám cùng hắn đối mặt. Dịch lão đầu giả khục một tiếng nói, Tần Tiểu Tử, không thể trách bọn hắn A, à. tên Long Vương kia rất mạnh, xem chừng đã đạt đến Thái ất Kim Tiên Cảnh Đỉnh Phong. Thái ất Kim Tiên Cảnh Đỉnh Phong. Tần quân tức giận đến kém chút hai mắt đen, hắn trừng mắt hướng Lý Bạch hỏi, sư phụ ngươi không phải nói Nam Hải Long Vương liền mạnh hơn hắn một chút thôi sao, làm sao có thể, sư phụ ta cũng chưa từng gặp qua Nam Hải Long Vương. Lý Bạch đầu giống như trống bỏi lắc lắc nói, cũng đúng, ngay cả hắn tại Nam vực xông ra danh hào thanh liên kiếm tiên đều là do Thái Bạch Kim Tinh thổi phồng lên, hai người giáng lâm cái thế giới này liền tới tìm tần quân nương tựa, Thái Bạch Kim Tinh làm sao có thể tiếp xúc với Nam Hải Long Vương lúc đó khẳng định là nói khoác chính mình tần quân ảo não vỗ đầu tuy rằng hắn lúc trước đoán chừng qua nam hải long vương rất mạnh nhưng không nghĩ tới lại mạnh như vậy hắn không khỏi hướng đắc kỷ hỏi thủ sát thành có thương vong gì hay không không nam hải long vương chỉ mang tiểu ly đi đắc kỷ lắc đầu nói hoàng phong đại vương lúng túng nói tên long vương kia xê dịch chi thuật rất mạnh so với ta thôi động tam muội thần phong còn muốn nhanh hơn mà lại nhục thân cực mạnh so với ngưu ma vương chỉ có hơn chứ không kém tần quân nghe được nheo mắt lại hỏi ý của ngươi là nam hải long vương trước đó có điều tra qua các ngươi vừa nhìn thấy hoàng phong đại vương há mồm liền né tránh rõ ràng biết tam mụi thần phong lợi hại đoán chừng là như vậy nói tiếp chính là lưu bá ôn hắn vội vàng tiếp tục nói bệ hạ ngài cũng không thể xúc động ly phi tốt xấu gì cũng là con gái của nam hải long vương cho nên hắn sẽ không thương tổn nàng Việc cấp bách của chúng ta bây giờ vẫn là ứng phó Thánh Triều cùng các thế lực Nam vực, Tần Quân hít sâu một hơi, minh bạch lúc này cũng không thể làm loạn, dưới tay của hắn nhưng không có cường giả thái ức kim tiên cảnh đỉnh phong, coi như đem Hoàng Phong Đại Vương, Na Tra cùng Thường Nga đều mang lên, thẳng hướng Long tộc, đoán chừng cũng là tay không trở về, bởi vì hắn đối với Long tộc hiểu rõ không sâu, thôi, trước những một đoạn thời gian, Tần Quân cố nén bực bội nói ra, đêm nay trước vì hàng Nga tiên tử tổ chức hoa nghênh yến đi, không cần, tìm cho ta một gian phòng ốc nghỉ ngơi là được, các ngươi bận biểu các ngươi đi. Thường Nga bình tĩnh nói, đang khi nói chuyện liền cất bước hướng tiểu đạo bóng rừng bên cạnh đi đến, không chút nào đem mình trở thành ngoại nhân. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, xem ra vị thần nữ này không dễ trêu chọc, ngay cả tần quân đề nghị cũng dám phản bác. Mấu chốt nhất chính là thường Nga trên thân tràn ra tới cảm giác áp bách cực mạnh, ở đây ngoại trừ dịch lão đầu, hoàng phong đại vương, Na Tra, Viên Hồng, Hàng Long la hán bên ngoài ra, thì không một ai dám nhìn thẳng vào nàng. Nữ thần khí tràn thật sự là quá mạnh. Thần nữ, đắc kỹ nhìn chầm chầm bóng lưng thường Nga như có điều suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía tần quân, ánh mắt có phần thâm ý. Tuy rằng tâm lý có chút ăn dấm, nhưng nàng minh bạch nữ nhân bên cạnh tần quân càng ưu tú, mới chứng minh hắn càng mạnh. Hôm sau trời vừa sáng, tần quân liền rời giường luyện kiếm, tiểu ly bị mang đi đã kích thích hắn hắn không có bảo vệ tốt tiểu trúc long hiện tại ngay cả tiểu ly cũng bị người mang đi thế lực của hắn nhìn như rất mạnh thế nhưng tại bên trong quá trình cuộc khởi lại là mất đi rất nhiều thứ hư 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 thất tinh kiếm tựa như tia chớp rung rung. bốc lên từng đóa từng đóa kiếm hoa lắc mắt người tần quân mỗi ngày sẽ sử dụng nửa canh giờ luyện kiếm thời gian còn lại chính là nạp khí tu luyện dù sao tu vị vẫn là căn bản kiếm thuật có mạnh hơn nữa tu vị nếu là kéo xuống thì cho dù là kiếm thần cũng sẽ bị đánh cho răng rơi đầy đất. Bệ hạ, đúng lúc này, một đạo âm thanh âm trầm vang lên, đồng thời tần quân cảm giác phần gáy có khí lạnh đang thổi qua, cả kinh hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai đạo thân ảnh khôi ngô chẳng biết lúc nào đã hiện ra tại sau lưng hắn, đầu của bọn hắn cực kỳ kinh dị, một cái đầu trâu, một cái mọc ra mặt ngựa, cho dù là dưới ban ngày ban mặt, tần quân chợt nhìn cũng không nhịn được nhịp tim đập nhảy một cái, thảo các ngươi muốn đem trẫm dọa đến băng hà sao tần quân trong lòng bạo thô bên cạnh trán càng là có gân xanh đang nhảy nhót hắn cắn răng hỏi các ngươi về sau có thể hay không đổi một cái phương thức khác ra trận ngưu đầu mã diện liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương bọn hắn xuất hiện đã đủ bình hòa rồi a à? nếu là thường ngày bọn hắn còn có thể lấy phương thức càng thêm kinh dị xuất hiện trẫm vẫn rất là cao hứng các ngươi có thể ném bái trẫm tần quân thu thập tâm tình cười nói hắc bạch vô thường thêm ngưu đầu mã diện cái này liền là một thanh lợi kiếm để hắn đánh vào âm phủ ngưu đầu mã diện vội vàng quỳ xuống bây giờ tần quân thế lớn lúc trước hắc bạch vô thường gặp mặt tần quân nhưng không có biểu hiện được cung kính như vậy khác biệt bắt nguồn từ tần quân bản thân thực lực cùng địa vị chúng ta sẽ vì bệ hạ xông pha khói lửa ngưu đầu mã diện trầm giọng quát hai tôn quỷ thần tuyên thệ cực kỳ khí thế tần quân đem hai người đỡ dậy sau đó kéo đến trước bàn đá trong sân vườn ngồi xuống các ngươi biết hắc bạch vô thường không? Tần quân cười hỏi, âm phủ cùng dương gian kỳ thực rất lớn, cũng được chia thành các vực khác biệt, đây là tần quân từ hắc bạch vô thường nơi đó nghe được, nghe nói âm dương lưỡng giới giống như là một cái mặt gương, mỗi một cái vực ở âm phủ đều có mình âm hoàng, một cái vực ở âm phủ, âm hoàng quyền lực lớn nhất, như là đế hoàng ở dương gian, từ rất sớm trước kia, tần quân đã để hắc bạch vô thường nghĩ biện pháp lôi kéo quỷ hồn, tổ kiến thế lực của mình nhưng âm phủ quản lý quá xâm nghiêm để hắc bạch vô thường không dám có động tác quá lớn hắc bạch vô thường tại âm phủ là quỷ sai có chút danh tiếng mã diện suy tư nói ngưu đầu cũng đi theo gật đầu xem ra hắc bạch vô thường xác thực lẫn vào cũng không tệ lắm sau đó tần quân liền bắt đầu vì ngưu đầu mã diện bố trí nhiệm vụ có âm hoàng tại chỉ sợ ngưu đầu chần chờ nói tuy rằng bọn hắn đều có tu vị thiên tiên cảnh nhưng ở âm phủ cũng không phải là cường giả hạng nhất. Yên tâm đi, các ngươi hiện tại chủ yếu vẫn là bồi dưỡng tinh anh, ngày sau trẫm sẽ phái cường giả tới giúp đỡ các ngươi. Tần quân cười nói, âm hoàng lại như thế nào, đợi trẫm triệu hoán đến Diêm Vương 18 điện cùng phán quan, lại thêm chung quỳ, địa tàng vương Bồ Tát các loại, liền sẽ thành lập địa phủ, chi phối âm giới, nghĩ tới đây, tần quân khóe miệng không khỏi dương lên, ngưu đầu mã diện liếc nhau, mã diện thận trọng hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ ngài tại âm phủ cũng có, bọn hắn tại âm phủ thế nhưng là nghe qua không ít truyền thuyết liên quan đến tần quân, gần nhất quỷ hồn tại Nam Vực cũng đang đàm luận nhân vật phong vân ở Dương Giang, đối với tần quân có bản lĩnh quỷ dị luôn luôn có thể lôi kéo đến cường giả, ngư đầu mã diện cũng đã được nghe nói, hết thảy nói ra rồi liền sẽ không có ý nghĩa. Tần quân thần thần bí bí nói, cố ý trang bức, để cho người ta đoán không ra, nếu là một mực triệu hoán không được địa phủ cường giả, vậy thì lúng túng, nhưng làm người không thể sợ, khoác lát không thể nhẹ, cùng ngưu đầu mã diện ngắn gọn gặp gỡ về sau, tần quân liền tiếp tục luyện kiếm, thời gian nhất chuyển, giữa trưa liền tiến đến, lưu bá ôn mang theo Thái Bạch Kim Tinh đi vào trong đình viện, giờ phút này Thái Bạch Kim Tinh vẫn là rất lúng túng, lúc trước nói khoác mình chỉ yếu hơn Nam Hải Long Vương một điểm, khi đó hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tần quân nhanh như vậy liền cùng Nam Hải Long Vương cọ sát, nhân sinh sự tình dễ gặp phải xấu hổ nhất không ai qua được khoác lát bị đánh mặt ngươi đi xuống trước đi tần quân đối với lưu bá Ông nói ra lưu bá Ông tuy rằng rất ngạc nhiên tần quân tìm thái bạch kim tinh có chuyện gì nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của tần quân chỉ có thể ngoan ngoãn quay người rời đi đợi trong đình viện chỉ còn lại có tần quân hai người lúc tại thời điểm thái bạch kim tinh tâm tình hơi có vẻ thấp thỏm thì tần quân mới chậm rãi mở miệng nói trẫm muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ bệ hạ nhiệm vụ ra sao thái bạch kim tinh thận trọng hỏi chẳng lẽ tần quân là bởi vì sự tình của tiểu ly cho nên muốn giận chó đánh mèo hắn tối hôm qua lý bạch thế nhưng là cố ý truyền tin tức cho hắn cho hắn biết tần quân hỏi qua sự tình giữa hắn cùng nam hải long vương làm hại hắn cả đêm khó ngủ quả thật đúng là không sai hôm sau trời vừa sáng tần quân liền phái người đem hắn truyền tới ngươi hẳn là biết sự tình nguyên bá hạo thiên khuyển quan vũ mất tích bí ẩn sau đó lại quay trở lần nữa a à. tần quân cười híp mắt nói ra trương giác đang nghe truyện trên kênh tv audio cv bây giờ còn tại trong thần ma phó bản chưa có trở về bởi vì thu phục ám lãng hắn lại đạt được một lần thần ma phó bản cho nên dự định đưa cho thái bạch kim tinh trở về lão gia hỏa này tu vị đoán chừng sẽ không còn có bay vọt quá lớn nhưng nói không chừng có thế từ thái thượng lão quân nơi đó lây điểm đang dược cũng hoặc là lôi kéo một số thần tiên trở về bệ hạ ý của ngài là thái bạch kim tinh lập tức kích động lên tuy rằng hắn đem mình thân phận quy về văn thần nhưng cũng hy vọng tu vị của mình trở nên càng mạnh đáng tiếc hắn nghĩ sai tần quân năng lực không để cho người tu vi tăng vọt hết thảy vẫn là đến dựa vào chính bọn hắn tiếp xuống trẫm sẽ dùng vô thượng thần thông đem ngươi đưa đến một cái thế giới khác ngươi ở bên kia đợi một ngàn ngày thì bên này cũng chỉ mới qua một ngày tần quân trầm giọng nói nghe được để thái bạch kim tinh trừng to mắt liên quan tới thần ma phó bản tần quân thế nhưng là để thần ma đi qua miệng thủ như bình đương nhiên kim bằng quân cùng quan vũ mang về vệ tần quân luôn có người không quản được miệng nhưng cũng may cũng không có nhất lên gợn sóng quá lớn hệ thống thái bạch kim tinh có thế đi những phó bản nào tần quân ở trong lòng hỏi đinh thần ma phó bản thái bạch kim tinh có thể tiến về có tây du ký sau đó thì sao không có hệ thống chuẩn bị đem thái bạch kim tinh dịch chuyển đến phó bản tây du ký tần quân khóe miệng co giật sau đó ngữ trọng tâm trường đối với thái bạch kim tinh vẫn còn bên trong ngốc trệ nói ra đợi trẩm đem ngươi đưa qua về sau nhớ phải nghĩ biện pháp để cho mình mạnh lên cũng vì trẩm lôi kéo cường giả thời cơ chính mùi về sau trẩm liền sẽ đưa ngươi cùng người nguyện ý đi theo ngươi cùng nhau truyền tống trở về thái bạch kim tinh cái hiểu cái không gật đầu trong lòng của hắn suy nghĩ tần quân thần thông đến cùng là từ đâu truyền thừa mà đến dù sao đây cũng không phải là tần quân lần thứ nhất dịch chuyển người tiến vào thần ma phó bản cho nên thái bạch kim tinh phản ứng đầu tiên không phải là nghi vấn mà là chấn kinh rất nhanh thái bạch kim tinh liền biến mất tại nguyên chỗ bị hệ thống đưa vào trong tây du ký thời không hy vọng ngươi đừng để trẫm thất vọng tần quân tự lẩm bẩm sau đó tự mình bưng lên chén trà trên bàn đá trà nóng đã nguội cùng với gió nhẹ có một phen mùi thơm ngát đặc biệt thái bạch kim tinh sau khi rời đi thì sự tình thần nữ xuất hiện tại Hỏa Tận Nguyên lại là càng ngày càng nghiêm trọng, thân là Phong chủ Bắc Tuyết Phong, Hồ Ngọc Trí càng là nữ thần trong lòng vô số người, dẫn đến càng ngày càng có nhiều người đối với Tần Quân lên án, cho dù có người nói qua là Hồ Ngọc Trí liên tiếp khiêu khích thần nữ, nhưng càng có nhiều người lại là không nhìn điểm này, nhất là Ma đạo Cửu Tôn Minh chủ Hạo Nhật Minh, lúc này tuyên bố thề phải giết chết Tần đế, nghe nói Hồ Ngọc Trí cùng Minh chủ Hạo Nhật Minh có quan hệ khó mà mở miệng cho nên phản ứng của hắn so với chính đạo tứ còn lại còn muốn lớn hơn. Tin tức truyền đến trong tai Tần Quân, hắn cười lạnh không thôi. Hạo Nhật Minh, Tần Quân sờ lên cầm suy tư, ánh mắt hướng về phía các vị đại tướng ngồi ở phía dưới quét tới. Hắn nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười không có hảo ý, phái người đi mệnh cơ các mua một phần địa đồ của Hạo Nhật Minh. Sau đó ai nguyện ý tiếng về Hạo Nhật Minh, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người tần quân tư thế đây là muốn bưng hạo nhật minh ta nguyện ý đi lý nguyên bá xung phong nhận việc nói khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn tần quân trợn trắng mắt tức giận nói liền ngươi cũng không ước lượng đo đếm một cái thực lực của chính mình đi chân tiên cảnh cửu tần lý nguyên bá giết tới hạo nhật minh chẳng phải là đi tìm chết sao bệ hạ để ta đi đi hoàng phong đại vương liếm môi cười nói đầu chuột hắn cười rộ lên vô cùng âm lãnh nhớ kỹ đi nhanh về nhanh gọn gàng sạch sẽ tần quân cười nói ngữ khí dừng một chút ý vị thâm trường nói tốt nhất là thanh thế càng to càng tốt dù sao thánh triều hiện tại đã để mắt tới hắn hắn cũng liền không lại có điều cố kỵ huyên náo càng lớn càng tốt lấy hạo nhật minh làm hạ tràng chấn nhiếp thế lực khắp nơi hoàng phong đại vương gật đầu nam hải long vương cưỡng ép mang đi tiểu ly để hắn cảm thấy rất hổ thẹn cho nên muốn đoái công chuộc tội hạo nhật minh à các ngươi mạch nhật đến rồi hoàng phong đại vương cười lạnh nghĩ đến các văn thần nhìn thấy nụ cười của hắn đều trong lòng không khỏi lạnh giá. Dù sao Hoàng Phong Đại Vương cũng là yêu, người bình thường đều sẽ e ngại, nếu không có tần quân đè lấy, không chừng Hoàng Phong Đại Vương sẽ gây nên sóng gió. Sau đó Trình Nghị liền dẫn Hoàng Phong Đại Vương tiến về mệnh cơ các tại thủ sát thành, tại bên trong mệnh cơ các cái tình báo gì đều có thể mua được, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, tần quân chăm chỉ tu luyện, khoảng cách Hoàng Phong Đại Vương rời đi ngày thứ ba, hắn liền thuận lợi đột phá hóa hư cảnh ngũ tầng. Buổi sáng một ngày này, Trương Giác rốt cục trở về, đinh. Bởi vì Trương Giác mang về người tương đối nhiều, đề nghị chủ ký sinh ra ngoài thành, hệ thống để tần quân kinh hỷ, không hổ là Trương Giác có được cổ hoặc nhân tâm chi khí, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Nghĩ xong, hắn liền nhanh chóng hướng ngoài thành bay đi, đảm nhiệm bảo tiêu na tra cũng vội vàng theo sát phía sau. Hai người rất mau liền đến bên ngoài thành, tần quân cũng không có bay quá xa, mà là tại ngoài thành đem trương giác phóng xuất ngay trước mặt binh lính thủ thành trong chốc lát líp nha líp nhít binh sĩ liền trống rỗng xuất hiện tại trước tường thành phóng nhãn quét đi căn bản là đếm không hết đem phương viên mấy ngàn thước tràn đầy như là biển người ti ông trời ơi dọa dạ ta một hồi làm sao có thể những người này là từ đâu xuất hiện ta đang nằm mơ sao làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều binh lính như thế chẳng lẽ là bệ hạ gây nên các binh sĩ thủ thành trực tiếp vỡ tổ, mỗi người đều phản phất như mới vừa gặp quỷ, Tần Quân cũng là trừng to mắt, Na Tra càng là há to mồm. Tần Quân chú ý tới những binh lính này trên đầu đều mang theo khăn vàng, để hắn không khỏi toàn thân chấn động, chẳng lẽ lại là Hoàng Cân Tặc tiếng tâm lừng lẫy trong lịch sử? Khởi nghĩa Hoàng Cân chính là cuộc khởi nghĩa nông dân phản loạn lớn nhất Hoa Hạ cuối thời Đông Hán, cũng là một lần bạo động quy mô lớn nhất trong lịch sử Hoa Hạ, sự xưng Hoàng Cân chi loạn Hoàng Cân tạc bên trong Tây Du thế giới, bởi vì Trương Giác hoàn toàn mới, chỉ sợ thực lực và số lượng đều sẽ tăng vọt, tham kiến bệ hạ. Trương Giác nhanh chóng từ trong biển người bước nhanh ra ngoài, quỳ gối chắp tay tại trước mặt Tần Quân nói, ngữ khí tràn đầy kích động, tại Tây Du thế giới mấy chục năm, hắn đều suýt nữa quên mất khuôn mặt của Tần Quân. Đây là hoàng cân nghĩa sĩ. Tần Quân kiêu mi cười hỏi, lời vừa nói ra, Trương Giác liền trừng to mắt, khó có thể tin mà hỏi, bệ hạ làm sao biết được Lần nữa liên tưởng đến thần thông thần bí vô thượng của Tần Quân, hắn liền không khỏi có loại mộng điệp trang tử, cái gì mê mang, trẫm đem ngươi đưa qua, làm sao có thể đối với thế giới kia không hiểu rõ. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, giả trang ra một bộ tư thái thần bí khó dò. Trương Giác đối với Tần Quân càng thêm sùng bái, hắn vội vàng quay đầu quát, còn lo lắng cái gì? Còn không mau quỳ bái bệ hạ. Lời vừa nói ra, hoàng cân tặc chung quanh toàn bộ đều quỳ xuống tựa như như sóng biển cực kỳ hùng vĩ, thấy để đám binh sĩ trên tường thành cảm xúc bành trướng, tần quân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, bởi vì hắn dùng thần thức quét qua, hiện những hoàng cân tặc này phổ biến đều đã đạt đến trúc cơ cảnh, liền ngay cả trương giác cũng đạt tới hóa hư cảnh, mấy chục vạn binh sĩ trúc cơ cảnh, tuy nhiên kém xa cửu lê ma binh, nhưng vẫn như cũ có thể làm cho tần quân cao hứng, hoàng cân nghĩa sĩ có bao nhiêu người, tần quân hỏi, trương giác ngay trước mặt, hắn tự nhiên không thể xưng hoàng cân tặc. Na tra ánh mắt nhìn chầm chầm vào tần quân, trương giác tiến bộ thần tốc, thấy để hắn trong lòng cũng không khỏi hỏa nhiệt. Theo hoàng phong đại vương, thường Nga gia nhập, Na tra áp lực cũng bắt đầu tăng lớn, hắn cũng muốn mạnh lên, nhưng tu vị đạt tới bọn hắn tình trạng này, không có cơ duyên, liền sẽ rất khó đột nhiên tăng mạnh, hết thảy gần một triệu người. Trương giác kiêu ngạo nói, hoàng cân tặc chính là kiêu ngạo lớn nhất của hắn, tự thân tu vị đề cao ngược lại không có bị hắn để ở trong lòng, hóa hư cảnh tại Tần Quân thủ hạ, ngay cả trong 50.000 thứ hạng đầu đều sắp không đến, chỉ là cửu lê ma binh liền có năm vạn tên hóa hư cảnh, ngẫm lại liền đáng sợ, mỗi lần vừa nghĩ tới thế lực của Tần Quân, Trương Giác kiêu ngạo liền thu liễm lại, "Tốt, tiến vào thành lại nói." Tần Quân lắc đầu cười nói, Trương Giác tự nhiên không có ý kiến, Hoàng Cân tặc trùng trùng điệp điệp đi vào thành, lập tức gây nên sóng to gió lớn rất nhanh liền có tin tức truyền vào trong thành, nghe nói 90 vạn hoàng cân tặc là trống rỗng xuất hiện, sau đó quỳ bái tần quân, sau đó tin tức liền nhanh chóng hướng toàn bộ bình thiên chi địa truyền ra, cái này chẳng lẽ không phải là thần tích sao, ông trời ơi! Tần đế không khỏi quá không gì làm không được đi, trống rỗng xuất hiện 90 vạn đại quân, ngươi đang nói đùa sao, ta cũng không tin, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, tần đế chẳng lẽ là thiên thần chuyển thế, chỉ có một cái khả năng là như thế, ngươi nhìn hắn làm những sự tình kia, rõ ràng không phải là phàm nhân. Toàn bộ bình thiên chi địa bắt đầu nhiệt nghị việc này, tin tức càng là bắt đầu hướng những hoàng triều xung quanh truyền đi. Rất nhanh, một cái tin tức càng thêm kình bạo đem nam vực nhân tộc nổ tung. Tổng bộ hạo Nhật Minh bị thủ hạ của tần đế Hoàng Phong Đại Vương bưng. Minh chủ La Thiếu Mẫn càng là bị Hoàng Phong Đại Vương đánh cho nguyên thần bỏ chạy. Ma đạo cửu tôn hạo Nhật Minh càng là tử thương vô số, bởi vì phân đà quá nhiều, để Hoàng Phong Đại Vương không có khả năng tại thời gian ngắn đem Hạo Nhật Minh nhổ tận gốc, nhưng tổng bộ vừa diệt, là thiếu mẫn trọng thương, Hạo Nhật Minh như mặt trời ban trưa xem như bị hủy, trong lúc nhất thời, ma đạo bác tôn còn lại lòng người bàn hoàng, đương nhiên bọn hắn cũng nhanh chóng triển khai hành động, chia cắt địa bàn của Hạo Nhật Minh, mà chính đạo ngũ hùng sau khi nghe được tin tức này, tâm lý liền nói không nên lời nên là cao hứng hay là bi thương, lúc trước Hồ Ngọc Trí chết thảm, hiện tại ma đạo Hạo Nhật Minh gặp nạn, bọn hắn xem như không còn cách nào khác, hoàn toàn đoán không ra Tần Quân đến cùng thuộc về trận doanh nào. Khi Hoàng Phong Đại Vương Tinh chiến thắng truyền về thủ sát thành lúc, thì Tần Quân vừa lúc đang an trí Hoàng Cân Tặc tạo thành Hoàng Cân quân đoàn, nguyên bản còn có chút đắc ý trương giác vừa nghe được tin tức này, trong nháy mắt liền trầm mặt, còn cần nỗ lực hơn a. À. Hạo Nhật Minh bị trọng thương về sau, Tần Quân sinh hoạt bắt đầu hướng tới bình tĩnh, Đại Tần cũng đang bận biểu luyện binh mỗi ngày tần quân ngoại trừ tu luyện cùng luyện kiếm ra thì chính là nghĩ biện pháp cùng thường nga bồi dưỡng quan hệ đáng tiếc nữ thần chung quy là nữ thần luôn luôn để tần quân không tìm được đề tài nói chuyện nhưng tần quân ưu điểm lớn nhất chính là da mặt dày không tức giận chút nào ngược lại càng có động lực đại khái đi qua ba ngày hoàng phong đại vương liền trở về tần quân ca ngợi một phen để cho người ta trắng trợn tuyên truyền công tích vĩ đại của hoàng phong đại vương lại qua bốn ngày một tháng một lần thần ma phó bản lần nữa tiến đến. Lần này tần quân để sa ngộ tịnh trở về, hy vọng hắn có thể mang về tôn ngộ không, trừ bát giới, đường tăng cùng tiểu bạch long. Thời gian cứ như vậy trôi qua cực nhanh. Một ngày này, Thái Bạch Kim Tinh rốt cục trở về, hơn nữa còn mang đến tám vị thần tiên, thiết quải lý, trung ly quyền, trương quả lão, lam thải hòa, hà tiên cô, lữ đồng tân, hàng tương tử, tào quốc cửu, không sai, bọn hắn chính là chủ giác trong bát tiên quá hải, rất không tệ nha, tám vị tiên trưởng ngày sau nhưng được thật tốt vì trẫm hiệu lực. Trong đình viện, tần quân ngồi tại trên ghế đá cười nói, bát tiên thái độ lại có chút kinh miệt, tự hồ bởi vì tần quân chỉ có tu vị hóa hư cảnh, để bọn hắn có chút không phục, hệ thống, đem bát tiên thuộc tính liệt biểu điều ra đến xem. Tần quân ở trong lòng phân phó nói, đồng thời hướng một góc nào đó đánh một cái thủ thế. Nguyên lai bác tiên đều có tu vị thiên tiên cảnh, nhưng tiểu cảnh giới tầng thứ không đồng nhất, mạnh nhất là Lữ Đồng Tân, thiên tiên cảnh tứ tầng, mà bọn hắn cũng không có thuộc tính đặc thù, để tần quân có chút thất vọng, nhưng thịt mũi dù sao cũng là thịt, để bọn hắn trấn thủ nhất phương, cũng không tệ. Thái Bạch Kim Tinh đem trữ vật giới trên ngón giữa gỡ xuống, đưa cho tần quân cười nói, nơi này là thu hoạch mấy chục năm qua của ta, Linh đang dịu dược, thiên tài địa bảo vô số kể, tần quân khiêu mi, tiếp nhận trữ vật giới đem thần thức hướng bên trong quét qua, thần sắc lập tức chấn động. Cùng lúc đó, Na Tra cũng bay tới, hắn đứng ở sau lưng tần quân, ánh mắt khinh miệt hướng bát tiên quét qua. Hắn lúc trước thế nhưng là đem nơi này hết thảy đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên minh bạch nguyên nhân tần quân gọi hắn tới. Không nói gì, chính là trực tiếp nổ tung khí thế, thái ức kim tiên cảnh khí thế đối với thiên tiên cảnh tới mà nói, quả thực là uy hiếp cấp khủng bố. Bác tiên sắc mặt kịch biến, hô hấp cũng đi theo dồn dập lên, làm sao có thể người này tu vị chẳng lẽ vượt qua kim tiên cảnh lữ đồng tân hoảng sợ nghĩ đến hắn phong độ nhẹ nhàng giờ phút này nhìn qua phá lệ chật vật hắn cảm giác na tra cùng thiên đình vị chiến thần kia mạnh không sai biệt lắm đương nhiên đó là bởi vì hắn tu vị quá thấp mới sinh ra ảo giác nhị lan thần vẫn là so với na tra mạnh hơn rất nhiều kim tinh a à, bắt tiên trước cùng ngươi đi một đoạn thời gian đi tần quân cười nói hắn lời nói bên trong mang theo thâm ý có lẽ để thường nhân nghe không ra nhưng Thái Bạch Kim Tinh lại là minh bạch. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ gật đầu, trong lòng thầm mắng bác tiên ngu muội lúc trước đều cùng bọn hắn nói phải giữ gìn cung kính, vậy mà từng cái còn tâm cao khí ngạo. Thái Bạch Kim Tinh mang về thiên tài địa bảo, Linh đang dịu dược cùng bác tiên, nhưng hắn tự thân tu vị lại là không có biến hóa quá lớn. Đối với chuyện này, tần quân sớm đã đoán ra được, cho nên cũng không có để ý. Chỉ pháo đế dựa vào không phải là tu vị, là mồm mép tịch mịch. Ở dưới cái nhìn soi mói của Na Tra, bác tiên mồ hôi lạnh lâm ly liền đi theo Thái Bạch Kim Tinh rời đi. Thái Bạch Kim Tinh cùng bác tiên sau khi rời đi, Lưu Bá ôm rất nhanh liền đi vào trong đình viện. Hắn trong tay cầm một bộ ngọc giản, đi đến trước mặt tần quân nói ra, bệ hạ, sứ giả Thánh Triều mang tới ngọc giản. Bên trên bàn giao phương thức cùng lộ tuyến tiến về Thánh Triều, cùng Thánh Triều giới thiệu đại khái, tần quân kiêu mi, không nghĩ tới Thánh Hoàng lại hào phóng như thế, lại đem tin tức Thánh Triều để lộ ra. Hắn tiếp nhận Ngọc Giảng, tò mò hỏi, Thánh Triều Sứ giả đâu, rời đi rồi, giống như không dám gặp ngài. Lưu Bá ôm dở khóc dở cười nói ra, theo Hạo Nhật Minh bị Hoàng Phong Đại Vương đánh trọng thương, 90 vạn hoàng cân quân đoàn trống rỗng xuất hiện, cùng một vài sự kiện trước đó đã đem tần quân phủ lên một tầng thần bí trở thành tồn tại như thiên thần hạ phàm, sứ giả Thánh Triều cũng không dám cùng tầng quân chạm mặt, tầng quân lắc đầu cười một tiếng, xem ra chính mình đã trở thành tồn tại như Đại Ma Vương hắn ngược lại có chút đắc chí trở thành tồn tại để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật cũng là chuyện tốt bệ hạ khoảng cách ngài tiến về thánh triều đã còn lại không đến một tháng thời gian có thể hay không chuẩn bị thỏa đáng lưu bá ôm quan tâm mà hỏi bởi vì cái gì gọi là trèo càng cao té càng đau bây giờ tần quân đắc tội thế lực nhiều không kể xiết lần này tiến về thánh triều cái cái gọi là quan thiên đại hội kia đoán chừng là nguy cơ tứ phía yên tâm đi tần quân cười nhạt nói hắn làm sao không biết quan thiên đại hội hung hiểm nhưng lần này hắn là muốn thánh triều ồn ào đến long trời lở đất lưu bá ông nghe xong liền yên tâm tần quân làm việc tuy rằng ngông cùng bá đạo nhưng cho tới bây giờ đều là cất dấu ác chủ bài một lần lại một lần chiến đấu đã để mọi người tín nhiệm hắn lưu bá ông sau khi rời đi na tra nhịn không được hỏi bệ hạ quan thiên đại hội ngài nhưng phải mang ta theo a không chỉ có là vì chiến đấu cũng là vì bảo hộ tần quân an toàn. Tần quân tâm ấm, cười nói, tự nhiên sẽ mang theo ngươi. Sắp xếp của hắn là Hoàng Phong Đại Vương lưu lại thủ thành, thường Nga cùng Na Tra theo hắn tiến về Thánh Triều, liền là ba người bọn họ tiến đến. Dù sao Đại Tần vẫn phải phòng bị Ngưu Ma Vương cùng Tây Vực Phật Môn. Gần nhất Ngưu Ma Vương phản phất như đã mai danh ẩn tích, mà Tây Vực Phật Môn cũng không có đại hành động. Hắn thậm chí còn không tiếp tục tìm kiếm tin tức có quan hệ với tang Lương, xem ra lão hòa thượng kia đã sợ. Bất quá khi Tây vực Phật môn ngóc đầu trở lại, chỉ sợ là một tràng hảo kiếp, đạt được Tần quân đồng ý, Na Tra liền mặt mày hớn hở, sau đó cũng không tiếp tục quấy rầy Tần quân, lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó Tần quân bắt đầu dùng thần thức xem tin tức bên trong Ngọc giảng, đối với Thánh triều, hắn cũng là cảm thấy rất hứng thú, dựa theo hắn lý giải, nhân tộc chia làm chính ma lưỡng đạo, mà Thánh triều lại ở đâu? Chẳng lẽ là ở trên trời? Nháy mắt, thời gian vội vàng đi qua. Tại dưới linh đang dịu dược mà Thái Bạch Kim Tinh đưa lên trợ giúp, tần quân tu vị thế như trẻ tre, đột phá đến hóa hư cảnh thất tần. Tần quân xem như cảm nhận được hạnh phúc của việc cắn thuốc, dứt bỏ âm mưu luận tới nói, công ngộ không lúc trước ăn bàn đào, nuốt đang dược của Thái Thượng Lão Quân, tu vị tăng vọt làm cho Như Lai tới ra tay, có thể thấy được ngay lúc đó tôn ngộ không mạnh bao nhiêu. Một ngày này, Tần Quân lại nên đón một tháng một lần thần ma triệu hoán, hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma. Tần quân một bên dùng vải trắng xoa thất tinh kiếm, một bên cười nói, lại phải triệu hoáng, còn có 10 ngày, hắn liền muốn khởi hành tiến về Thánh Triều, hy vọng Thánh Triều đừng để cho hắn thất vọng, tốt nhất có thể triệu hồi ra Thái ất Kim Tiên Cảnh Đỉnh Phong, thậm chí tồn tại siêu việt Thái ất Kim Tiên Cảnh, Đinh. Bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoáng thần ma, như Lai Phật Tổ, nếu là triệu hoáng đến hắn, toàn bộ Tây Vực Phật môn nói không chừng đều sẽ phản chiến đầu nhập hắn, vậy thì sản khoái. Nhị Lan Thần cùng Tôn Ngộ không cũng được, xem chừng là tồn tại siêu Việt Thái ất kim tiên cảnh, hình thiên, hậu nghệ, si vưu cũng không tệ, tam hoàng ngũ đế đều là quân vương, thôi được rồi, đối mặt với triệu hoáng đi ra ép không được, tần quân càng nghĩ càng phấn khởi, theo sắp tham gia quan thiên đại hội, hắn càng khát vọng triệu hoáng đến cường giả, tốt nhất là đổi mới sức chiến đấu cao nhất dưới tay hắn, đinh. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoáng đến, lại là hắn, tần quân lập tức phấn khởi, Cả người phản phất như đánh tiết gà. Đúng lúc này, Lưu Bá Ôn bước nhanh đi vào đình viện, cao giọng hô, "Bệ hạ, không xong." Xảy ra chuyện lớn, Tần Quân bị hắn cắt ngang, không khỏi cả giận nói, "Còn ra thể thống gì nữa, chuyện gì có thể làm cho ngươi hốt hoảng như vậy? Bây giờ Lưu Bá Ôn tốt xấu gì cũng ở vào văn thần đỉnh chi vị của đại Tần, vậy mà lại không bình tĩnh như thế?" Để Tần Quân rất thất vọng, đương nhiên còn không phải là bởi vì Lưu Bá Ôn quấy rầy đến Tần Quân hưng phấn sao? Ngọc Môn Quan ở vương quốc bỗng nhiên xuất hiện một đầu hẻm núi sâu không thấy đáy, để tường thành trong nháy mắt sụp đổ, để hơn 100.000 tên binh lính rơi vào bên trong, sinh tử chưa biết. Lưu Bá ôn gấp giọng nói, từ ngữ khí của hắn có thể nghe ra bất an cùng nôn nóng của hắn. Phái người đi thăm dò A, Bác Tiên, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Quang Vũ, Hàng Long La Hán, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử các loại, nhiều người như vậy phái ai đi mà không được. Tần quân cố nén phẫn nộ nói, chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng phiền đến hắn. Thái Bạch Kim Tinh cùng bác tiên đã tiến vào điều tra việc này, nhưng bí ẩn mất tích, có binh lính nhìn thấy bọn hắn giống như bị lực lượng thần bí gì đó hút vào bên trong cái hạp cốc kia. Lưu bá ôm cắn răng nói, tần quân lập tức cho mày, không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng như vậy, để hàng long la hán đi một chuyến. Tần quân trầm giọng nói ra, hàng long la hắn xem như cường giả đỉnh phong đệ nhị bậc thang dưới tay hắn, làm người cũng cẩn thận, Hàng yêu trừ ma mấy ngàn năm, gió to sóng lớn gì hắn chưa từng gặp qua. Hạ thần tuân mệnh, Lưu Bá Ôn liền vội vàng gật đầu, có Tần Quân khẩu dụ, hắn mới dám điều động nhân thủ, bằng không hắn không mời nổi Hàng Long La Hán, Hồng hài nhi, viên hồng bọn người. Lưu Bá Ôn quay người rời đi. Trong đình viện, lần nữa chỉ còn lại Tần Quân, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại hiện lên bất an, luôn cảm thấy giống như có đại sự gì đó muốn phát sinh, ngẩng đầu nhìn Lam Thiên Vạn dặm không mây, tần quân lẩm bẩm nói thời buổi rối loạn được vị thần ma tiếp theo này trợ giúp đại tần xem như càng mạnh mẽ an toàn hơn vào ban đêm lưu bá ôn liền lần nữa đi vào đình viện của tần quân bệ hạ Hà. Hàng long la hán hán lưu bá ôn mặt mũi tràn đầy âm trầm nói muốn nói lại thôi rõ ràng sợ hãi tần quân trách cứ thảo sẽ không phải là hàn long la hán cũng bị hẻm núi thần bí hút đi vào đi đang cùng thường Nga trò chuyện vui vẻ tần quân không khỏi trong lòng bạo thô nói, mặt ngoài hắn vẫn là rất trầm ổn, ăn ngay nói thật, trẫm sẽ không trách ngươi. Hàng Long la hán cũng gặp bất trắc, lưu bá ôm cắn răng nói, cái này, tần quân triệt để không bình tĩnh. Na tra, hắn trực tiếp đứng dậy quát, Na tra ở viện tử sát vách lách mình hiện ra tại bên cạnh hắn, chắp tay hỏi, bệ hạ, có gì phân phó, ngươi cùng trẫm đi một chuyến. Tần quân trầm giọng nói, cái hạp cốc kia liên tiếp thôn vệ thủ hạ của hắn, hắn nhất định phải tự mình tiến vào, bệ hạ không thể a. À. Lưu Bá Ôn vội vàng khuyên nhủ, nếu là ngay cả Tần Quân cũng đi vào trong đó, thì đại tần thật muốn loạn a. À. Tần Quân khoát tay nói, việc này không cần nhiều lời, để cho người dẫn đường đi. Lưu Bá Ôn vừa muốn tiếp tục khuyên, nhưng bị Tần Quân một ánh mắt dọa đến không dám nhiều lời, "Bệ hạ, ta cũng cùng ngươi đi." Thường Nga lên tiếng nói, âm thanh rất nhẹ nhưng để cho người ta không dám phản bác nàng. Tần quân nhíu mày tưởng tượng, sau đó gật đầu, nhiều thêm một tên cường giả thái ất kim tiên cảnh càng thêm an toàn. Tần quân, thường Nga, Na Tra cùng một tên binh lính báo tin đáp lấy mây mù nhanh chóng hướng ngọc môn quan đi suốt đêm. Thái Bạch Kim Tinh, Bắc Tiên, Hàng Long La Hán cùng 100.000 tên binh lính bị hẻm núi thần bí hút vào trong, sinh tử chưa biết, tần quân sao có thể an tâm, huống chi Hàng Long La Hán còn là Kim Tiên cảnh đỉnh phong nhân vật cường hoành. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chờ một chút mọi người đều phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Tần Quân dặn dò, Kim Tiên cảnh đỉnh phong đều gặp bất trắc, ai có thể bảo đảm cường giả thái ất kim tiên cảnh sẽ không xảy ra chuyện, Tần Quân liền buồn bực, làm sao tại vương quốc của mình lại xuất hiện sự kiện quỷ dị như vậy, ngay cả kim tiên cảnh đỉnh phong đều lật thuyền, hẻm núi dạng này đoán chừng có thể làm cho cả nam vực lâm vào trong khủng hoảng, ai vận khí không khỏi quá xui xẻo đi xem ra là bởi vì hảo vận quá dài cho nên tần quân trong lòng cảm thán na tra biểu hiện được rất phấn khởi thường nga thì hoàn toàn đạm mạc như trước đây về phần vị binh lính báo tin kia thì một mực lạnh rung rung khẩn trương cực kỳ từ vương đô đến ngọc quan thành đối với phổ thông nhân tới mà nói rất xa mà đối với thái ất kim tiên cảnh cường giả tới mà nói thì rất gần thời gian không đến một nén nhang bọn hắn liền tới trước ngọc quan thành Ngọc Quang Thành lấy thiên hiểm nổi tiếng, tần quân hướng xuống dưới quan sát, phát hiện thành tường to lớn ngày xưa đã biến mất, mà thay vào đó là một đầu hẻm núi sâu không thấy đáy, hai bên hẻm núi cao thấp trên lệch cực lớn, chừng 500 mét, phía dưới màn đêm, từ trên cao hướng xuống nhìn lại, tựa như một đầu hắc long phủ phục tại trên đại địa, lần đầu tiên nhìn thấy hẻm núi thần bí, tần quân liền có một loại cảm giác đầu óc choáng váng, loại cảm giác này để hắn trùng mình, trong hạp cốc này cất giấu một đầu cấm chế thường Nga mở miệng nói, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngay cả nàng đều là vẻ mặt như vậy, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng như thế nào. Na Tra nhìn chầm chầm phía dưới suy tư, tự hồ đang suy nghĩ đầu hẻm núi này là như thế nào xuất hiện, dựa theo Lưu Bá Ôn nói, hẻm núi này là trống rỗng xuất hiện, nếu thật là như vậy, thì phía sau là ai đang thôi động, tần quân mày nhíu lại càng ngày càng sâu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua binh lính báo tin vô cùng khẩn trương nói, Na Tra, đem hắn đưa đến bên trong Ngọc Quang Thành na tra gật đầu tiện tay vung lên binh lính báo tin thân thể liền không bị khống chế bay ra ngoài bởi vì lý do cẩn thận tần quân liền xuất ra âm binh bài linh lực rót vào từng tên từng tên âm binh xuất hiện ở không trung chung quanh quỷ hồn hoành không vô cùng kinh dị cả đám đều tản ra lục quang đều duy trì trạng thái âm lãnh thấy để na tra cùng thường nga không khỏi động dung tần quân rất ít khi vận dụng âm binh bài một là âm binh tác dụng không lớn âm binh thực lực kim đan cảnh đã không thể nào vào trong mắt hắn, hay là bởi vì ác chủ bài đối với âm phủ, hắn không muốn tấp nập bại lộ, tỉ như ngưu đầu mã diện, hắn đến nay đều không cùng người thứ hai đề cập qua, ngươi, 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 đi xuống xem một chút, tần quân theo ngón tay chỉ ba tên âm binh nói ra, có âm binh bài trong tay, âm binh liền không dám chống lại hắn, thành thành thật thật hướng hẻm núi bay đi, rất nhanh, chúng nó liền biến mất tại trong bóng tối, quỷ hồn chi binh, bệ hạ thật hung ác. Thường Nga như có thâm ý nói ra, nghe được để tần quân khóe miệng giật một cái, đem quỷ hồn luyện vào bên trong pháp khí, là một kiện sự tình cực kỳ tàn nhẫn, cho dù là ma đạo, cũng có rất ít người làm như vậy. Tần quân xem như bùng đất ba rơi ống quần, không phải cứ cũng là phân, vật này tên là âm binh bài, là người khác đưa cho trẫm. Tần quân tùy ý giải thích một câu, nếu như thường Nga còn không tin, vậy thì không còn cách nào khác, thường Nga nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời, cái việc nhỏ xem giữa này bỏ qua, bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi ba tên âm binh trở về, nhưng mà thời gian yên tĩnh trôi qua, ba tên âm binh vẫn không có bay ra ngoài, khiến cho Tần Quân tâm chìm vào đáy cốc, ngay cả âm binh hạ xuống đều sẽ gặp bất trắc. Hệ thống, ngươi có thể nhìn ra lai lịch của đầu hẻm núi này hay không? Tần Quân ở trong lòng hỏi, không có niềm tin tuyệt đối, hắn còn thật không dám để Na Tra cùng thường nga lấy thân mạo hiểm. Hẻm núi này chính là một đầu cấm chế thúc đẩy sinh trưởng mà thành, đoán chừng có lịch sử rất dài, nhưng gần nhất mới bỗng nhiên bị kích thích. Hệ thống trả lời để tần quân không khỏi chửi mẹ nó, lời này của ngươi cùng không nói khác nhau ở chỗ nào, giải quyết nó như thế nào. Tần quân tiếp tục ở trong lòng hỏi, người đi vào về sau sẽ xảy ra chuyện gì, không biết. Hệ thống tích tự như kim hồi đáp, tần quân trong lòng hướng nó giơ ngón tay giữa lên, lúc này, Na Tra liền ngồi không yên, hắn trầm giọng nói ra bệ hạ nếu không để cho ta xuống phía dưới xem thử tần quân do dự nếu như ngay cả na tra cũng gặp bất trắc hắn tổn thất chẳng phải là quá lớn phía dưới hẳn là cất giấu một tiểu thế giới thường nga bỗng nhiên mở miệng nàng số tuổi so với na tra lớn hơn mặc dù đại bộ phận thời gian lâu dài sống ở nguyệt cung nhưng nàng sống từ thời ngũ đế cho nên cũng rất có kiến thức nàng để tần quân không khỏi vui vẻ hỏi ngươi chắc chắn chứ nếu như là tiểu thế giới Vậy thì hàng Long La Hán, Thái Bạch Kim Tinh cùng bát tiên khả năng đều vô sự. Về phần 100.000 binh lính kia, tần quân không cách nào cam đoan, dù sao hẻm núi này quá sâu, bọn hắn có thể hay không ngã chết. Đại tần binh sĩ phổ biến tu vị không đến trúc cơ cảnh, thật là có khả năng ngã chết, sẽ không sai. Thường Nga khẽ mở răng bạc nói ra, thoại âm vừa rơi xuống, Na Tra liền dẫn đầu lấy thân vọt xuống dưới, thậm chí còn không đợi tần quân đồng ý. Tần quân thầm mắng một tiếng, tâm thần khẩn trương lên trong miệng lẩm bẩm nói ngươi cũng đừng làm cho trẫm thất vọng thường nga con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hẻm núi không biết nghĩ cái gì tần quân tiện tay vung lên đem âm binh chung quanh đều thu về màn đêm điều hiu hàng phong thấu xương tần quân cùng thường nga đứng tại bên trên mây mù lẳng lặng chờ lấy nhất là tần quân tâm lý bất ổn đại khái đi qua nửa canh giờ tần quân chờ đến càng không kiên nhẫn hắn thậm chí có loại xúc động muốn tự mình xông đi xuống Thường Nga ngược lại là rất bình tĩnh, nhắm mắt chờ đợi, Nguyệt Quang chiếu rọi xuống nàng đẹp đến mức không gì sánh được. Kim Quang bỗng nhiên từ phía dưới tuế hiện ra, cả kinh tần quân vội vàng nhìn xuống, Thường Nga cũng là mở ra đôi mắt đẹp, chỉ gặp trong hạp cốc bắn ra từng sợi Kim Quang, thần thánh trang nghiêm, ẩn ẩn có Phật âm quanh quẩn, trừ tà trừ ma, nghe được để tần quân không khỏi kinh hỉ, là âm thanh của hàng Long La Hán, phá. Na tra âm thanh theo sát phía sau, ngay sau đó hỗn thiên lăng liền xé tan bóng đêm bay ra tần quân xem như thở dài một hơi xem ra cấm chế thần bí vẫn không thể nào làm khó na tra cái này cũng đúng nam vực sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ là thái ức kim tiên cảnh làm sao có thể xuất hiện cấm chế thần bí lừa dắt thái ức kim tiên cảnh nếu quả thật là có chỉ sợ nơi này sớm đã là nam vực cấm địa na tra dẫn đầu từ trong hạp cốc bay ra ngay sau đó là hàng long la hán làm sao chỉ có hai người các ngươi Tần quân nhíu mày hỏi, chẳng lẽ Thái Bạch Kim Tinh cùng bác tiên cứ như vậy treo? Na Tra cố nén kích động nói, bệ hạ, phía dưới là đại cơ duyên A, đại cơ duyên. Tần quân bị hù dọa, liền vội vàng hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đúng như là hàng Nga tiên tử nói, phía dưới là một cái tiểu thế giới, cất giấu vô số thiên tài địa bảo, linh quán, linh hà, bên trong linh khí là so với bên ngoài cao hơn gấp trăm lần. Na Tra lời nói để tần quân trừng to mắt, Nguyên lai like không phải là vận khí trôi đi, mà là vận khí tốt đến như trường hồng A, trẫm có thế xuống dưới sao. Tần quân hưng phấn hỏi, nếu đúng như Na Tra nói, thì cái kia thật đúng là đại cơ duyên, đại cơ duyên có thể làm cho đại tần vương quốc nhanh chóng cường thịnh lên. Có thể A, Na Tra cười nói, đang khi nói chuyện còn dùng pháp lực bao trùm tần quân, nói ra, ta hộ tống bệ hạ, hàng long la hán thì nói ra, cấm chế đã mở, bệ hạ có muốn ta đi gọi một ít nhân thủ tới hay không? Chờ một chút, trẫm vào xem một lần rồi lại nói." Tần Quân khoác tay nói, "Nếu đây là tiểu thế giới thì giá trị của nó có thể nói là lớn đến khó có thể tưởng tượng được, hắn thật là không có ý định tiết lộ ra ngoài. Hắn có dự cảm, tiểu thế giới phía dưới khả năng lai lịch cực sâu, có thể bố trí xuống cấm chế dạng này, cho dù đi qua tháng năm dài đằng đẵng, cũng cần cường giả thái ức kim tiên cảnh xuất thủ mới có thể đánh tan." có thể thấy được người bày trận tu vị khẳng định cực cao cứ như vậy tần quân liền đi theo na tra bay về phía hẻm núi thường nga cùng hàng long la hán theo sát phía sau tiến vào trong hạp cốc tần quân tầm mắt liền đen lại không cách nào thấy được xung quanh cùng lúc đó đầu của hắn liền quay cuồng lên loại cảm giác này để hắn có chút buồn nôn rất nhanh hắn bỗng nhiên cảm giác được cường quan xâm nhập trong mắt trừng to mắt xem xét hắn liền phát hiện mình đang đứng dưới một mảnh bầu trời ánh nắng tươi sáng cuồng phong gào thét, bọn hắn chính là đang từ trên trời rơi xuống, phía dưới là rừng rậm vô tận, cò trắng hiện lên hình chữ nhân từ bên cạnh bọn hắn bay qua, toàn bộ hình ảnh duy mỹ cực kỳ, như là họa quyển, tần quân một bên vừa thưởng thức phong cảnh, một bên tản ra thần thức, thả mắt nhìn đi, tiểu thế giới này liền trong không đến đầu cuối, phản phất như một thời không khác, tráng lệ vô cùng. Bởi vì tần quân thần thức phạm vi không đủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể tản ra ở 2.000 mét xung quanh, vì vậy hắn không khỏi hướng na tra hỏi tiểu thế giới này lớn bao nhiêu rất lớn đoán chừng không kém gì bình thiên chi địa trả lời tần quân không phải là na tra mà là hàn long la hán hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hiển nhiên là bị tiểu thế giới này chấn kinh đến na tra bản thân cũng không có đi dạo toàn bộ tiểu thế giới hắn nghe xong hàn long la hán liền nhịn không được hít sâu một hơi trong miệng lẩm bẩm nói ngưng tụ tiểu thế giới vốn là sự tình chỉ có tuyệt thế cao nhân mới có thể còn có thể ngưng tụ ra tiểu thế giới lớn như thế này, người này chỉ sợ mạnh ngoại hạng, ngay cả thái ức kim tiên cảnh cường giả đều nói mạnh ngoại hạng, tần quân rất khó tưởng tượng tu vị cảnh giới của đối phương cao bao nhiêu, phía trên thái ức kim tiên cảnh là cái gì? Tần quân hiếu kỳ ở trong lòng hỏi, không thể trả lời, hệ thống thái độ rất là cường ngạnh, để tần quân rất muốn chửi ầm lên, không bao lâu, bọn hắn liền rơi lên trên một đỉnh núi, dưới núi là mấy chục ngàn tên binh sĩ thụ thương, lại hướng xa một chút nhìn lại thậm chí thấy được không ít thi thể có ngã chết tại bờ sông có thi thể treo ở trên ngọn cây cũng có nện ở trên vách núi hình ảnh vô cùng thê thảm để tần quân rất lo lắng thiên tai cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi ai có thể nghĩ đến thành tường bỗng nhiên sụp đổ sau đó rơi vào trong tiểu thế giới thần bí binh sĩ tu vị thấp thậm chí bị ngã đến thịt nát xương tan thái bạch kim tinh cùng bác tiên từ các ngõ ngách bay tới cung kính ở trên hư không quỳ bái hô, tham kiến bệ hạ. Tuy rằng nhóm thần ma tu vị đều cao hơn mình, nhưng tần quân vẫn là rất chú trọng lễ tiết, đế hoàng chi nộ uy nhất định phải bồi dưỡng được. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói, bình thân đi, tình huống thế nào? Hắn vừa rồi chú ý tới Thái Bạch Kim Tinh cùng bác tiên đang vì binh lính còn sống trị liệu, không thể không nói, bọn hắn những thần tiên này vẫn là có một ít lòng thương hại, chỉ còn hơn 23.000 người còn sống, mỗi người đều thụ trình độ thương thế khác biệt. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói, ngữ khí có chút sụt sịt, những binh lính còn sống sót kia cũng là sống không bằng chết. Tần quân biểu lộ âm trầm, sau đó nói, Kim Tinh, ngươi cùng bác tiên cùng một chỗ đem những binh lính này trước đưa ra bên ngoài, nhớ kỹ, tiểu thế giới này tạm thời không thể tiết lộ ra bên ngoài. Thái Bạch Kim Tinh cùng bác tiên đều gật đầu không có ý kiến, sau đó xoay người bay về phía các thương binh. Tần quân thì liếc nhìn thiên địa một vòng, chậm rãi nói, trước đem tiểu thế giới này quét một lần đi, để tránh tất dấu nguy hiểm không biết. Na Tra, Thường Nga cùng Hàng Long La Hán cũng không có ý kiến, cuối cùng để Thường Nga lưu tại bên người Tần Quân, Na Tra cùng Hàng Long La Hán thì chia ra bay đi, nhìn trời, Tần Quân sờ lên cầm, tự mình suy tư, bệ hạ là đang nghĩ xử trí tiểu thế giới này như thế nào sao? Thường Nga bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngữ khí hững hờ, Tần Quân không khỏi lường nàng một chút, sau đó gật đầu, cùng điên cùng tác thủ, không bằng đem đại Tần Hoàng cung chuyển tới nơi này đi, ở vào bên trong tiểu thế giới này, lực phòng ngự sẽ càng mạnh. Thường Nga tùy ý nói ra, phản phất như đang nói một kiện sự tình không quan hệ khẩn yếu, lời vừa nói ra, tần quân nhãn tình lập tức sáng lên, đúng a, à, nếu là đem đại tần hoàng cung xây ở trong này, lại thêm trận pháp gia trì, thì còn ai có thể sát tiến vào, thái ất kim tiên cảnh, toàn bộ nam vực có thể tìm ra mấy người, tần quân càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện được, hắn kích động đưa tay ôm hướng thường Nga, trong miệng cười nói hằng nga tiên tử thật sự là thông minh đáng tiếc thường nga thân hình thoát một cái liền hiện ra tại sau lưng hắn hoàng mỹ tránh thoát hai tay của tần quân đáng giận tần quân tiếc nuối thu tay lại quay người sau lại là một bộ nụ cười như ánh mặt trời nói hằng nga tiên tử xem ra vẫn là cùng trẫm có chút xa lạ về sau vẫn phải câu thông nhiều một chút thường nga mắt trợn trắng giống như tần quân loại người không biết xấu hổ như này nàng còn là lần đầu tiên gặp được Mấu chốt nhất là Tần Quân vô lại không để cho nàng chán ghét, chẳng qua là cảm thấy buồn cười, nhưng nữ thần không thể cười. Bên trong quá trình chờ đợi, Tần Quân cùng Thường Nga liền câu được câu không trò chuyện. Sau nửa canh giờ, Na Tra liền bay trở về, hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói: "Ta phát hiện một khu di tích bị cấm chế ngăn cách, liền ngay cả ta cũng vô pháp phá vỡ, không biết bên trong có tồn tại nguy hiểm hay không. Trước thiết lập nơi đó thành cấm địa, không cho phép bất luận người nào tới gần." Tần quân trầm giọng nói, nếu như bên trong thật có cái nguy hiểm gì đó ngay cả Na Tra cũng đỡ không nổi, thì đừng nói là tiểu thế giới, mà đoán chừng toàn bộ Nam Vực đều phải gặp tao ương, tần quân có gì phải sợ, Na Tra gật đầu, hắn cũng cảm thấy tiểu thế giới này không tệ, chí ít linh khí nồng đậm, lại qua nửa canh giờ, hàng long la hán cũng bay trở về, bên kia ngược lại là không có gặp nguy hiểm, ngược lại là gặp vài đầu thiên tiên cảnh yêu thú, nhưng cũng không dám tập kích hắn bên trong tiểu thế giới này không có tung tích con người, chỉ có kỳ trân dị thú, tu vị cao nhất cũng chỉ là thiên tiên cảnh, nếu như có thể thu phục, cái kia cũng không tệ lắm. Hôm sau trời vừa sáng, tần quân liền từ bên trong ngọc tí chậm rãi bò ra, hắn động tác nhẹ nhàng, không có quấy rầy du phượng hoàng cùng đắc kỷ còn đang ngủ say. Tại trong đình viện luyện kiếm thuật một canh giờ về sau, tần quân liền bắt đầu uống trà yên lặng chờ đợi. Tiểu thế giới hiện tại để lưu bá ôn bọn người lần nữa công việc lưu bù lên, nhưng Tần Quân lại không vội, bởi vì hắn đang đợi một vị cường giả, cũng có thể nói là chờ một vị đại yêu. Vừa nhắc tới tên của hắn, Tần Quân liền vui vẻ đến không ngậm được mồm, đại danh của hắn chính là Cửu Linh Nguyên Thánh, cũng có thể xưng nó là Cửu Đầu Sư. Đến kỹ yêu quái trên đường Tây Hành có thể không dựa vào pháp bảo, không mời cứu binh liền có thể để Tôn Ngộ Không bối rối thật cũng không nhiều lắm, mà Cửu Linh Nguyên Thánh liền là một cái trong số đó, thậm chí có thể nói là trên phương diện chính diện giao phong cửu linh nguyên thánh còn có thể treo tôn ngộ không lên đánh lại nói lấy thực lực cửu linh nguyên thánh đến suy luận thì tôn ngộ không chẳng phải là chỉ có tu vị thái ức kim tiên cảnh tần quân ở trong lòng hỏi ta đã không phải là lần đầu tiên trả lời nghi hoặc của ngươi có quan hệ với tôn ngộ không dứt bỏ hồng hoang âm mưu ngôn luận ra thì dựa theo hệ thống đối với tây du ký phân tích thì tôn ngộ không thời điểm đại náo thiên cung chính là trạng thái đỉnh phong còn tôn ngộ không trên đường tây hành đã bị suy yếu quá nhiều cho nên liền nhìn vận khí của chủ ký sinh là triệu hoán đến tôn ngộ không trên đường tây hành hay vẫn là tôn ngộ không đại náo thiên cung hệ thống hồi đáp để tần quân giật mình hệ thống triệu hoán thần ma là nhằm vào thần thoại cố sự nào đó mà không phải là toàn bộ hồng hoang chưa quen thuộc cửu linh nguyên thánh mọi người có thể đi điều tra cái này bức rất sâu cửu linh nguyên thánh đến từ tây du ký thân phận cửu đầu sư tử tọa giá của thái ất thiên tôn tu vi thái ất kim tiên cảnh cửu tần công pháp, cửu linh thánh pháp, thần thông, thôn thiên phệ địa. Cửu linh chiến hồn, lục giới gầm thét, độ trung thành, 95, mát trị số 100. Đây chính là thuộc tính liệt biểu của cửu linh nguyên thánh, rất đơn giản. Hệ thống đối với thuộc tính của thần ma quy nạp vẫn luôn rất đơn giản, chỉ liệt ra mấy hạng bản lĩnh mạnh nhất, tỷ như na tra, chỉ là pháp thuật hắn có thể thi triển há lại chỉ có từng đó trăm loại, thái ất kim tiên cảnh cửu tầng đây cơ hồ là đổi mới đẳng cấp tu vị cao nhất của thủ hạ hắn. Na tra thái ức kim tiên cảnh ngũ tầng, hoàng phong đại vương thái ức kim tiên cảnh nhị tầng, mà cửu linh nguyên thánh ngược lại tốt, trực tiếp vọt lên thái ức kim tiên cảnh cửu tầng, lại thêm hắn thần thông biến thái. Trong thái ức kim tiên cảnh tuyệt đối là tồn tại vô địch, có cửu linh nguyên thánh, tần quân thậm chí có lòng tin đi cùng Nam Hải Long Vương đấu một trận. Việc cấp bách vẫn là quan thiên đại hội, dù sao tiểu ly tại Long cung thân phận chính là công chúa sẽ không xảy ra chuyện gì cửu linh nguyên thánh a à, cửu linh nguyên thánh trẫm chờ ngươi lâu lắm rồi a à. tần quân lẩm bẩm nói cửu linh nguyên thánh là một trong số ít yêu quái trong tây du ký không muốn ăn thịt đường tăng sở dĩ đối đầu với tôn ngộ không bọn người là bởi vì tôn tử của hắn hoàng sư Tinh bị tôn ngộ không xử lý hắn thuần túy là vì tôn tử báo thù mới tới bắt đường tăng mà hắn lại không có mang trợ thủ thoải mái ngồi trong động phủ chờ đợi tôn ngộ không đoàn người tìm tới cửa Hào nói không quá khoa trương, Cửu Linh Nguyên Thánh có thể cho là một vị yêu quái bên trong Tây Du Ký có tình có nghĩa nhất, cho nên Cửu Linh Nguyên Thánh vừa ra tới độ trung thành chính là 95, ầm ầm. Trên Không Thủ Sát Thành bỗng nhiên có ô vân tập hợp, cùng phong tứ ngược, một cổ yêu khí to lớn lấy ép thiên chi thế xuất hiện, để trong thủ sát thành tất cả mọi người đều hô hấp trì trệ, ở ngực phản phất như bị trọng chùy đánh trúng, khó chịu vô cùng, Na Tra, Hoàng Phong Đại Vương, Thường Nga dịch lão đầu, hàng long la hán, hồng hài nhi, lý nguyên bá, hạo thiên khuyển các loại, phàm là cường giả đang tại thủ sát thành đều bay lên không trung, từng cái sắc mặt như lâm đại địch, dịch lão đầu tự lẩm bẩm, yêu khí thật mạnh, dù là hoàng phong đại vương cũng mặt đầy ngưng trọng, trong mắt càng là có một tia sợ hãi khó mà che giấu, người đến khí tức để hắn trùng mình, trên đỉnh núi, mang tượng vương nằm sấp trên mặt đất trung rẩy trong miệng thấp giọng kêu lên, làm sao có thể cổ khí tức này thật mạnh thậm chí so với yêu tôn còn mạnh hơn mang tượng vương vừa cảm giác được cổ khí tức này liền có thể làm ra phán đoán ngưu ma vương không phải là đối thủ của người này tần quân thì kích động lên cửu linh nguyên thánh tới rồi tồn tại có thế gây nên dị tượng như thế khẳng định cực mạnh hắn không tin mình vận khí kém như vậy vừa vặn bị cường địch tìm tới cửa hơn nữa còn là cường giả yêu tộc trống một đạo tiếng gầm gừ thông triệt tam giới trung động u minh địa phủ bỗng nhiên vang lên để na tra bọn người mồ hôi lạnh lâm ly cùng lúc đó tại âm phủ trong một cái cung điện bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin a à, đạo thanh âm này là tần quân ngẩng đầu nhìn lại há to mồm mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động chỉ gặp phía trên đám mây xuất hiện từng khỏa đầu sư tử to lớn vô cùng uy vũ bất phàm mỗi một cái đầu sư tử to lớn chừng như núi cao cẩn thận khẽ đếm số lượng vừa vặn chín cái từ dưới đi lên nhìn lại cái cổ uy áp trực diện linh hồn kia để cho người ta không khỏi dâng lên kính sợ cửu linh nguyên thánh cửu đầu sư tử tần quân kích động đến trực tiếp đứng lên mà những người còn lại thì vô cùng khẩn trương cái này là từ đâu xuất hiện kinh thiên đại yêu dịch lão đầu lẩm bẩm nói con mắt trừng lớn cho dù đối mặt với bình thiên yêu tôn thượng cổ chi hồn hắn đều không có thất thố như vậy có thể thấy được cửu linh nguyên thánh mạnh ngoại hạng Tần quân không khỏi hồi tưởng lại biểu hiện của cửu linh nguyên thánh bên trong Tây Du Ký, một ngụm liền đem sư đồ nhóm Tây Hành nuốt trọn, trực tiếp bại, không lưu tình chút nào, đương nhiên cũng có ngộ không đáng nói là bởi vì tôn ngộ không không có phòng bị, nhưng kết cục so với quá trình trọng yếu hơn nhiều, mà chủ nhân của cửu linh nguyên thánh chính là Thái Ất Thiên Tôn, một trong đạo giáo tứ ngự, đông cực thanh hoa đại đế, nghe nói cửu đầu sư tử rít lên một tiếng, có thể mở ra cửa lớn chỗ sâu nhất cửu u địa ngục điếu tạc thiên a nhắc nhở chủ ký sinh một câu cửu linh nguyên thánh tu vị không phải là thái ất kim tiên cảnh đỉnh phong bởi vì chủ ký sinh tu vị quá thấp nếu là hơn thái ất kim tiên cảnh chủ ký sinh chỉ sợ ép không được cho nên mới giảm thấp xuống tu vị của cửu linh nguyên thánh hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng hệ thống lạnh không linh đinh nói ta thiên trẫm liên lụy cửu linh nguyên thánh tần quân trừng to mắt trong lòng thầm mắng không thôi Trách không được một mực triệu hoán không ra thần ma siêu việt thái ất kim tiên cảnh, nguyên lai là hắn vị chủ ký sinh này tu vị quá thấp, nếu như hệ thống không chiếu cố hắn, trực tiếp triệu hoán đến hàng ngũ yêu đế yêu hoàng, thì toàn bộ thế giới này đều muốn lộn xộn, hắn thậm chí sẽ bị một bàn tay chụp chết, như lai chính là một ví dụ, đã xưng bá một cái vực, nhìn lên cửu linh nguyên thánh trên bầu trời uy vũ như thần, na tra liền cắn răng hỏi, ngươi là yêu quái phương nào, vì sao đến bình thiên chi địa của bệ hạ ta, Ngưu ma vương đã là yêu tộc vương giả nam vực, tôn cửu đầu sư tử này khẳng định là đến từ những vực còn lại, mà lại đi tới trên không thủ sát thành thị uy, chỉ sợ mục đích không thuần, thậm chí có thể là địch, na tra đám người đã làm tốt chuẩn bị đại chiến, dịch lão đầu trồng mắt đi dạo, suy nghĩ có muốn hay không chiếc si trốn, hắn vô ý thức nhìn về phía tầng quân, trong nháy mắt trợn tròn mắt, tiểu tử này vậy mà nhìn qua cửu đầu sư tử cười ngây ngô, còn kém chút chảy nước miếng, chẳng lẽ? Dịch lão đầu trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, ta chính là cửu linh nguyên thánh, một đạo âm thanh uy nghiêm rung động thiên địa vang lên, làm cho tất cả mọi người càng căng thẳng hơn, thật là khí phách a, à. tần quân con mắt kém chút ánh sao lấp lánh, khụ khụ, không thể dạng này, tốt xấu trẫm cũng là quân vương của cửu linh nguyên thánh, ngươi là muốn đến đánh nhau sao? Lý Nguyên Bá tức giận quát, kim sĩ đại bằng điểu thời kỳ đỉnh phong có lẽ có thể cùng cửu linh nguyên thánh chống lại nhưng hắn giờ phút này lại là không thể lấy tôn ngộ không làm môi giới kim sĩ đại bằng điểu có thể cùng tôn ngộ không chiến bình mà tôn ngộ không tốc độ lại nhanh hơn nhanh kim sĩ đại bằng điểu mà cửu linh nguyên thánh càng là trực tiếp một thanh bắt lấy tôn ngộ không đừng tăng bọn người Trên lệch liền rất rõ ràng đương nhiên tôn ngộ không nơi này chính là tôn ngộ không trên đường tây hành lấy hệ thống bình phán là tôn ngộ không sau khi suy yếu Đáng nhắc tới chính là, cửu linh nguyên thánh còn tính không được đệ nhất yêu trong Tây Du Ký, mạnh hơn hắn chính là hạt tử tinh, từng đốt qua như lai, để như lai đau đớn khó nhịn, quan âm không dám cận thân, quan minh chính đại độc đấu tôn ngộ không cùng trư bát giới liên thủ, đương nhiên cuối cùng là bởi vì thiên tính nhược điểm hạt tử sợ gà cho nên mới bị mão nhật tinh quân cái xì dầu này giải quyết, không thể không nói, tu vị tuy là căn bản, nhưng võ quyết dày có móng tay nhọn có khi cũng là không thể bỏ qua nguyên bá không được vô lễ đúng lúc này tần quân tiếng cười truyền đến tất cả mọi người quay đầu nhìn lại chỉ gặp tần quân ngồi tại trước bàn đá uống tiểu tử cười nói cửu linh nguyên thánh còn không mau xuống tới bái kiến trẩm, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục dọa đám thủ hạ của trẩm sao 95 độ trung thành đủ để cho tần quân dám cùng hắn nói đùa lời vừa nói ra na tra bọn người liền trợn tròn mắt nghe tần quân lời nói này chẳng lẽ đầu đại yêu kinh thiên kia là tìm tới ném bái tần quân vừa dứt lời một đạo hoàng quang liền từ trên trời giáng xuống, cửu đầu sư Tử Nguy Nga vĩ ngạn biến mất không thấy tâm hơi, trong nháy mắt, trước mặt Tần Quân liền xuất hiện một bóng người, nhanh đến mức để Na Tra bọn người đều không kịp phản ứng, đứng tại trước mặt Tần Quân là một thân ảnh mặc sư thân người, dáng người khôi ngô, thân khoác hoàng giáp, đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại trầm ổn đại khí như Thái Sơn, cửu linh nguyên thánh trong truyền thuyết, Tần Quân cố nén kích động nói, "Cửu linh nguyên thánh, ngươi rốt cuộc đã đến." trẫm chờ đợi ngươi rất lâu rồi a à. nghe vậy cửu linh nguyên thánh liền cười nói trên đường gặp được một chút việc chậm trễ trong chốc lát thoại âm rơi xuống hắn liền một chân quỳ xuống chắp tay cười nói tham kiến bệ hạ hắn không có đầu rạp xuống đất là bởi vì thực lực cao hơn tần quân quá nhiều trong lòng ngạo khí khó thu nhưng hắn chịu một chân quỳ xuống hành lễ cũng nói hắn tán thành tần quân tần quân liền tranh thủ dìu hắn đứng dậy na tra mấy người cũng nhao nhao hạ xuống từng cái vẫn là đề phòng nhìn qua cửu linh nguyên thánh, không nghĩ tới người này lại mạnh như vậy, mạnh đến mức để bọn hắn cũng không dám buông lỏng, dù là luôn luôn bình tĩnh thường Nga cũng là nhíu mày đánh giá cửu linh nguyên thánh, nàng đang hiếu kỳ đại yêu dạng này tại sao lại ném bái tần quân, những người còn lại cũng là như thế, dịch lão đầu có thể nói là hoảng sợ nhất, thầm nghĩ đến, điều này chẳng lẽ đều là thánh đình bố cục, vì ngóc đầu trở lại, người mang vận mệnh chi luân, lại thêm cơ vĩnh sinh tàn hồn phụ thể, tần quân rõ ràng là người thừa kế của thượng cổ thánh đình hắn liên tiếp thu phục cường giả thực lực cách xa hắn khẳng định có nguyên nhân quái vật khổng lồ phía sau ngoại trừ thánh đình ra dịch lão đầu thực sự là nghĩ không ra còn có ai dịch lão đầu trong lòng thề về sau tuyệt đối không được dò xét tần quân vẫn là nghĩ biện pháp cùng hắn giữ gìn mối quan hệ thì hơn đây chính là một đầu đại chân thô a à, đạt được cửu linh nguyên thánh tương trợ quan thiên đại hội ai có thể ngăn trẩm tần quân giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời cười to nói, ngông cuồng vô cùng, cũng làm cho cửu linh nguyên thánh rất được lợi. Hắn câu nói này không thể nghi ngờ là đem cửu linh nguyên thánh nâng đến địa vị thủ hạ mạnh nhất. Na tra bọn người mặc dù có công lớn, nhưng bọn hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng cửu linh nguyên thánh, cho nên cả đám đều bắt đầu trầm mặt. Ta thiên, Na tra cùng Hoàng Phong Đại Vương liếc nhau, đều là cười khổ. Bọn hắn nguyên bản đem lẫn nhau xem như đối thủ cạnh tranh, nào biết đột nhiên giết ra một cái cửu linh nguyên thánh, trực tiếp đem hai người bọn họ đều vượt qua loại phiền muộn này ngươi có thể nghĩ tuy nhiên đứng tại góc độ đại tầng bọn hắn vẫn là rất cao hứng chí ít càng có cảm giác an toàn hơn thiết yến thiết yến toàn thành tần quân cười to nói cùng lúc đó toàn bộ thủ sát thành đều đang nghị luận cửu linh nguyên thánh ông trời ơi dị tượng ban nãy là sao cửu đầu cự cử sư chẳng lẽ là yêu tộc cự bá thật là đáng sợ vừa rồi ánh mắt của nó dọa dạ đến ta toàn thân run rẩy lại là tìm tới ném bái tần đế không được nhất định phải đem tin tức này truyền đi tần đế thủ hạ lại có thêm một vị cường giả các tu sĩ nghị luận ầm ĩ nhất là những thám tử đến từ những thế lực khác càng là đứng ngồi không yên rất nhanh tin tức có quan hệ tới cửu đầu sư yêu ném bái tần đế liền truyền ra nhưng bởi vì cửu linh nguyên thánh không có xuất thủ cho nên thế lực khắp nơi vẫn không có cách nào dự đoán được thực lực của cửu linh nguyên thánh ngày đó toàn bộ thủ sát thành náo nhiệt vô cùng người người đều đang nghị luận cửu linh nguyên thánh không có chiến tích lại làm cho tần đế cực kỳ tôn sùng có thể thấy được cửu linh nguyên thánh tuyệt đối rất mạnh có cửu linh nguyên thánh gia nhập khiến cho tần quân càng có niềm tin thời gian kế tiếp tần quân mỗi ngày đều tìm cửu linh nguyên thánh thỉnh giáo phải biết rằng cửu linh nguyên thánh tại bên trong tây du ký có rất nhiều đồ tử đồ tôn nói rõ hắn vẫn là có yêu thích giáo dục cửu linh nguyên thánh biểu hiện được rất hào phóng đối mặt với tần quân lĩnh giáo, hắn biểu hiện được rất kiên nhẫn, cho dù là đối mặt với na tra bọn người, hắn cũng không có sĩ diện, rất nhanh liền lôi kéo được hảo cảm của rất nhiều người, đương nhiên cũng có người không phục, tỉ như Lý Nguyên bá cái làm càng làm bậy này, luôn luôn tìm cửu linh nguyên thánh luận bàn, cơ hồ đều là bị miễu sát, kim sĩ đại bằng điểu mạnh hay vẫn là cửu linh nguyên thánh mạnh, luôn là một trong những đề tài nóng hổi bên trong Tây Du Ký đáng tiếc bởi vì Lý Nguyên Bá không có đạt tới thời kỳ đỉnh phong của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, cho nên làm mất đi mặt của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Một bên khác, Tần Quân cũng đem thiên binh vệ phái nhập vào bên trong tiểu thế giới, cũng để cho người bắt đầu tu kiến hoàng cung, đồng thời tiểu thế giới cũng đổi tên thành Tần Hoàng Giới. Tại ngày thứ năm sau khi cửu Linh Nguyên Thánh ném bái, Tần Quân cùng nhóm người thân tín liền nhập vào bên trong Tần Hoàng Giới, ở bên trong tu luyện, linh khí thế nhưng là so với ngoại giới dư giả gấp trăm lần đối với bất kỳ một cái người truy cầu tu vị nào mà nói đều không thể kháng cự tầng hoàng giới dụ hoặc tiếp qua bốn năm ngày tần quân liền muốn khởi hành tiến về thánh triều một ngày này tần quân mang theo na tra cùng cửu linh nguyên thánh đi vào cấm địa tầng hoàng giới cũng chính là địa phương kia ngay cả na tra đều không thể phá tan cấm chế nơi đây là một ngọn núi cả tòa núi cao tới ngàn mét tựa như một thanh lợi kiếm cắm ở phía trên đại địa tần quân đứng tại trước động khẩu dưới chân núi mặt mũi tràn đầy vẻ suy tư động khẩu cao tới 10 mét, rộng 5 mét, rõ ràng không phải là do thiên nhiên hình thành, bên trong ẩn giấu một cái gia hỏa lợi hại. Cửu Linh Nguyên Thánh hiếp mắt nói ra, câu nói này nghe được để tần quân liền nheo mắt, thật là có ẩn tàng sóng lớn sao, ngươi có lòng tin chiến thắng hắn hay không? Tần quân nhíu mày hỏi, nếu thật là như thế, vậy hắn vẫn là ngoan ngoãn lui về, chớ đi vào tìm đường chết, chỉ nói là hắn lợi hại, không nói hắn lợi hại hơn ta. Cửu Linh Nguyên Thánh mặt mũi tràn đầy tự tin nói, chớ nhìn hắn hiện tại thực lực chỉ có thái ức kim tiên cảnh đỉnh phong, hắn nhưng là tồn tại có thế vượt cấp tác chiến A. Tần quân thở dài một hơi, mà na tra mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn qua Cửu Linh Nguyên Thánh, hắn liền là tình huống bên trong như thế nào đều không thể thăm dò, mà Cửu Linh Nguyên Thánh lại là có thế cảm ứng được bên trong cất giấu cái gì, cụ thể mạnh bao nhiêu, trên lệch to lớn, để hắn tâm chua, mới bái nhập tần quân được hai tháng làm sao nhanh như vậy hắn liền từ đệ nhất cường giả chi vị rớt xuống A, hắn thề nhất định phải nghĩ biện pháp mạnh lên, nhanh phá tan cấm chế đi. Tần quân không kịp chờ đợi nói ra, đem cái nhân tố bất an này giải trừ, tần hoàng giới mới tính chân chính an toàn, cửu linh nguyên thánh gật đầu, cất bước đi đến trước động khẩu, tay phải vung lên, quanh một tiếng nổ vang. Trước động khẩu phản phất như có một tầng bích chướng vô hình bị oanh nát, cùng phong nhấc lên, thổi đến tần quân lấy tay che mặt ngay sau đó là một cổ uy áp cuồng bạo từ trong động truyền đến ha 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 cấm chế vậy mà phá bổn tọa tự do một đạo thanh âm cuồng bá từ bên trong truyền đến ngữ khí kiêu ngạo vô cùng phản phất như giữa thiên địa không người nào có thế áp chế hắn hừ cửu linh nguyên thánh hừ lạnh một tiếng để trong động tiếng cười im bặt mà dừng ngay sau đó cửu linh nguyên thánh liền dậm chân hướng trong động đi đến tần quân cùng na tra theo sát phía sau Tần quân ngược lại là muốn xem xem bên trong trấn áp người nào, thuận tiện thám thính lai lịch tần hoàng giới. Động khẩu u ám, uống lượng vừa dài, bọn hắn đi rất nhanh, mới vừa đi vào, cửu linh nguyên thánh liền hư không tiêu thất, đoán chừng là đã đi tới đáy động, vì chính là phòng ngừa đối phương đào tẩu, ầm ầm. Cả tòa núi bỗng nhiên rung động, để tần quân hải hùng khiếp vía, sợ sơn thể sụp đổ, đè chết hắn, bọn hắn đánh nhau rồi, na tra ngưng trọng nói, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, Cửu Linh Nguyên Thánh cùng vị tồn tại thần bí kia tràn ra khí tức chiến đấu, để hắn lưng bốc lên hơi lạnh, Tần Quân bước nhanh, nhưng cũng không dám toàn lực tiến lên, để tránh bị ngộ thương, không bao lâu, chấn động liền dừng lại, hết thảy liền khôi phục lại bình tĩnh, chiến đấu tựa hồ chỉ tiến hành trong thời gian mấy giây, khi Tần Quân cùng Na Tra đi đến đáy động, thì thu vào trong mắt bọn họ chính là một khối không gian địa hạ ẩm ướt, cực kỳ rộng rãi, Cửu Linh Nguyên Thánh chính là đứng tại chỗ phía dưới bên cạnh hồ nước lẳng lặng chờ lấy Tần Quân hai người đi đến Tần Quân liếc nhìn một vòng cũng không có phát hiện ra thân ảnh thứ hai hắn không khỏi trừng to mắt hỏi đối phương đâu sẽ không phải là để cho đối phương chạy trốn a à? Tần Quân trong lòng buồn bực không thôi xem ra tạm thời là không cách nào biết được lai lịch của Tần Hoàng giới đúng lúc này Cửu Linh Nguyên Thánh bỗng nhiên há mồm phun một cái hoàng quang lóe lên ngay sau đó một đạo thân ảnh không người liền xuất hiện tại trước chân Cửu Linh Nguyên Thánh hắn nằm trên mặt đất lạnh run run trong miệng ô hô kêu, không biết đang nói cái gì, tần quân trừng to mắt, na tra cũng là như thế, đem địch nhân từ trong miệng phun ra, màn này đối với lực trùng kích thị giác có thể nói là cực lớn, để cho hai người đầu óc kém chút không xoay chuyển được, bệ hạ, ngươi có thể hỏi hắn, nhưng tuyệt đối không nên tới gần, gia hỏa này tu vị đã đạt đến thái ất kim tiên cảnh lục tầng, cửu linh nguyên thánh liếm môi cười nói, nghe được để tần quân hai người trừng to mắt, thái ất kim tiên cảnh lục tầng, so với Na Tra còn cao hơn một tầng. Na Tra thâm thụ đã kích, cả người đều buồn bực, người so với hắn tu vị cao hơn một tầng đều bị cửu linh nguyên thánh trong nháy mắt chế phục, cho nên hắn làm sao có thể không phiền muộn. Tuy nhiên có hỗn thiên lăng, càng không quyển các loại pháp bảo tập hợp một thân Na Tra chiến lực cũng không chỉ là thái ức kim tiên cảnh ngũ tầng đơn giản như vậy, pháp bảo phẩm giai càng cao, chiến lực gia trì càng lớn. Tây Du Ký Hậu Kỳ cùng phong thần diễn nghĩa hoàn toàn chính là thiên hạ pháp bảo, còn lại các loại thần thoại cố sự cơ hồ đều có thần khí hoặc là ma khí lóe mù mắt người ngươi là ai tiểu thế giới này lai lịch ra sao tần quân trầm giọng hỏi nhìn kỹ lại gia hỏa này cũng không biết bị nhốt bao lâu trên người tử bào đã bị phá nát không chịu nổi thậm chí phím hắc cùng dịch lão đầu rất tương tự nhưng gia hỏa này bề ngoài nhìn cũng không cao tuổi chồng râu dài bên miệng đều đã kết có thể thấy được gia hỏa này sống được cũng không dễ đối mặt với tần quân tra hỏi phá bào nam tử vẫn như cũ co quắp tại trên mặt đất run rẩy một màn này thấy để tần quân không khỏi nhíu mày tốt xấu gì ngươi cũng là cường giả thái ất kim tiên cảnh lục tầng a muốn hay không sợ hãi như thế chẳng lẽ là bị cửu linh nguyên thánh dọa cho sợ rồi tần quân mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn về phía cửu linh nguyên thánh đối với cái này cửu linh nguyên thánh trên mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ hắn thấp giọng quát nói bệ hạ nhà ta ra hỏi ngươi a à, ngươi nếu như không muốn chết liền thành thật khai báo đi vừa nghe được cửu linh nguyên thánh mở miệng phá bào nam tử mới toàn thân rung lên rung rẩy nói ta chỉ nhớ rõ ta gọi là thiên giác cái tiểu thế giới này lai lịch ra sao tần quân tiếp tục hỏi con hàng này sẽ không phải là bị giam đến phát ngốc a thiên giác âm thanh run rẩy nói không nhớ ra được tần quân sắc mặt không khỏi khó nhìn lên sau đó vô luận hắn hỏi thế nào thiên giác đều là hỏi gì cũng không biết tên này là bị giam đến thần chí không rõ lại thêm cửu linh nguyên thánh bỗng nhiên xuất thủ, một thanh nuốt hắn, dọa đến hắn kém chút can đảm bạo liệt, cả người hiện tại vẫn còn trong hoảng hốt, cuối cùng tần quân chỉ có thể coi như thôi, trước hết để cho na tra trong động đi một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới vật gì có giá trị, bệ hạ, người mau tới đây nhìn, rất nhanh, na tra âm thanh liền từ nơi hẻo lánh truyền đến, trong nháy mắt đưa tới tần quân hiếu kỳ, tần quân đi đến sau lưng na tra xem xét, chỉ gặp trên vách động kẹp lấy mấy chục cái văn tự kỳ quái, tựa như nồng nọc, lại như rắn, hoàn toàn xem không hiểu, đây là cái gì? Tần quân nghi ngờ hỏi, Na Tra ngưng trọng nói, ta cũng không biết, nhưng có thể cảm nhận được trong câu chữ tràn ra một cổ bi áp, thần thức quét qua liền có loại cảm giác choáng đầu mắt huyển, cửu linh nguyên thánh dẫn theo thiên giác cũng đi tới, vừa thấy được mấy chục chữ trên vách động, cửu linh nguyên thánh lông mày liền nhíu lại, mà thiên giác càng là bụng mặt, không dám nhìn vào vách động, tần quân kìm nén không được hiếu kỳ, đem thần thức nhô ra, hướng trên vách động quét tới, trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy não hải như sắp vỡ vụn, chỉ xích thiên nhai, xúc địa thành thốn, hư bước vạn dặm, huyền diệu vô song, một đạo âm thanh phản phất như đến từ tuyên cổ hồng hoang tại trong đầu tần quân vang lên, trong chốc lát, một cổ trí nhớ to lớn liền điên cùng tràn vào trong đầu hắn, cùng lúc đó, tần quân nhắm hai mắt lại, quái tự hình thù kỳ lạ trên vách động cũng lóe ra kim quang, vậy mà lại từ mặt ngoài vách động bay ra, sau đó chiếm cứ tại quanh người tần quân, một màn này thấy để na tra cùng cửu linh nguyên thánh trừng to mắt, đây là chuyện gì, thiên giác lại là hoảng sợ lên, làm sao có thể. Hắn làm sao có tư cách tiếp nhận đại đạo bí tự truyền thừa, đại đạo bí chữ, cửu linh nguyên thánh cùng na tra liếc nhau, đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương, đại đạo bí tự là cái gì. Cửu Linh Nguyên Thánh một tay đem thiên giác dơ lên cao cao giọng hỏi. Na Tra nhìn chầm chầm kim sắc quái tự xoay tại quanh thân Tần Quân. Chào mày, hắn có thể cảm giác được những chữ vàng này ẩn chứa uy năng vô cùng. Nếu là nhẹ dễ tới gần, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Đại đạo bí tự chính là đại đạo bí tự. Thiên giác quỷ khuất kêu lên, tức giận đến Cửu Linh Nguyên Thánh tay trái ném đi, trực tiếp đem hắn nện lên trên vách động, đâm đến cả tòa núi cũng không khỏi rung động kịch liệt. Tần Quân ý thức chậm rãi thanh tĩnh, hắn mở to mắt phát hiện mình ở vào một cái thế giới trống rỗng ngoại trừ hắn ra cũng không nhìn thấy nhan sắc cùng vật thể còn lại bốn phía yên tĩnh bầu không khí vô cùng quỷ dị nơi này là địa phương nào tần quân mê võng nhìn qua chung quanh rất nhanh hắn liền hồi tưởng lại hết thảy trước khi ý thức hôn mê chẳng lẽ cái vách động kia ẩn dấu pháp trận cấm chế tần quân rùng mình nghĩ đến bằng không hắn tại sao lại ở chỗ này hắn vô ý thức nhéo nhéo mặt mình một điểm cảm giác cũng không có nhìn tới nơi này không phải là hiện thực tồn tại, đại đạo ba ngàn, vạn pháp về chính, đạo thanh âm thần bí lúc trước lần nữa vang lên, âm thanh mênh mông, phản phất như trải qua vô số kỷ nguyên, để cho người ta tâm trí dễ dàng mất tích, ngươi là ai, tần quân trầm giọng nói, trong lòng một trận bất an, hắn muốn rời khỏi cái thế giới trống không này, cũng không có biện pháp, thậm chí ngay cả thần thức đều không thể tản ra, phản phất như hắn đã biến thành một người bình thường, lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành trận đạo bí tự, ngầm hiểu, âm thanh kia không để ý tới tần quân, mà tự mình nói, nghe được để tần quân mạc danh kỳ diệu, lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, câu nói này hắn ngược lại là từng nghe nói qua, thường thường có thể nhìn thấy đạo sĩ bên trong phim truyền hình niệm câu nói này, thậm chí đảo quốc cũng có lưu truyền, một câu pháp chú bức cách rất cao, đúng lúc này, cuối tầm mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái chữ vàng cự đại, vô cùng cổ quái, mơ hồ có thể nhìn ra tựa như trận tự, rất nhanh, bốn phương tám hướng đều xuất hiện trận tự cổ quái như vậy, lít nha lít nhíp. thấy để tần quân da đầu cùng loạn. Đây là ý gì? Tần quân đang nghe truyện trên kênh TV Audio CV khẩn trương nghĩ đến. Ngay sau đó cổ quái trận tự đếm không hết bỗng nhiên hướng hắn đánh tới, mỗi cái phương hướng đều có, để hắn không chỗ có thể trốn. Thảo, tiếp tấu muốn thành bánh nhân thịt A, oanh, vô số trận tự cổ quái đem tần quân bao phủ, trong chốc lát toàn bộ thế giới trống không trực tiếp nổ tung, tựa như pha lê phá nát thành toái phiến, thất thải hà quan chiếu sáng cả thế giới ý thức, trận đạo bí tự, ngầm hiểu, vạn pháp đều là ẩn, trận đạo bí chữ, ngầm hiểu, vạn pháp đều là ẩn, tâm hướng vạn giới, thần hội bắc hoang, thân ẩn thiên địa, thanh âm thần bí liên tiếp tại trong đầu tần quân vang lên, trong chốc lát, sự vật vô pháp, tần quân ý thức lâm vào trong hoảng hốt bỗng nhiên cảm giác được một cổ nguồn nhiệt kỳ dị chảy qua kinh mạch bách hải của hắn, Loại cảm giác này so với đột phá cảnh giới lúc còn muốn thoải mái hơn, trong mơ mơ màng màng, Tần Quân tự hồ nghe được một đạo hệ thống nhắc nhở âm, "Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được trận đạo bí tự truyền thừa." "Đinh. Bởi vì đây là lần thứ nhất chủ ký sinh thu hoạch được đại đạo truyền thừa, khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên rút thưởng, đồng thời khen thưởng chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên một cấp." Liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu Tần Quân vang lên cũng đem ý thức của hắn từ trong hỗn độn kéo lại, trong chốc lát, một cổ trí nhớ vô cùng to lớn tràn vào trong đầu hắn, so với lúc trước lĩnh ngộ thiên cương tam thập lục biến còn muốn to lớn hơn. Cùng lúc đó, Na Tra đứng tại bên cạnh Tần Quân cũng vô cùng khẩn trương, hắn nhìn qua Tần Quân toàn thân lóng lánh kim quang, lẩm bẩm nói, bệ hạ, ngươi nhưng phải sống a? À. Cửu Linh Nguyên Thánh An ủi hắn nói, bệ hạ khí tức trầm ổn, vẫn còn trong trạng thái đốn ngộ, đây là tạo hóa của hắn a. À. Dù là Cửu Linh Nguyên Thánh trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia chấn kinh, hắn có thể cảm giác được Tần Quân bây giờ bị một loại lực lượng thần bí bao khỏa, thậm chí ngay cả hắn đều không thể cảm giác được. Cửu Linh Nguyên Thánh thế nhưng là có bản lĩnh hiểu thông tam giới, lúc trước hắn ngồi trong động phủ, không dựa vào pháp bảo không dựa vào hạ nhân, liền có thể đem tôn ngộ không đám người bên ngoài nhất cử nhất động nắm giữ ở trong tay, nhưng bây giờ hắn thậm chí đều không thể nhìn thấu Tần Quân, bệ hạ đến cùng đang đốn ngộ cái gì? Cửu Linh Nguyên Thánh tự lẩm bẩm, hắn không tên có loại dự cảm, tần quân muốn triệt để thuế biến, một hạng thần thông mạnh mẽ thậm chí có thể để bù đắp tu vị trên lệch, đương nhiên nếu như tu vị trên lệch quá cách xa, cũng vô pháp nghịch thiên, nơi hẻo lánh thiên giác vẫn như cũ rung lẫy bẫy, trong miệng lại nhảy nói, đại đạo bí tự xuất hiện. Nó muốn tới, thiên muốn loạn, câu nói này bị hắn lặp lại nhiều lần, nghe được để na tra bực bội không thôi, thật nghĩ một bàn tay chụp chết hắn. Na Tra hùng hùng hổ hổ nói, tạm thời vẫn là đừng làm như thế, Tần Hoàng giới chỉ sợ lai lịch rất sâu, bệ hạ cần hắn đạt được tình báo. Cửu Linh Nguyên Thánh lắc đầu cười nói, Na Tra tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hắn chỉ là nói nhảm thôi, thời gian cấp tốc đi qua, rất nhanh một canh giờ liền đi qua, kim quan quanh thân Tần Quân rốt cuộc bắt đầu thu nhập vào trong cơ thể hắn, hắn từ từ mở mắt, khí tức cả người trở nên càng thêm nội liễm, nếu như nói Tần Quân lúc trước cùng ngạo trùng thiên, thì hắn hiện tại liền đã thành thục hơn rất nhiều, khóe miệng hơi dương lên, không còn ngông cuồng như trước, nhưng vẫn tự tin như cũ, phát ra đế hoàng uy thế so với lúc trước ít đi một phần bá đạo, nhiều hơn một phần đại khí, bệ hạ, ngươi sao rồi? Na tra quan tâm hỏi, tần quân ánh mắt như điện, nhếch miệng cười nói, trẫm không có việc gì, rất tốt, trong lòng của hắn có thể nói là cuồng hỉ không thôi. Đại đạo bí tự, hắn vậy mà tại nơi này ngộ được đại đạo bí tự một trong cửu tự. Cái gì gọi là đại đạo bí tự, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, căn cứ vào truyền thừa tần quân mới biết được, đại đạo ba ngàn, trong đó đại đạo bí tự liền là một cái trong số đó, đương nhiên phải đem chính chữ tập hợp đủ mới có thể đựng thành một cái đại đạo, đại đạo sao mà ngư xoa, là tồn tại so với thiên đạo còn cao hơn, tần quân có thể được đến trận đạo bí tự truyền thừa, đúng là không dễ, trận đạo bí tự mặc dù không có đề cao tu vị của tần quân, nhưng lại để cường độ linh hồn của hắn bay vọt Đồng thời phạm vi thần trí của hắn tỏa ra cũng tăng gần như gấp trăm lần Thậm chí có thể nhìn trộn đến tâm lý hoạt động của những sinh linh khác Đương nhiên tu vị không được vượt qua hắn hai đại cảnh giới Nhưng cái này đã rất không thể tưởng tượng nổi Nhìn trộn tâm linh đối phương Cái này là thần thông mực nào Ngoại trừ nhìn trộn tâm linh Đối mặt với các loại tinh thần hoặc là linh hồn mê hoặc Tần quân đều có thể thôi động trận đạo bí tự giải trừ chỉ là trận đạo bí tự liền lợi hại như thế thì những chữ còn lại thì sao đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến thu phục đại đạo bí tự nhiệm vụ tường tình mỗi lần thu phục được một cái đại đạo bí tự chủ ký sinh liền có thể chỉ định triệu hoán tùy ý một tên thần ma cảnh giới không cao hơn mình năm đại cảnh giới nhưng triệu hoán không bao gồm thánh nhân tầng quân trừng to mắt cái nhiệm vụ chính tuyến này hảo lợi hại chỉ định triệu hoán mà lại tối đa có thể siêu việt mình năm đại cảnh giới, thoải mái a, à, Tần Quân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn mở ra, sảng khoái tinh thần, hệ thống đem thuộc tính liệt biểu của ta điều ra đến xem. Tần Quân ở trong lòng nói ra, đồng thời hắn cũng đang triển vọng bí tự còn lại, trước kia tại Hoa Hạ, hắn đã từng nghe nói qua cửu tự chân ngôn, các giáo đối với nó lý giải cũng không giống nhau, có là pháp chú khẩu quyết, có là thủ thế, cũng có là tên cảnh giới. Tần quân thậm chí còn bị một số tiểu thuyết võng lạc nghĩ lầm trận tự ý tứ chính là tinh thông trận pháp, vừa dứt lời, thuộc tính liệt biểu liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Chủ ký sinh, tần quân, danh xưng tần đế, chủng tộc, nhân loại, đẳng cấp, hóa hư cảnh bác tần, 13, 429, 8, 500, không điểm kinh nghiệm, huyết mạch, cực viêm ma thần, pháp bảo, ngân long tru hồn thương, hậu thiên pháp bảo, tử kim đế hoàng giáp, hậu thiên pháp bảo âm binh bài, hậu thiên pháp bảo. Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bào, hậu thiên linh bảo. Thiên Thủy Ngọc, hậu thiên chí bảo. Thất Tinh Kiếm, hậu thiên chí bảo, thần thông, thiên cương tam thập lục biến. Tam muội chân hỏa. Pháp ngoại phân thân. Trận đạo bí tự, bản mệnh thần thông, ma thần chi thân, công pháp, bất diệt thánh thể, thượng cổ công pháp tôi luyện thể. Tử hồng lôi pháp, thiên phẩm thượng đẳng luyện ký quyết phàm phẩm trung đẳng triệu hoán thần ma đắc kỷ hạo thiên quyển quan thánh đế pháp hải thái bạch kim tinh long nữ lý nguyên bá hắc bạch vô thường lý bạch sa ngộ tịnh hồng hài nhi trương giác lôi chấn tử gia cát lượng lý tồn hiếu lưu bá ôn viên hồng Bạch khởi Thân công báo Cự linh thần Kim giác Ngân giác Na tra Hoàng phong đại vương Hàng long la hán Ngưu đầu mã diện Thường Nga Cửu linh nguyên thánh Thần ma quân đoàn Bạch bào quân Thập vạn thiên binh Cửu lê ma binh Hoa lệ thuộc tính liệt biểu Nhìn lấy liền hăng hái Trong đó thần ma chỉ quy nạp Thần ma tần quân triệu hoán đến cũng không bao gồm thần ma từ bên trong phó bản mang ra thần ma tần quân thu hồi thuộc tính liệt biểu sau đó nhìn về phía thiên giác ở nơi hẻo lánh hỏi hắn còn không có chiêu sao không cũng không biết là thật ngốc hay là giả ngốc cửu linh nguyên thánh lắc đầu nói tần quân nghe xong không khỏi do dự muốn hay không giết thiên giác giết thiên giác có thu được điểm kinh nghiệm khen thưởng hay không tần quân vội vàng ở trong lòng hỏi tuy rằng hắn tu vị cao nhưng thân phận không rõ thậm chí có thể nói ngày hôm nay ở giữa thiên địa này không ai biết hắn giết hắn tương đương giết vô danh tiểu tốt cho nên không có điểm kinh nghiệm hệ thống hồi đáp tần quân khóe miệng co giật một cái cái này mẹ nó là cái quy củ gì quá cưỡng từ đoạt lý đã như vậy tạm thời vẫn không giết thiên giác xem trước một chút có thể hay không hỏi ra ít đồ nếu là thời điểm mình tiến về thánh triều còn không có hỏi ra kết quả vậy thì liền tiễn hắn xuống địa ngục Tần quân không thể đem nhất tôn cường giả thái ất kim tiên cảnh lục tầng không ổn định lưu tại tầng hoàng giới. Nếu là xảy ra chuyện gì, hậu quả khó mà lường được. Một đoàn người rời đi khỏi sơn động, trên đường phi hành, Tần quân bắt đầu sử dụng một lần ngẫu nhiên rút thưởng mà lĩnh ngộ trận đạo bí tự lấy được. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng, hệ thống nhắc nhở âm tại lúc này lộ ra mỹ diệu như thế. Tần quân tâm tình cũng rất không tệ, hắn rất ngạc nhiên tầng hoàng giới đến cùng là lai lịch ra sao. Vậy mà Cất Giấu Trận Đạo Bí Tự, mà Trận Đạo Bí Tự tại sao lại lựa chọn hắn? Thiên Giác tại trong động đợi lâu như vậy, hắn khẳng định cũng thử lĩnh ngộ qua Trận Đạo Bí Tự, rất rõ ràng không thành công. Tần Quân lĩnh ngộ Trận Đạo Bí Tự về sau, quái tự hình thù kỳ lạ trên vách động cũng đều biến mất, có thể thấy được Trận Đạo Bí Tự không phải cung cấp cho nhiều người lĩnh hội, rất có thể chỉ có một lần duy nhất. Căn cứ vào ký ức truyền thừa, Trận Đạo Bí Tự còn có rất nhiều huyền bí bên trong tần quân tạm thời chỉ hiểu thấu đáo năng lực nhìn trộm tâm lý cùng bảo trì bản tâm, bất quá hắn cũng không vội, vừa truyền thừa liền lợi hại như vậy, ngày sau có nhiều thời gian sẽ tiếp tục tìm hiểu thấu đáo, đinh. Chúc mừng chủ ký sinh rút đến thiên diện kiểm phổ, thiên diện kiểm phổ, thứ đồ gì, hệ thống, thiên diện kiểm phổ có tác dụng gì? Tần quân ở trong lòng hỏi, na tra điều khiển mây mù phi hành, tốc độ rất nhanh, đoán chừng không cần một nén nhang liền có thể trở lại khu vực đóng quân đeo lên về sau có thể căn cứ vào ý nghĩ của chủ ký sinh cải biến khuôn mặt hệ thống giới thiệu nói bộ dáng nghe rất không tệ nhưng trẫm thế nhưng là tần đế cần phải khiêm tốn sao tần quân lắc đầu cười một tiếng thậm chí ngay cả hứng thú xuất ra thiên diện kiểm phổ đều không có hắn đem ánh mắt đặt ở trên thân thiên giác tên này ghé lên bên trên mây mù lạnh rung rung không có chút nào uy thái của thái ất kim tiên cảnh thật là mất mặt, hắn nhưng là đọc qua rất nhiều nam vực cổ tịch, chưa bao giờ nhìn thấy lịch sử ghi chép từng có tiểu thế giới xuất hiện, chẳng lẽ tầng hoàng giới là yên lặng mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm, trở về để dịch lão đầu tới nhận thân, nói không chừng hai cái kẻ đáng thương bị giam giữ tuế nguyệt đã lâu này chính là bằng hữu, nâng lên dịch lão đầu, tầng quân liền sinh khí, triệu hồi ra cửu linh nguyên thánh về sau, hắn liền để cửu linh nguyên thánh đi tìm dịch lão đầu phiền phức, nhưng tên này tốc độ rất nhanh, phản ứng mau lẹ, trực tiếp chạy trốn, cách nửa ngày cũng không muốn mặc đụng trở về nhận sợ. Một khi tần quân để cửu linh nguyên thánh xuất thủ, hắn liền chạy, thậm chí ngay cả cửu linh nguyên thánh cũng không kịp bắt hắn. Tần quân hoài nghi tên này tuyệt đối là vượt qua thái ức kim tiên cảnh, nhưng lại như là một lão vô lại, hào không điểm mấu chốt, nhìn tới vẫn là có thể sau triệu hồi ra thần ma mạnh hơn, lại tìm dịch lão đầu phiền phức. Cũng may dịch lão đầu tuy rằng ưu thích gây phiền toái, nhưng đối với người đại tần đều coi như hữu hảo, thậm chí thường thường có thể nhìn thấy hắn cùng khất cái bên đường cãi nhau, các loại thô bỉ chi ngôn phun ra, nhưng lại không có động thủ. Đây cũng là nguyên nhân tần quân không để cho thần ma nhóm toàn thể khu trục dịch lão đầu, mà lại hắn có thể cảm giác được từ khi ngưng tụ ra cực viêm ma thần đối kháng lên thượng cổ chi hồn về sau, dịch lão đầu thái độ đối với hắn có thể nói là ân cần đến cực điểm, phản phất như phát xuân, rất nhanh, bọn hắn liền tới về đến hoàng cung, Trải qua hơn ngày, hoàng cung đã trải qua xây xong sơ bộ, Cự Linh Thần Vĩ Nạn đang dựng hoàng cung, dựa theo tiêu chuẩn của Tần Quân, hoàng cung bên trong tầng hoàng giới càng lớn càng tốt. Tại xung quanh hoàng cung lâm thời xây rất nhiều nhà gỗ, chính là chỗ ở của Tần Quân bọn người, bọn họ đều là tu tiên tu yêu, ban đêm tu luyện nạp khí, cho nên đối với trụ sở tạm thời đơn sơ có thể dễ dàng tha thứ, đi đem dịch lão đầu mang tới, sau khi hạ xuống Tần Quân đối với Hoàng Phong Đại Vương ngồi đối diện trên tàn cây hóng mát phân phó nói, Hoàng Phong Đại Vương tốc độ nhanh, chỉ cần dịch lão đầu không tận lực ẩn tàng, hắn liền có thể rất mau tìm đến. Hoàng Phong Đại Vương tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thành thật, thật thật thả người bay đi, tại trong nháy mắt đứng dậy, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Thiên Giác, tuy rằng Thiên Giác nhìn lôi thôi chật vật, nhưng hắn toát ra khí tức thái ức kim tiên cảnh lại không có biến mất, để Hoàng Phong Đại Vương trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới bên trong tầng hoàng giới còn cất giấu người mạnh như thế, nhưng hắn nhìn ra được, thiên giác đã bị cửu linh nguyên thánh chế phục, trái lại là cửu linh nguyên thánh, vẫn phong khinh vân đạm, rõ ràng không có có thụ thương, tên kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, hoàng phong đại vương một bên phi hành một bên trắng răng nghĩ đến, bị người từ vị trí đệ nhất cường giả dưới tay tầng quân dồn xuống, hắn tự nhiên khó chịu, kỳ thực còn có một việc, tầng quân không biết, hoàng phong đại vương trong âm thầm đã khiêu chiến qua cửu linh nguyên thánh kết cục tự nhiên là cửu linh nguyên thánh chiến thắng sau đó hoàng phong đại vương nhìn thấy cửu linh nguyên thánh sắc mặt liền không được tự nhiên có thế tránh liền tránh các ngươi đem hắn dẫn đi tra khảo hỏi ra lai lịch của hắn cùng lai lịch của tiểu thế giới này trong vòng 4 ngày nếu không có kết quả liền xử tử hắn tần quân quay người đối với na tra cùng cửu linh nguyên thánh phân phó nói xong hắn liền quay người hướng bờ sông đi đến hắn dự định thừa dịp vài ngày này thật tốt cảm ngộ trận đạo bí tự na tra cùng cửu linh nguyên thánh gật đầu sau đó dẫn theo thiên giác hướng nơi xa bay đi màn đêm buông xuống tần quân mang theo dịch lão đầu đi vào trong sơn cốc giam giữ thiên giác tần hoàng giới cùng ngoại giới ngày đêm điên đảo bên trong đen ban đêm phía ngoài đại tần vương quốc vẫn là ban ngày tần tiểu tử tiểu thế giới này nhưng thật là không được vững chắc đến không được sáng lập giả tu vị chỉ sợ là cao đến quá đáng dịch lão đầu đi theo bên cạnh tần quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói đoán chừng lại cùng Thánh Đình có quan hệ, dù sao Nam vực trước đây thật lâu chính là thiên hạ của Thánh Đình, đang khi nói chuyện, hắn tận lực quan sát biểu lộ của Tần Quân, nhưng nguyệt quang chiếu rọi xuống, Tần Quân cái gương mặt tuấn tú kia vẫn là bình tĩnh như nước, rất nhanh, bọn hắn liền đi vào trong sơn cốc, vừa vặn nghe được tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương của thiên giác, chỉ gặp hắn bị đính tại trên vách núi đá, lồng ngực dán một tấm bùa vàng, không thể động đậy mà cửu linh nguyên thánh trong tay cầm một cây kim tiên càng không ngừng quất lấy hắn, một roi rơi lên trên người, lôi điện đang xen, thấy để tần quân đều cảm giác đau, ngươi biết hắn không? Hắn gọi là thiên giác, tần quân chỉ thiên giác hướng dịch lão đầu hỏi, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp dịch lão đầu biểu lộ ngưng kết, cả người phản phất như đóng băng, chẳng lẽ còn thật nhận biết, tần quân kiêu mi nghĩ đến, đúng thật là cùng người thiên nhai lưu lạc, một đôi tốt cơ bị chia rẽ trấn áp lên vạn năm, bệ hạ, có thể hay không thả hắn xuống tới. Dịch lão đầu cắn răng hỏi, ánh mắt vô cùng phức tạp, phản phất như lâm vào trong hồi ức bi thương, có ý tứ, tần quân cười nói, cửu linh nguyên thánh, thả hắn xuống đi. Cửu linh nguyên thánh tự nhiên đã sớm chú ý tới hai người bọn họ đến, hắn đem kim tiên thu nhập vào trong tay áo, sau đó tay phải vung lên, bồ vàng trên lồng ngực thiên giác liền hóa thành cho tàn, thân thể trực tiếp rơi xuống. Dịch lão đầu dạo bước đi đến trước mặt thiên giác, nhìn xuống hắn, hắn đưa lưng về phía nguyệt quan để cho người ta thấy không rõ nét mặt của hắn thiên giác vẫn như cũ co ro run rẩy không dám ngẩng đầu lên thiên giác ngươi còn nhận ra bản hoàng sao dịch lão đầu âm thanh cùng bình thường hoàn toàn khác biệt lạnh lùng vô cùng bản hoàng tần quân nhướng mày hắn bỗng nhiên nhớ lại thời điểm vừa mới gặp dịch lão đầu dịch lão đầu cũng tự xưng mình như thế chẳng lẽ dịch lão đầu trước kia là hoàng đế nếu thật là như thế cái kia tần quân đối với hắn càng để bụng hơn đế vương tâm, khó mà phỏng đoán, mà lại là một khi leo lên đế vị sẽ rất khó dứt bỏ, dịch lão đầu như thế cuốn lấy hắn, có lẽ là đang ngấp nghé gian sơn của hắn, thiên giác như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc, hắn chật vật ngẩng đầu lên nhìn lại, trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao có thể, thật là ngài, làm sao có thể, ngài không phải là đã. Thiên giác ngẩng đầu nhìn được khuôn mặt lão dịch đầu về sau liền dọa đến vội vàng bò lui lại, cả người kinh hoảng tựa như thấy quỷ một dạng. Cửu Linh Nguyên Thánh lấy một loại ánh mắt xem kỹ nhìn về phía dịch lão đầu, tại bên trong đại tầng, người hắn kiên kỵ nhất chính là dịch lão đầu, lão gia hỏa này thâm bất khả trắc, dịch lão đầu nhìn xuống hắn, chậm rãi mở miệng nói, bản hoàng không chết, chỉ là bị vây khốn trên vạn năm, trên vạn năm sao mà dài, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, phản phất như chỉ là một cái con số đơn giản như vậy, thiên giác toàn thân rung lên, ngay sau đó hắn bỗng nhiên ôm đầu hét thảm, chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Tần quân thấy mặt danh kỳ diệu, chẳng lẽ tên này không phải là đang trang bức, thật là bị mất trí nhớ. Lúc này, dịch lão đầu đột nhiên nhô ra tay trái, nắm vào trong hư không một cái, vậy mà đem thái ất kim tiên cảnh lục tần thiên giác cách không tóm lên lơ lửng ở giữa không trung, một màn này thấy để tần quân ba người nhíu mày, hừ. Ngươi quả nhiên là hồ đồ rồi, dịch lão đầu hừ lạnh một tiếng, một cổ khí thế bá đạo tuyệt luân từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cả kinh tần quân lùi lại sau mấy bước. Na Tra lui lại một bước, cửu linh nguyên thánh thì thân hình rung lên, thật mạnh, tần quân nheo mắt lại, dịch lão đầu nghiêm túc đơn giản tưởng như hai người, từ biểu lộ của cửu linh nguyên thánh cũng có thể thấy được, hắn mạnh bao nhiêu, chỉ gặp dịch lão đầu trên trán thiên giác điểm một cái, trong chốc lát, thiên giác liền trừng to mắt, đồng tử thích chặt, sóng gió vô hình hướng bốn phía quét sạch mà đi, thổi đến tần quân hắc bào loạn vũ, a a a a, thiên giác phát ra tiếng gầm thét cực kỳ bi thảm, để da đầu mọi người tê dại ngay sau đó dịch lão đầu tay trái hất lên thiên giác đáng thương liền nện ở trên vách đá máu tươi từ trong miệng hắn vẫy ra thống khổ cực kỳ thanh tĩnh rồi sao dịch lão đầu ngữ khí dày đặt hỏi tên này xuất thủ so với cửu linh nguyên thánh còn hung ác hơn xem ra bọn hắn không phải là quan hệ thân thích tần quân tự mình đoán mò lấy thiên giác run rẩy đứng dậy quỳ bái dịch lão đầu ngữ khí hoảng sợ nói tham kiến ma hoàng ma hoàng tần quân trừng to mắt trong lòng gọi thẳng nằm rảnh. Hắn từng nhìn qua trong cổ tịch có ghi chép tới ma hoàng, nghe nói nam vực hàng vạn năm trước, ma đạo hoành hành, thời điểm đương thời có một vị ma hoàng chính là nam vực đệ nhất nhân, khi đó còn không có thánh triều, thẳng đến khi ma hoàng biến mất, chính đạo mới thừa dịp cơ hội ngoi lên, thánh triều cũng lặng lẽ vùng dậy, đây cũng là nguyên nhân bây giờ ma đạo mạnh hơn chính đạo, nhưng vẫn như cũ không dám vượt biên qua, bởi vì thánh triều không thích ma đạo, nguyên lai thân phận lão già này trâu như vậy. Tần quân nghẹn họng nhìn trân trối nghĩ đến, hắn rất khó đem dịch lão đầu bộ dạng cà lơ phất phơ cùng ma hoàng đã từng quát tháo nam vực liên hệ với nhau. Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Na Tra mặc dù không có lý giải ma hoàng, nhưng khi nghe cái tên này liền biết khó lường. Về sau đừng gọi ta là ma hoàng, về sau ngươi cùng ta cùng một chỗ vì tần đế hiệu lực. Dịch lão đầu quay người chỉ tần quân cười nói, lão già này còn cố ý hướng tần quân nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt phá hủy hình tượng uy vũ vừa rồi của hắn. Cái này khôi phục trí nhớ thiên giác theo bản năng muốn cự tuyệt, không có cách, tần quân quá yếu, ngay cả địa tiên cảnh đều không có đạt tới, hắn một ngón tay đều có thể nghiền chết tần quân, hử. Dịch lão đầu liếc mắt nhìn hắn, trong mắt sát cơ để hắn khắp cả người lăng hàng, không dám nhiều lời, liền vội vàng hướng tần quân dập đầu, tần quân thấy liền cho mày, dịch lão đầu là chân tâm thực ý, hay vẫn là có ẩn ý gì khác. Muốn đem thiên giác đánh vào trong đại tầng, ngày sau lại mưu phản, thân là đế hoàng, tần quân không thể không đa nghi tần tiểu tử tên này là một tên thủ hạ năm đó của ta ngươi có cái gì muốn hỏi liền tùy tiện hỏi dịch lão đầu quay đầu hướng tần quân cười nói lần nữa khôi phục bộ dáng du côn na tra cùng cửu linh nguyên thánh nhìn về phía hắn ánh mắt hoàn toàn khác biệt lão nhân này thật vô cùng mạnh tần quân gật đầu sau đó bắt đầu hỏi thăm thiên giác tỉ mỉ nghĩ lại dịch lão đầu khả năng thật không có muốn nhúng chàm đại tần vương quốc nếu không lúc trước vừa ra tới hắn liền có thể đem tần quân cùng thủ hạ thần ma nhóm toàn bộ giết chết. Phải biết rằng tần quân lúc trước còn không có triệu hoán đến thái ức kim tiên cảnh cường giả liền gặp dịch lão đầu. Dịch lão đầu lúc đó còn giúp hắn bức bách qua thâm uyên môn. Đáng tiếc tiểu trúc long đã bị một thế lực thần bí mang ra khỏi nam vực, để tần quân không thể làm gì khác. Khôi phục trí nhớ về sau, thiên giác liền thành thành thật thật trả lời tất cả những vấn đề của tần quân. Nguyên lai tần hoàng giới trước kia chính là một chỗ cấm địa nổi danh, tên là địa khư, thường thường sẽ có tu sĩ xâm nhập mạo hiểm thiên giác cũng là một cái trong số đó nhưng bỗng nhiên có một ngày tiểu thế giới này bỗng nhiên bạo động cửa ra vào bị phong bế thiên giác không cách nào chạy ra cũng chỉ có thể ở bên trong địa cư sinh hoạt tu hành hy vọng một ngày nào đó có thể ra ngoài một lần ngẫu nhiên hắn phát hiện được trận đạo bí tự dưới kinh hỷ liền muốn lĩnh hội không ngờ lại bị trận đạo bí tự đã thương hồn phách trí nhớ tiêu tán thậm chí còn chạm vào cấm chế trong sơn động từ đó bị cầm tù. Nói như vậy, ngươi với địa khư này hiểu rõ cũng không sâu. Tần quân nhíu mày hỏi, thiên giác cười thảm gật đầu, lòng tham lúc trước khiến cho hắn bị giam gần 10.000 năm, quả nhiên là bất hạnh, ta trước kia cũng từng nghe nói qua địa khư, nhưng cũng không để ý. Dịch lão đầu vào đầu nói ra, câu nói này không thể nghi ngờ là nói rõ, địa khư cũng chính là tần hoàng giới bây giờ so với hắn tồn tại thời gian còn muốn lâu hơn chẳng lẽ lại thật là cùng thượng cổ thánh đình có quan hệ, thời kỳ thượng cổ khoảng cách với hiện tại trên lệch vài vạn năm, con số cụ thể bao nhiêu, không người biết được, mà dịch lão đầu thời điểm phong quan, thì thánh đình lúc ấy đã là truyền thuyết, về phần hắn vì sao biết được cơ vĩnh sinh cùng vận mệnh chi luân, vậy thì không được biết, bởi vì hắn không từ phương diện này lộ ra chân tướng, thôi, tần quân phất tay áo bỏ đi, tâm tình rất phiền muộn, không có hỏi gì nữa, đương nhiên, thiên giác nếu thật nghe lời của dịch lão đầu ném bái hắn cũng không tệ nhất tôn cường giả thái ất kim tiên cảnh lục tầng nhưng rất khó được nếu như tăng thêm hắn tần quân thủ hạ cường giả thái ất kim tiên cảnh liền có ngũ tôn na tra hoàng phong đại vương thường nga cửu linh nguyên thánh về phần dịch lão đầu tần quân còn không cách nào hàng phục được hắn lão già này nhìn như muôn ôm hắn đùi nhưng tần quân cũng không yên lòng để hắn làm việc có trời mới biết hắn có thể hay không lại chọc ra cái sọc gì Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Na Tra liếc nhìn nhau, song phương đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, không nghĩ tới tình thế lại diễn biến thành cục diện như bây giờ. Hy vọng ngươi không có hai mặt. Cửu Linh Nguyên Thánh liếc nhìn Thiên Giác nói ra, nói xong liền cùng Na Tra đuổi theo bước chân Tần Quân. Thiên Giác bị hắn thấy toàn thân run rẩy, nhìn ngươi chút tiền đồ này, còn có thể sợ hãi như thế sao? Dịch lão đầu nhất cước đá lên trên cái mông của Thiên Giác mắng, thật làm cho hắn mất mặt. Bất quá trong lòng hắn vẫn rất cao hứng, có lẽ trên đời này đã chỉ còn lại có thiên giác một cái quen biết cũ như thế hắn quá kinh khủng thiên giác ủy khuất nói vừa nghĩ tới kinh lịch khủng bố bị cửu linh nguyên thánh một thanh nuốt mất hắn liền rùng mình tâm sinh ra hàn khí dịch lão đầu như có thâm ý cười nói xác thực rất lợi hại cho dù là chúng ta thời đại kia cũng không có dạng đại yêu kinh thiên như thế này chính chính là cực số cửu đầu sư tử rõ ràng lai lịch bất phàm chí ít dịch lão đầu cho rằng cửu linh nguyên thánh cùng thánh đình có quan hệ thánh đình chiến thần trong truyền thuyết thế nhưng là có không ít chủng tộc phụ thuộc thời gian nhất chuyển thời gian năm ngày liền vội vã đi qua một ngày này là thời điểm tần quân sẽ khởi hành tiến về quan thiên đại hội trước ngọc quan thành đám người thân tín của tần quân đều đến đây tiễn biệt đắc kỷ cùng du phượng hoàn toàn là lưu luyến không rời tần quân thường nga cửu linh nguyên thánh cùng dịch lão đầu đứng tại trước mặt mọi người na tra thì mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn lấy bọn hắn nguyên bản kế hoạch là để na tra cùng đi nhưng cửu linh nguyên thánh cùng thiên giác xuất hiện cải biến kế hoạch cửu linh nguyên thánh thế nhưng là thái ất kim tiên cảnh đỉnh phong có hắn tại càng có thế bảo hộ tần quân an toàn mà thiên giác lại có thực lực thái ất kim tiên cảnh lục tầng. cũng đã ném bái tần quân nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra hắn vẫn là lưu lại lực lượng có thể bảo hộ na tra thêm hoàng phong đại vương nhất định có thể nhẹ nhõm trấn áp thiên giác thậm chí đề phòng ngưu ma vương xâm lấn chuyến này ngươi nhất định phải cẩn thận đắc kỷ nắm tay tần quân không thả mặt mũi tràn đầy lo âu và không bỏ du phượng hoàng cũng là biểu lộ như thế dù sao tần quân lần này nhưng là muốn đi thánh triều các nàng đối với thánh triều hiểu rõ một mực dừng ở trong truyền thuyết yên tâm đi chờ lấy trẫm từ bên trong miệng ức vạn người tỏa ra huy hoàng đi tần quân cười nói một câu nói làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào lý nguyên bá hét lên bệ hạ mang ta theo đi song chùa y của ta thế nhưng là rất lợi hại a à. Thôi đi, còn không bằng mang ta theo, tam muội chân hỏa của ta ai có thể cản. Hồng Hài Nhi đi theo kêu gào nói, viên hồng cùng lôi chấn tử thì mặt mũi tràn đầy sụp sịt, bọn hắn đã từng là tồn tại đi theo tầng quân chinh chiến tứ phương, nhưng bây giờ chỉ có thể lưu lại thủ vệ đại tầng, không chỉ có là hắn, mà những thần ma còn lại cũng là như thế, phần lớn người đều đã từng đảm nhiệm chức vị đệ nhất nhân dưới tay Tần quân, bây giờ bị hất ra, trong lòng bọn họ liền là trăm mối cảm xúc ngổn ngang bác tiên đứng tại sau lưng thái bạch kim tinh thì mặt mũi tràn đầy phức tạp tần quân thủ hạ cường giả như vân bọn hắn tuy rằng địa vị cũng cao nhưng cuối cùng cũng tính không được đỉnh phong bọn hắn chỉ có thể thề nỗ lực vì tần quân cống hiến sức lực đổi mới ấn tượng của tần quân đối với bọn hắn trước đó tần quân đã chế định kế hoạch chinh phạt đối với vương quốc yêu cầu chỉ có một chính là đem hoàng đế các vương quốc toàn bộ bắt sống tốt nên khởi hành tần quân phất tay cười nói thời khắc chuẩn bị quay người chợt thấy vọng Tuyết sau lưng đắc kỷ biểu lộ muốn nói lại thôi, hắn không khỏi nghiêng đầu cười nói, "Vọng cô nương, đợi khi trẫm trở về, chính là thời điểm nạp ngươi làm phi, ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng a." À, nếu là ngày trước, Vọng Tuyết khẳng định sẽ thẹn thùng, nhưng bây giờ lại không có, tóc như tơ bạc tung bay theo gió, bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy quan tâm chi sắc, nàng khẽ trắng răng nói, "Chỉ cần bệ hạ bình an trở về, thiếp thân nguyện ý phục thị bệ hạ." Tần Quân ngẩn người, không nghĩ tới nàng vậy mà đáp ứng. Vọng tuyết khái niệm đối đãi với tình cảm có chút phòng vệ, nam nhân nàng hướng tới chính là chỉ ưa thích một mình nàng, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nàng một mực trốn tránh tần quân, cho dù cha nàng vọng diễm một mực khuyên bảo, nàng cũng không có đáp ứng, nhưng lần này nàng lại dở xuống khúc mắt đáy lòng, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì tần quân chuyến này quá mức nguy hiểm, người ngoại giới đều đang chê cười tần đế không biết sống chết, nếu là tiến về thánh triều, hắn khẳng định phải chết không thể nghi ngờ biết rõ trong núi có hổ, còn đi lên núi, tần quân nhìn vọng tuyết vứt ra một cái tiếu nhãn liền thả người vọt lên, thường Nga, cửu linh nguyên thánh cùng dịch lão đầu theo sát phía sau, cửu linh nguyên thánh tay phải khẽ vẫy, yêu phong đánh tới, trong nháy mắt liền bao khỏa hắn cùng tần quân ba người, hư một tiếng, bọn hắn liền biến mất ở trong ánh mắt của mọi người, hy vọng bệ hạ chuyến này bình an. Lưu bá ôm thở dài nói, thái bạch kim tinh vuốt trâu cười nói, các ngươi lo lắng cái gì, ta đã tính qua bệ hạ chuyến đi này không phải kiếp nạn mà là kỳ ngộ về mặt toán mệnh gia các lượng cùng lưu bá ôn chắc chắn không bằng thái bạch kim tinh bọn hắn tính không được mệnh của tần quân cho nên nghe thái bạch kim tinh nói thế bọn hắn đều có chút kinh ngạc thái bạch kim tinh tuy rằng tu vị chỉ là thiên tiên cảnh nhưng bản lĩnh toán mệnh lại là mạnh ngoại hạng đám người cũng bị lời nói của thái bạch kim tinh trấn an lại liên tưởng đến sự cường đại của cửu linh nguyên thánh Thánh Triều cho dù chơi âm mưu quỷ kế cũng không làm được chuyện gì, huống chi Tần Quân luôn luôn giấu ác chủ bài. Trong yêu phong, Tần Quân lắc lắc cái cổ, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Sứ giả Thánh Triều trước đó đã đưa tới Ngọc Giảng bên trong ghi chép cách tiến về Thánh Triều, nghe nói tại bên trong vô tận núi rừng tọa lạc một điểm truyền tống thông hướng Thánh Triều. Thánh Triều tồn tại ở trên không nam vực một vị trí nào đó, tồn tại tương đương với tiểu thế giới. Nếu như không thông qua điểm truyền tống đó, là không thể nào tiến vào thánh triều đồng thời trong ngọc giảng còn ghi chép sự tình liên quan tới quan thiên đại hội quan thiên đại hội chính là đại sự kiện của toàn bộ nam vực trăm năm một lần toàn bộ nam vực mỗi một cái vực thiên tài đều được ví như một cái thiên ngoại tinh thần cụ thể như thế nào tần quân tạm thời không biết được duy nhất biết được là quan thiên đại hội ý nghĩa cực lớn không phải đỉnh cấp thiên tài là không thế tham dự quan thiên đại hội khen thưởng cực kỳ phong phú đương nhiên đối với tần quân đã quyết định cùng thánh hoàng là địch tới ma nói không đáng giá được nhắc tới hắn để ý là quan thiên đại hội quá trình nghe nói mỗi một vị thiên tài tham gia quan thiên đại hội đều nhận được thu hoạch khó có thể tưởng tượng sau khi kết thúc đại hội cả đám đều trên diện rộng mạnh lên khiến cho quan thiên đại hội ở trong mắt thánh triều cùng các đại thế lực nam vực trở thành chạm tay có thể bỏng trăm năm một lần mà con là thiên tài hào nói không quá khoa trương mỗi người cả đời liền chỉ có một lần cơ hội mà lại cơ hội này phải từ trong vô số nhân trung trổ hết tài năng. Tần quân đối với quan thiên đại hội hiểu rõ chỉ có những cái này, hết thảy còn phải chờ đến tiến vào thánh triều về sau mới tìm hiểu được. Bệ hạ là đang suy nghĩ đến vấn đề nạp phi hay sao mà cười đến vui vẻ như vậy. Thường Nga bỗng nhiên mở miệng hỏi, tuy rằng âm thanh hoàn toàn lành lạnh như trước đây, nhưng nàng lời nói lại để tần quân kinh hỉ. A, à, ngươi là đang ghen tị sao? Tần quân nháy nháy mắt, sau đó chân thành nói, làm sao có thể, trẫm chính là đế hoàng muôn đời có thể nào trầm mê ở bên trong ôn nhu hương đáng tiếc thường nga không tiếp tục trả lời hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn ánh mắt bình tĩnh như nước tần quân bị nhìn đến chột dạ xoa trẫm vốn là không nghĩ tới sự tình nạp phi tại sao lại chột dạ như vậy tần quân bình phục tâm tình cùng thường nga đối mặt bốn mắt nhìn nhau hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương bầu không khí có chút quỷ dị uy 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 bên cạnh còn có người đấy các ngươi đừng như vậy, ban ngày ban mặt a, à, Dịch lão đầu tức thời phá hư bầu không khí, mặt mũi tràn đầy nụ cười cổ quái, hắn lúc này bộ dáng quả thật rất cần ăn đòn. Cửu Linh Nguyên Thánh thì nhắm mắt dưỡng thần, cho dù không dựa vào con mắt, hắn cũng có thể tìm đúng phương hướng, lấy tốc độ của yêu phong, nửa ngày liền có thể đuổi tới điểm truyền tống lên thánh triều. Khụ khụ, Tần Quân giả khục một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, cũng không biết là tu vị trên lệch hay vẫn còn là nguyên nhân khác, cùng thường nga đối mặt, tần quân tâm bất tranh khí liền cùng loạn lên sau đó hắn nhằm chán xuất ra thiên diện kiểm phổ thưởng thức thiên diện kiểm phổ như là một trương vải trắng bóng loáng nõn nà thiếp ở trên mặt liền có thể tùy ý biến hóa khuôn mặt tính toán ra gần nhất ngẫu nhiên rút thưởng đều có chút mạnh sai ý người lần trước thời điểm tìm thấy thường nga lấy được ngẫu nhiên rút thưởng thậm chí còn không bằng thiên diện kiểm phổ nhìn thấy tần quân đeo lên thiên diện kiểm phổ không ngừng biến hóa khuôn mặt dịch lão đầu lập tức cảm thấy hứng thú vội vàng hướng tần quân mượn tới chơi đùa, liền ngay cả thường Nga cùng cửu linh nguyên thánh cũng tò mò nhìn chằm chầm thiên diện kiểm phổ. Bọn hắn phát hiện tần quân đeo lên vật này về sau, khí tức cũng đi theo cải biến, cái này cũng thật khó lường. Đêm khuya, có thể thay đổi khuôn mặt, còn có thể thay đổi khí tức, kỳ vật dạng này nói không chừng ở lúc mấu chốt tác dụng có thể trở thành cây cỏ cứu mạng hắn nha. Tần quân còn không có hiện ra hiệu quả cải biến khí tức của thiên diện kiểm phổ, bởi vì thiên diện kiểm phổ không phải là hoàn toàn cải biến, mà chỉ là hơi hơi biến hóa, nhưng đối với người có thần thức cường đại tới mà nói chẳng khác nào là lừa dối trí mạng, bệ hạ, đây chính là bảo vật tốt, phải cất giấu cẩn thận a. À. Cửu Linh Nguyên Thánh như có thâm ý nói, nghe được để tần quân ngẩn người, sau đó lập tức đem thiên diện kiểm phổ từ trong tay dịch lão đầu đoạt lại, cũng mắng, cút sang một bên, bảo bối của trẫm chớ bị ngươi vấy bẩn, móa, dịch lão đầu bạo thô một câu, cái chữ này vẫn là từ tần quân học được, hắn hiện tại ngay tại lúc này cũng chỉ có thể sử dụng chữ này đến biểu đạt tâm tình. Tuy rằng bị tần quân ghét bỏ, nhưng hắn cũng không dễ làm, chỉ có thế đứng ở phía sau phụng phiệu. Hắn cũng biết tần quân bởi vì sự tình thượng của chi hồn đến nay vẫn còn ký hận hắn, cho nên chỉ có thể nhẫn. Cửu Linh Nguyên Thánh thì rất ngạc nhiên, dịch lão đầu rõ ràng rất mạnh, tại sao lại nhẫn nhịn tần quân, chẳng lẽ có cái bí mật gì đó không thể cho ai biết, một đường không nói nữa rất nhanh, bọn hắn liền bay qua quần sơn Giang Hà, rời xa vết chân. Trên đường tiến về Thánh Triều cần phải xuyên qua vùng đất không có dấu chân con người, yêu thú ngang dọc, hung hiểm vạn phần. Đương nhiên đối với tần quân bọn người tới mà nói căn bản không phải vấn đề. Án chiếu lấy ngọc giảng chỉ thị, ở trong vùng rừng núi này trên đỉnh ngọn núi cao nhất, chính là tiết điểm thông hướng Thánh Triều. Lâu dài có binh lính Thánh Triều đóng giữ, mà không phải là muốn vào liền có thể tiến vào. Hưu, tần quân bỗng nhiên chú ý tới nơi xa truyền đến tiếng xé gió hắn thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ gặp một vệt cầu vòng chạy nhanh đến mặc dù tốc độ kém xa cửu linh nguyên thánh nhưng uy thế ngược lại là bức người xem chừng có tu vị địa tiên cảnh chẳng lẽ cũng là người tiến về thánh triều tần quân nghĩ đến như vậy nhưng hắn cũng không thèm để ý hắn mục tiêu của chuyến đi lần này là quan thiên đại hội người không có phận sự không cần để ý không bao lâu bọn hắn liền thấy được tòa ngọn núi cao nhất kia tựa như một cây trụ kình thiên thông thiên triệt địa từ trong rừng cây toát ra đâm thẳng nhập mây tần quân bốn người tại yêu phong bao bọc nhanh chóng vọt vào trong mây không bao lâu tần quân liền nhìn thấy tên tu sĩ địa tiên cảnh lúc trước kia bay tới hắn nhíu mày lẩm bẩm nói yêu khí thật là lớn cửu linh nguyên thánh yêu phong tốc độ cực nhanh hắn lúc trước không có phát hiện tần quân bọn người xích lại gần về sau mới cảm giác được yêu khí cùng lúc đó tần quân bốn người liền rơi lên đỉnh núi nơi này có bốn tên binh sĩ ngân giáp trông coi bọn hắn đều có tu vị thiên tiên cảnh xếp bằng ở trước một cái truyền tống môn do bạch ngọc thạch xây thành người đến là người phương nào bốn tên binh lính ngân giáp đứng dậy hỏi bọn hắn ánh mắt cảnh giác nhìn qua cửu linh nguyên thánh sau lưng tần quân thánh triều bài xích yêu tộc nhất là yêu vương cường đại yêu thú nhỏ yếu thì bị thánh triều biến thành nô lệ súc sinh tới đối đãi trẫm chính là tần đế Tần quân ngữ khí lạnh nhạt nói, thậm chí không có hành lễ, nếu là hành lễ, chẳng phải là muốn cho người trong thiên hạ chê cười hắn sao. Lời vừa nói ra, bốn tên binh lính ngân giáp liền trừng to mắt, trong mắt đều là vẻ không dám tin tưởng. Bọn hắn trong nháy mắt liền kinh sợ, người có tên cây có bóng, tần đế thanh danh để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nguyên lai là tần đế, chúng ta trước vì ngươi mở ra truyền tống môn. Một tên ngân giáp binh lính trong đó vội vàng nói, sự tình tần đế tiến vào thánh triều tham dự quan thiên đại hội đã huyên náo xôn xao mặc dù đại bộ phận người đều cho rằng tần đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng đó cũng là sự tình sau khi vào quan thiên đại hội hiện tại đối mặt với tần quân bốn tên ngân giáp binh lính cũng không khỏi run rẩy lên về phần tính chân thực bọn hắn cũng không có hoài nghi bởi vì sau lưng tần quân hai người một yêu kia khí tức thâm bất khả trắc người nào không biết tùy tùng bên người tần đế đều là tuyệt thế cường giả nhất đẳng nhìn thấy bốn tên ngân giáp binh lính ngoan ngoãn thôi động truyền tống môn tần quân liền lộ ra vẻ hài lòng chí ít không có phát sinh ác tục kiều đoạn mắt chó coi thường người khác lúc này tên tu sĩ địa tiên cảnh tần quân nhìn thấy lúc trước cũng rơi xuống đất ánh mắt của hắn rơi lên trên người bọn người tần quân liền nhướng mày hắn cũng nhìn ra tần quân đám người bất phàm những người này đến cùng là lai lịch ra sao hắn một thân hắc bào dáng người hơi có vẻ không lưng tựa như lão nhân trong lòng nghi ngờ nghĩ đến cước bộ vô ý thức lui lại, cùng tần quân bọn người kéo dài khoảng cách. Tần quân quay đầu liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười, hắn tự cho là rất rực rỡ, nhưng lại để hắc bào nhân trùng mình. Rất nhanh, truyền tống môn thông hướng thánh triều liền được thôi động, một tên ngân giáp binh lính khẩn trương nói, truyền tống môn đã chuẩn bị tốt, ngài có thể tiến vào. Tần quân đạm mạc gật đầu, sau đó mang theo cửu linh nguyên thánh, thường Nga cùng dịp lão đầu đi vào bên trong truyền tống môn, đợi bọn hắn sau khi rời đi, Bốn tên ngân giáp binh lính vừa rồi mới trầm tĩnh lại, bọn hắn lần nữa nhìn về phía hắc bào nhân, sắc mặt trong nháy mắt uy nghiêm, trầm giọng quát, người đến là người phương nào, trước sau tương phản để hắc bào nhân khóe miệng co giật một cái. Nhưng bốn tên ngân giáp binh lính đều có tu vị thiên tiên cảnh, đều là mạnh hơn hắn, khiến cho hắn không dám lỗ mãn, đành phải đàng hoàng nói, ta chính là viên cương của hàng hà hoàng triều. Cộc, tần quân đi ra khỏi truyền tống môn, cường quan thối lui về sau, để hắn trợn mắt nhìn đi, ngạc nhiên phát hiện chung quanh mây mù lượn lờ, dưới chân hắn là một phi đảo treo lơ lửng giữa trời, binh lính phía trước trấn giữ, bên cạnh còn có tám phiến truyền tống môn, tu sĩ ra ra vào vào, thả mắt nhìn đi, có thể nhìn thấy được từng tòa phi đảo nổi bồng bềnh giữa không trung, thiên là gần như vậy, phản phất như đưa tay liền có thể chạm vào, mau tới đây đăng ký thân phận, cách đó không xa một tên binh lính đối với tầng quân bọn người tức giận quát mắng, rõ ràng rất không có kiên nhẫn mỗi ngày muốn tiếp đãi hàng ngàn hàng vạn tên tu sĩ đến từ vương quốc, hoàng triều, hắn tự nhiên sẽ bực bội, tần quân sắc mặt bình tĩnh đi đến, trong lòng tràn đầy cảm thán, không hổ là thánh triều, mỗi cái phương hướng đều có thể cảm nhận được những khí tức khủng bố phô thiên cái địa, tại bên trong thánh triều, thiên tiên cảnh chỉ là sĩ quan hạ cấp, mà tại hoàng triều lại là thánh thượng, có thể thấy được thực lực có bao nhiêu trên lệch, dịch lão đầu đánh giá chung quanh, trong miệng lẩm bẩm nói, chật chật, tiểu thế lực lúc trước cũng có thể trưởng thành đến mức này thánh triều nghe thật là uy phong tại hắn thời đại kia toàn bộ nam vực đều lấy hắn vi tôn căn bản không có thánh triều tồn tại đi đến trước mặt tên binh lính kia tần quân liền xuất ra ngọc giảng lúc trước sứ giả thánh triều ban tặng tên lính kia vừa nhìn thấy bộ ngọc giảng này thậm chí còn chưa dùng thần thức đi điều tra liền hoảng sợ quỳ xuống đại đại nhân mời ngài vào tên binh lính này sợ hãi nói lên không dám nhìn tới con mắt tần quân một màn này để tu sĩ cùng binh lính chung quanh một trận xôn xao vị công tử kia là thân phận gì chật chật gã thiếu niên này lai lịch bất phàm a à. bộ ngọc giảng kia là ngọc giảng đại biểu cho ý chỉ của thánh hoàng sao chẳng lẽ hắn là khách quý thánh hoàng mời tới đoán chừng hắn bản thân liền là con cháu đại quan của thánh triều chỉ là xuống hạ giới du lịch một phen các tu sĩ nghị luận ầm ĩ không ít nữ tu trẻ tuổi ánh mắt nhìn về phía tần quân liền nóng trực lên tại thánh triều quan hệ là lớn nhất nếu như trèo lên cây đại thụ này, liền ngàn năm vô ưu, tần quân thu hồi ngọc giản, hắn cũng không nghĩ tới chỉ là xuất ra ngọc giản liền có thể tạo ra tác dụng lớn như thế, xem ra thánh hoàng đối với hắn thật là để ý. Sau đó tần quân đám người cùng binh lính gặp thoáng qua, liền tiến về là một phiên chợ nhỏ, có không ít tu sĩ đang gào to, trống. Đúng lúc này, một đạo tiếng gầm gừ kinh thiên truyền đến, đinh tai nhức óc vô cùng, tần quân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu hỏa điểu vô cùng to lớn từ trong đám mây dương cánh bay vọt mà lên. Dương cánh phản phất như muốn già thiên, nhấc lên cùng phong thậm chí gợi lên phi đảo dọc đường, cùng phong gào thét, thổi đến tần quân phải lấy cánh tay che mặt lại. Thần thú chu tước, tần quân nheo mắt lại, bàn đại hỏa điểu xông lên vân tiêu rõ ràng là chu tước, so với bảo hộ thần của Nam Trắc Hoàng Triều còn muốn to lớn hơn, những nơi nó đi qua, nhiệt độ cao quét sạch, để đại bộ phận tu sĩ mồ hôi nóng tuôn ra. Làm sao lại xuất hiện một con chu tước? Ngạc nhiên cái gì? Tại bên trong thánh triều còn có rất nhiều thần thú a, thậm chí còn có Long đây, thật hay giả, thánh triều lợi hại như vậy sao? Thánh triều đối với thần thú khống chế rất nghiêm ngặt, mục đích chính là khống chế hoàng triều, không có có thần thú, vương quốc là không thể nào tấn cấp hoàng triều. Trên phi đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, những lão nhân đến thánh triều nhiều lần kia lúc này liền biểu hiện ra cảm giác ưu việt, Tần Quân đem những âm thanh này nghe lọt vào trong tai hắn lúc này mới giật mình, trách không được thần thú khó tìm như vậy, nguyên lai đều bị thánh triều thu tập, quả nhiên là hảo giả tâm, bất quá hắn nếu là thánh hoàng, đoán chừng cũng sẽ làm như vậy, thượng vị giả luôn luôn chèn ép thủ hạ, để tránh thủ hạ uy hiếp được mình, huống chi là phụ chúc quốc trên dưới, chu tước bay rất nhanh, song xí chấn động liền biến mất ở điểm cuối cùng thiên không, thời điểm rời đi có nên bắt mấy con thần thú hay không? Tần quân cười tủng tỉm nói, Tứ thần tông những cái hài đồng cùng bạch mảnh hổ người mang huyết mạch thần thú kia tạm thời cũng không có cách nào giác tỉnh huyết mạch, mà giác tỉnh thạch lại bị hệ thống lấy đi, đám người này tương đương với chỉ có thể làm thiên tài đến nuôi nấng. Dịch lão đầu biểu môi nói, thần thú thôi có gì hay, thần thú trong mắt hắn cùng yêu thú không có gì khác biệt, chỉ là nhiều hơn một chút khí vận mà thôi. Bây giờ hắn đã không phải là ma hoàng đối với khí vận sớm coi trọng như vậy, tần quân không thèm để ý tới hắn, mà là tiếp tục đi về phía trước dựa theo ngọc giảng của thánh hoàng nhắc nhở tiếp xuống hắn phải đi đến thánh thành báo danh đến lúc đó sẽ có người đặc biệt chiêu đãi hắn sau đó yên lặng chờ đợi quan thiên đại hội khai mạc kỳ thực thánh hoàng thậm chí còn muốn cho người trực tiếp đem tần quân tiếp vào thánh thành nhưng nghĩ đến dạng này sẽ có phần cổ quái cho nên đành phải thôi tiến vào phiên chợ về sau tần quân liền để cửu linh nguyên thánh đi hỏi thăm thánh thành đi hướng nào hắn bỗng nhiên chú ý tới chung quanh có rất nhiều ánh mắt nóng trực tập trung ở trên người thường nga Nguyệt thần thân ảnh khuynh quốc khuynh thành, phàm phu tự nhiên gánh không được, thường nga hừ lạnh một tiếng, tu sĩ nhìn nàng chằm chằm chỉ cảm thấy ở ngực khí huyết cuồn cuộn, thần hồn chấn động, vội vàng thu hồi ánh mắt, âm thanh hít vào khí lạnh từ chung quanh liên tiếp truyền đến, rất rõ ràng các tu sĩ cũng không nghĩ tới tên tuyệt sắc nữ tử này lại có tu vi như thế, Dịch lão đầu hùng hùng hổ hổ nói, nhìn cái gì mà nhìn, cẩn thận ta đào tròng mắt của các ngươi, tên này không cố kỵ chút nào, trực tiếp chửi ầm lên lập tức chọc giận không ít người thường nga bọn hắn không thể trêu vào nhưng với một cái lão khất cái bọn hắn sẽ sợ sao thối ăn mày miệng sạch sẽ một chút có tin ta hay không ta đánh chết ngươi hừ người dạng này cũng xứng vào thánh triều từng tên từng tên tu sĩ tức giận mắng nếu không có cân nhắc đến phi đảo cấm đoán tư đấu dịch lão đầu chắc chắn đã bị vây công dịch lão đầu không tim không phổi móc lấy lỗ mũi mặt mũi tràn đầy khinh thường hắn rõ ràng một hơi đều có thể phá hủy toàn bộ phi đảo này, nhưng hắn lại càng muốn cố ý khiêu khích địch nhân, có thể thấy được tên này tâm chơi lớn bao nhiêu. Cứ như vậy, dịch lão liền bắt đầu cùng một đám tu sĩ thần thương khẩu chiến, tần quân ôm tâm lý xem kịch, lười nhắc trộn rộn, rất nhanh cửu linh nguyên thánh liền dẫn theo một tên thanh niên đi trở về, tại thánh triều hóa hình yêu vương cũng không hiếm thấy, nhưng không dám phách lối, dù sao bên trong thánh triều, nhân tộc địa vị cao hơn yêu tộc, cho dù là yêu vương cũng bất quá là nô lệ mà thôi Thả ta ra Ngươi đây là chống lại thánh pháp Tên thanh niên này tại trong tay cửu linh nguyên thánh kêu gào Hắn người mặt thô bố y Nhìn chỉ là tạp dịch Nhưng đối mặt với nhất tôn yêu vương cũng dám lớn lối như vậy Có thể thấy được người của thánh triều cao ngạo đã thâm nhập quốc tủy Mang bọn ta đi thánh thành Nếu không chết Cửu linh nguyên thánh tay trái hơi dùng lực Thanh niên bị bóp cổ kịch liệt đau nhất Hai tay tựa như miêu trảo điên cùng đập cửu linh nguyên thánh cũng không phải là hắn dũng cảm mà là thân thể phản xạ có điều kiện mà thôi tần quân cười nói đừng đem hắn bóp chết a à. trước khi đến hắn liền nói ra điểm mấu chốt của chính mình không lạm sát kẻ vô tội là được nếu ai dám ngăn cản hắn hắn liền trực tiếp diệt trừ không cần cân nhắc lửa giận của thánh hoàng tần quân đúng là muốn làm thánh hoàng tức giận song phương biến thành quan hệ thù địch mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lúc này các binh sĩ liền nhau nhao tụ tập đến phi đảo cấm đoán tư đấu luật lệ nghiêm cẩn thậm chí không cân nhắc đến thân phận của song phương dừng tay buông hắn ra nếu không liền xử quyết các ngươi một tên nam tử thân mặc trọng giáp màu đen trầm giọng quát hắn dáng người khôi ngô tựa như một tòa thiết tháp nằm ngang ở trước mặt các binh sĩ tần quân cười mỉm cũng không mở miệng cửu linh nguyên thánh hừa lạnh nói ta hỏi thăm tên này như thế nào tiến về thánh triều hắn trực tiếp mở miệng mắng ta loại người này còn muốn sống sao lời vừa nói ra tất cả tu sĩ đều biểu lộ cổ quái thánh thành thế nhưng là quy định không cho phép yêu thú bước vào nghe nói đương kim thánh hậu không thích yêu tộc cho nên thánh hoàng mới ban xuống lệnh này đầu sư yêu này vậy mà muốn đi thánh thành quả thực là muốn chết cửu linh nguyên thánh mặc sư thân người để cho người ta một chút liền có thể nhận ra thân phận của hắn đi thôi tần quân nhìn cũng không nhìn những cái binh lính phi đảo kia quay người nói ra đám người cũng không có ý kiến cửu linh nguyên thánh trực tiếp cuốn lên yêu phong bao khỏa tất cả mọi người lấy thế xét đánh không kịp bưng tay bay đi. Các binh sĩ đều không kịp phản ứng, bao quát tên hắc khải nam tử kia. Tu sĩ vây xem hai mặt nhìn nhau, lại có người dám không nhìn thánh pháp, truyền lệnh cho phù không thành chủ, truy sát đầu yêu này cùng đồng bạn của hắn. Hắc khải nam tử trầm giọng quát, khu vực mảnh phi đảo này được gọi chung là phù không thành, chính là một trong những khu vực có mấy đại truyền tống môn đến thánh triều. Nếu là có người dám ở chỗ này nháo sự, đều sẽ không có kết cục tốt, cho dù đối phương mạnh cỡ nào. Đang khi nói chuyện, Hắc Khải Nam tử liền từ trên mũ giáp gỡ một hạt châu xuống, bên trong ghi chép khuôn mặt của đám người tần quân. Cùng lúc đó, trong yêu phong, bố y thanh niên lúc này đã lạnh run run, sợ hãi nhìn qua cửu linh nguyên thánh nói ra, đừng giết ta. Đừng giết ta, chỉ cần ngươi chỉ đường, đến thánh thành liền để ngươi xuống. Tần quân đạm mạc nói, hắn cũng không muốn thành thành thật thật đi đường, thật muốn như thế, không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Nghe được Tần Quân nói vậy, Bố Y thanh niên mới nhìn về phía hắn, không nghĩ tới làm chủ không phải đầu sư yêu này, mà là gã thiếu niên này, ngươi đến cùng là ai? Bố Y thanh niên cắn răng hỏi, đối phương dám không nhìn thánh pháp, hoặc là có tư cách phách lối, hoặc là não tàn, tại trên phù không thành sinh hoạt mấy chục năm hắn rất ít gặp phải não tàn, Tần Quân không để ý đến hắn, mà là tự mình ngồi xuống, bắt đầu luyện công dịch lão đầu thì cười quá dị đi đến trước mặt bố y thanh niên dọa đến hắn toàn thân run rẩy để cho ta thật tốt chơi đùa với ngươi đi dịch lão đầu xoa xoa hai tay cho đến hắn nói là đùa để tần quân cùng cửu linh nguyên thánh nghe được đeo khóe miệng co giật cùng lúc đó từng đạo từng đạo trường hồng chính là hướng tần quân bọn người đuổi theo mỗi một cổ đều không kém gì chân tiên cảnh khí tức hội tụ vào một chỗ cực kỳ khủng bố phong quyển tàn vân bệ hạ đằng sau có 12 tên tu sĩ chân tiên cảnh đuổi theo, đoán chừng là chấp pháp giả của phiến khu vực này. Cửu Linh Nguyên Thánh mở miệng nói, tần quân nghe xong thậm chí không mở mắt, tùy ý nói, đánh bọn hắn, đừng hạ sát thủ là được. Đối với người không oán không cừu, tần quân vẫn là rất khoan dung, đứng tại lập trường của nhóm chấp pháp giả, đây là bổn phận của bọn hắn. Cửu Linh Nguyên Thánh gật đầu, quay người nhẹ nhàng phất tay, trong chốc lát từng đạo từng đạo phong nhận liền từ bên trong yêu phong bay ra, xé rách không khí, hướng 12 tên chấp pháp giả đánh tới. 12 tên chấp pháp giả vốn là đuổi đến cực lực căn bản không kịp né tránh, liền liên tiếp bị phong nhận cắt thương, từng cái kêu thảm ngừng lại, yêu phong gào thét một tiếng, liền biến mất tại bên trong tầm mắt của bọn họ, thậm chí bay ra khỏi khu vực phù không thành, tốc độ thật nhanh, đầu sư yêu kia chẳng lẽ đã đạt đến chân tiên cảnh, thành chủ phù không thành trần khang trầm giọng nói, trung niên oai hùng hắn bưng bít lấy lòng ngực máu me đầm đìa, cả người khí tức cực kỳ hỗn loạn. Phong nhận của cửu linh nguyên thánh cũng không chỉ là đòn công kích bình thường, còn đảo loạn pháp lực của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào đuổi theo. Đáng giận, chúng ta báo cáo thánh thành đi, chút chuyện nhỏ này cũng phải báo lên trên. Chỉ bất quá mất đi một tên tạp dịch mà thôi, việc nhỏ. Đối phương mạnh ngoại hạng, nói không chừng chúng ta cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn a, à, hừ. Dù sao ta cũng không muốn đi chịu chết. Nhóm chấp pháp giả bắt đầu cãi vã, để Trần Khang vốn là tâm lý bực bội càng thêm đau đầu. 11 tên chấp pháp giả đều đến từ những thế lực khác biệt, giữa lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít đều có cừu hận, khiến cho hắn không cách nào hoàn toàn trưởng khống chấp pháp đội. Có lẽ đây là Thánh Hoàng cố ý vi chi. Tốt. Chớ ồn ào, báo cáo Thánh Hoàng đi. Trần Khang trầm giọng quát, tâm tình cực độ khó chịu, hận không thể chụp chết những gia hỏa ngạo khí trùng thiên này. Lúc này, Bên trong chấp pháp giả một tên nữ tu duy nhất mở miệng nói, các ngươi không cảm thấy vị thiếu niên kia rất giống tần đế sao, đầu sư yêu kia có phải hay không là cửu đầu sư tử gần nhất thịnh truyền ném bái tần đế. Cửu Linh Nguyên Thánh ngày đó cao điệu ra sân, để vô số tu sĩ tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn có người lợi dụng Linh Châu ghi chép lại, cửu đầu sư tử có thể nói là một lần ra sân liền nổi tiếng, điên truyền toàn bộ Nam Vực, nàng lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặt xuống. Quan thiên đại hội gần đây liền muốn bắt đầu, đụng vào tầng đế xác thực là có khả năng. Nếu như là tầng đế, vậy thì giải thích được, tầng đế không tuân thủ hánh pháp, là chuyện trong dự liệu của tất cả mọi người. Hắn nếu như ngoan ngoãn tuân theo, ngược lại là có chuyện ấn ở bên trong. Vô luận hắn có phải là tầng đế hay không, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay. Chúng ta cũng không quản được, bởi vì người đều chạy rồi. Trần Khang khua tay nói, trong lòng cũng có chút kinh nghi, thật chẳng lẽ là tầng đế toàn bộ thánh triều tất cả mọi người bao quát hắn ở bên trong đều đang hiếu kỳ tần đế đến thánh triều về sau sẽ nhấc lên sóng gió như thế nào kết cục lại là như thế nào thế nhưng khi nhân vật trong truyền thuyết thực hiện ra tại hắn trước mắt hắn lại không khỏi có loại cảm giác không thật các vị chấp pháp giả còn lại đều gật đầu mỗi người trong mắt cũng không khỏi lóe lên vẻ hưng phấn tần đế đến rồi thánh triều so với trong tưởng tượng của tần quân lớn hơn rất nhiều chí ít trước mắt đã lớn hơn bình thiên chi địa bay một canh giờ, vẫn chưa đi tới Thánh Thành. Nếu thật là trên không Nam Vực còn dễ nói, nhưng nơi này tồn tại lại tựa như tiểu thế giới, liền đủ để cho người ngạc nhiên. Có người nói Thánh Triều là ký thác ở trong một kiện pháp bảo cường đại, cũng có người nói Thánh Triều tồn tại ở một cái thế giới khác, chỉ là cùng Nam Vực tương liên mà thôi. Tần quân ngồi tại bên trong yêu phong cảm thán nếu là ngày sau Hoàng Cung Đại Tần thành lập ở nơi đây, quả thật là có bao nhiêu sản khoái, đinh. Phát động nhiệm vụ chính tuyến, công chiếm nam vực thiên thế giới. Nhiệm vụ tường tình, bởi vì chủ ký sinh đối với tiểu thế giới của Thánh Triều sinh lòng ngấp nghé, do đó phát động nhiệm vụ chính tuyến, trong vòng 5 năm, chủ ký sinh nhất định phải công chiếm nam vực thiên thế giới, đem Thánh Triều khu trục hoặc là thu phục. Nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được một lần thần ma triệu hoáng, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Nhiệm vụ thất bại đẳng cấp hạ xuống 2 cấp, ta đi, dạng này đều có thể phát động nhiệm vụ chính tuyến, tần quân trợn tròn mắt, trong lòng tức miệng mắng to, cái nhiệm vụ chính tuyến này, khen thưởng cũng quá keo kiệt đi, quyền giải thích thuộc về hệ thống, cho nên hệ thống không muốn giải thích, đối mặt với hệ thống, tần quân quả thật là không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẫn, cũng may đạo nhiệm vụ này thời gian kỳ hạn là 5 năm, rất dư giả, đúng lúc này, yêu phong bỗng nhiên dừng lại, cả kinh tần quân nhíu mày hỏi, làm sao, cửu linh nguyên thánh mở miệng giải thích, phía trước có trận pháp, phạm vi cực lớn, bên trong đang phát sinh chiến đấu, trận pháp, tần quân nghi hoặc, không khỏi hỏi, đi vòng qua là được, vì sao lại dừng lại, trong trận pháp có đồ tốt. Dịch lão đầu liếm môi cười nói, nghe hắn nói kiểu này, tần quân cũng cảm thấy hứng thú, hắn liền vội vàng đứng lên đi đến trước mặt cửu linh nguyên thánh nhìn về phía trước, chỉ thấy ngàn mét phía trước bị một màn ánh sáng màu tím cự đại tựa như thiên võng ngăn trở, thả mắt nhìn đi, không nhìn thấy điểm cuối màn sáng, phản phất như thiên địa bị nó phân ra làm hai nửa, mơ hồ có thể nghe được tiếng chém giết, đông, 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 tần quân nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, đồng thời hắn cảm giác thể nội có một cổ nhiệt lưu dâng lên, loại cảm giác không cách nào khống chế này để hắn không khỏi nghĩ lại tràn cảnh lúc trước hấp thu cực viêm u thủy, chuyện gì xảy ra, tần quân ở trong lòng hỏi, hy vọng hệ thống có thể cho hắn đáp án, hệ thống là tồn tại hiểu rõ tình huống thân thể của hắn nhất, huyết mạch cực viêm ma thần tần quân cũng không có tiết lộ cho nhóm thần ma, mà là dự định làm ác chủ bài che giấu, không rõ ràng, chủ ký sinh vào xem liền biết. Hệ thống nhanh chóng hồi đáp, ngữ khí tự hồ như đang mê hoặc tần quân, cùng ngày xưa hơi có chút khác biệt, tần quân trầm giọng nói, trực tiếp đi qua, nếu đã có pháp trận chặn đường, như vậy liền trực tiếp vượt qua, hắn hiện tại cần sợ ai sao, đạt được tần quân ra lệnh về sau, cửu linh nguyên thánh liền mỉm cười, lúc này điều khiển yêu phong xông thẳng về phía trước, hành động đột nhiên nay liền để thanh niên bố y hét ầm lên binh như là pha lê bị đụng nát yêu phong trực tiếp đánh nát màn ánh sáng màu tím pháp trận trong nháy mắt tan vỡ bên trong pháp trận là một tòa phi đảo cự đại tu sĩ song phương đang đánh đến khí thế ngất trời khắp nơi đều là thi thể thả mắt nhìn lại nói ít chết cũng có năm vạn người pháp trận vừa vỡ nát tất cả tu sĩ đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía yêu phong đột nhiên xông vào Tần quân ánh mắt thì ổn định ở trên một khối kim thạch cự đại ở trung ương phi đảo, nó lơ lửng tại trên tế đài, tự động xoay tròn, kim quang lóng lánh, chiếu sáng chiến đấu chung quanh, đó là cái gì? Tần quân nhíu mày nghĩ đến, vừa nhìn thấy khối kim thạch kia, trong lòng của hắn vậy mà không thể ngăn chặn được sinh ra dục niệm chiếm hữu, hắn vội vàng hướng cửu linh nguyên thánh nói ra, dừng lại, không cần hắn nói, cửu linh nguyên thánh cũng đã dừng lại, chỉ gặp hắn cũng nhìn chầm chầm kim thạch như có thâm ý nói, không có nghĩ tới nơi đây cất giấu một khối diễn thiên thạch diễn thiên thạch tần quân nghe được mạt danh kỳ diệu nhưng thường nga và dịch lão đầu lại là ánh mắt sáng trực nhìn chằm chằm khối kim thạch kia có thể thấy được nó lai lịch bất phàm động thủ đoạt lấy khối kim thạch kia tần quân trực tiếp hạ lệnh hoàn toàn không cân nhắc tới hai phe đội ngũ đang chiến đấu trước mặt sự gia nhập của hắn tương đương với khuyên chiến chí ít hắn tự an ủi mình như vậy nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha